yêu đi anh em vô tư đi tiktok chiều view giờ là quá easy nói ít và làm nhiều con tên toàn là nhiều wake up và làm việc để ai điên ngày càng nhiều joy một đàn gà khúc mắt sẽ làm hoa growing with my team dc luôn là nhà hello, hello cả nhà, xin chào. rồi chúng ta bắt đầu thôi. à, anh em hình ảnh âm thanh rõ chưa? ông nào mà chưa có tiếng là cẩn thận nhau. bây giờ ao ra phát là có thằng nó vào lại luôn, ngồi hộ mình luôn đấy. Ờ, ông nào mà chưa có tiếng hay có vấn đề gì về âm thanh thì thôi, ao ra cũng được, ao ra cũng được. thì uh, ao ra biết đâu có ví dụ như bán bán slot gì đấy, ghi lại cái gì đấy, ví dụ thế. thì bình thường thấy kiểu mấy kiểu stream của tôi mà kiểu stream kín ấy, thấy anh em cũng hai tuần file ghi lại nhau bán slot các thứ. Biết đâu đây là một cơ hội làm giàu cho chúng ta Biết đâu <laughs> Không khuyến khích Nhưng mà tuy nhiên thì Cái buổi ngày hôm nay Thì là lý do tại sao lại có cái buổi ngày hôm nay Thì uh, Anh em nào ơ Có anh em nào ở đây là chưa từng xem Một cái stream nào của mình không Thì gõ phím hai cho mình Anh em nào biết mình mà trên Ờ uh, À cũng có ông chưa Xem stream mình bao giờ à Chưa xem cơ mà Nhiều thế cơ cho, cho tôi hỏi là sao Các ông chưa xem stream bao giờ Mà các ông lại chui vào trong này bị anh em bạn bè bắt dí vào à? hay như nào ờ cái tình hình là như này zoom của chúng ta ấy, là bây giờ là một nghìn người thì bây giờ các ông có thể là tắt camera đi cũng được đây mà tôi cũng đéo có nhu cầu gọi là xem nhan sắc của các ông đâu và tắt đi để cho nó đỡ bị lát cái màn hình ấy đấy thì ông tắt đi thì công ví dụ như là công bận rộn công làm cái gì đấy thì anh em cũng không có kiểu như là bị mất tập trung chị em cứ dụ như là buổi đêm đến mặt skin care đắp mặt nạ các thứ thì là anh em bọn tôi nhìn cũng không bị giật mình đấy thì uh, anh em cứ tắt cam đi cũng được ở đây là tôi cũng đã có nhu cầu gọi là để anh em phải sâu cái màn xong rồi để tôi phải chụp ảnh các ông đâu Nên là các ông cứ yên tâm điều đấy nhé và cái buổi này là cũng hoàn toàn là tôi chỉ phục vụ là ở trong cái cộng đồng anh em đi group và những ai đầu tiktok thôi không có cái nhu cầu là xe ra bên ngoài nên là uh, đấy hôm nào tôi báo trước với cả anh với cả anh em từ hai ba hôm trước rồi thì uh, cái buổi stream này thì thường là những cái anh em gọi là trở thành idol ấy, thì đa số là uh, ở trong group, chắc phải đến tầm 80 90% gì đấy uh, đều nằm ở trong cái uh, xem stream và sau đó là học hỏi qua những anh em ở trên uh, group chia sẻ lại với cả nhau. Thì lý do tại sao tôi lại bảo là cái buổi này nó mở ra tại vì là năm ngoái khi mà tôi mở ra cái mà lên on TikTok ấy cùng với một cái chiến dịch với cả TikTok ấy thì nó cũng vào đợt mà sắp Tết và cũng đúng vào cái đợt đấy là cái đợt mà nhiều người người ta đang 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 bị Ờ, dịch bệnh là thứ nhất này thứ hai nữa là người ta tết mà người ta rảnh ấy tết người ta rảnh không biết làm cái gì thì thôi làm tiktok đi thì biết đâu rồi tôi cũng hy vọng là đâu đấy trong cái zoom này của mình có tầm khoảng một nghìn người tôi cũng hy vọng đâu đấy là chắt lọc được ra đâu đấy khoảng tầm hai ba trăm anh em có thể là làm content được ở trên tiktok có thể là sau này là mình chiến những con 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 đường dài được với cả nhau được nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu là chiến với nhau trên những cái con đường ấy thì cũng phải là có một tí tên tuổi bắt đầu kênh cũng phải có tí số có má có tí follow thì chúng ta mới lên thuyền được cùng nhau Chứ bây giờ nhiều anh em cứ muốn vào nhưng mà đang chưa biết bắt đầu từ đâu ấy. Rồi là view toàn không view xong rồi đăng toàn kiểu như là follow cũng chẳng có ai Thì thôi anh em mình cứ bắt đầu anh em mình học lại từ đầu với nhau Thì ở đây thì không biết là có anh em nào mà có kênh to to chưa Hay là có anh em nào ở vừa rồi có nhìn thấy ông giáo Có nhìn thấy ông giáo review Cái gì Sorry có mọi người vẫn đang bật tiếng à từ từ nha Ok, xem nào. Ok rồi. Tiếng ừ, ok xong hết rồi. Sau đi anh em vừa rồi tôi tắt đi cái phần tiếng đấy mà mình tôi tôi không nghe được cái gì cả. Đấy thì anh em uh, chịu khó giúp tôi nhé. Hôm nay thì có một mình tôi ngồi quẩy với cả một nghìn anh em, của với cả một nghìn anh em thôi. Tôi cũng không nghĩ là nó đông như thế này. Kéo vèo phát mẹ một nghìn người rồi. Mà cái zoom này tôi cũng chỉ giới hạn được có một nghìn người rồi thôi. Chứ không nếu mà mở ra chắc phải rơi vào đâu đấy một tầm Giữa gì, gì, gì ấy. Đấy thì anh em. Uh có ý thức giúp tôi thứ nhất là tắt tiếng đi thứ hai là là anh em tự động bảo ban nhau hôm nay thì zoom của chúng ta quá đông người cho nên là mình sẽ không có cái chuyện là bật mic lên để mình hỏi mọi người đâu cho nên là chúng ta sẽ tương tác với nhau ở trên kênh chat ờ, chúng ta sẽ tương tác với nhau ở trên kênh chat ví dụ như là trong cái buổi ở trong cái buổi học này tôi sẽ rất hay hỏi anh em là nếu mà đồng ý thì bấm số 1 chưa hiểu thì bấm số 2 cần tôi nói lại thì bấm số 3 đấy thì tôi sẽ hỏi những cái câu nó rất là như thế thì anh em mình sẽ tương tác với nhau ở trên kênh chat nhé đó thì hôm nay không biết anh em ngủ chưa nhưng mà khả năng là chúng ta sẽ ngồi với nhau một muộn gì đấy ờ, lịch thì có thể là đến tầm khoảng 12 giờ 1 giờ gì đấy nhưng mà vui biết đéo đâu là đến 3 giờ sáng Mà chưa đi ngủ với các vị cả nhau biết đâu đấy đấy thì uh, có thể là <laughs> tí nữa ví dụ như anh em mà ao ra ví dụ anh em mà đang có vấn đề gì về âm thanh nhá bây giờ anh em mà ao ra một cái là tôi đảm bảo với cả anh em là anh em mất slot luôn thì thôi nếu mà đang có vấn đề về kỹ thuật thì thôi ao ra cũng được ao ao ra đi để cho người người khác vào cũng được ờ ừ bán slot một triệu cả và <laughs> cứt nào đi anh em thôi đấy là nói chuyện vui vui thôi rồi anh em nào mà cần tắt mic thì anh à, nhầm tắt cái cam thì cứ tắt cái cam với nhá không có nhu cầu xem hình, anh, hình ảnh anh em vào đâu <laughs> rồi thế nào à, thế bây giờ nhá cái 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 uh, uh, những anh em hôm nay ấy, thì tôi sẽ sâu cho anh em những cái gọi là những cái chủ đề mà nó rất là cơ bản những cái mà kiến thức nó rất là nền để anh em có thể bắt để có thể là bắt nguồn được với cả là cái thằng tiktok như này thì bây giờ nó cũng hot đến bây giờ là năm năm thứ hai rồi năm thứ hai rồi và nó cũng đang có những cái nền tảng khác và kênh tiktok thì bây giờ chả cần phải nói nó đang là một cái kênh mà dẫn nguồn tốt nhất đúng không? Ví dụ như mọi người có thể là một cái kênh mình có thể là dẫn nguồn đến các cái nguồn traffic khác ví dụ như là kênh của thằng nmt mọi người biết kênh của nmt vlog không? Với cả là bà tuyết diamond ấy thì cái kênh đấy là uh, thằng nmt là nó làm youtube nó làm YouTube là làm cũng lâu rồi hơn một năm nhưng mà không lên nhưng mà nó dựa vào tiktok để nó lên được thì bây giờ kênh YouTube của nó cũng lên 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 thẳng thẳng đứng luôn và ngoài ra cũng được viral ở trên rất là nhiều những cái mạng nền tảng xã hội rồi là được báo chí người ta đến phỏng vấn các thứ thì đấy nó cũng là một cái kiểu để mà mình có thể là mình hiểu được là cái mà tận dụng nền tảng này để chúng ta có thể làm được cái gì Ok rồi bắt đầu đi, đi vào slide nào Ừ. Sông màn hình nhỉ? Ok, anh em nhìn được màn hình chưa? Nhìn được góc phía một thôi nào. Rồi. Ok. Rồi, đó. Thì hôm nay ý, thì chúng ta sẽ là có một khoảng thời gian uh, học để học học nhanh với cả nhau. Thì đầu tiên ấy mình sẽ uh, giới thiệu với cả anh em những cái từ khóa mà ở trong group của mình hay dùng là cái gì. Tôi thì là một thằng mà cực kỳ rốt tiếng Anh, nhưng mà những cái từ này là những cái từ ngữ mà mình ở trong TikTok và sau này khi anh em mình làm việc với cả TikTok ấy, mình sẽ phải dùng những cái từ khóa này rất là nhiều. Thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em một lần nữa. Thì uh, tất cả ừ, những kiến cái, cái thức này nhé. Được. lại Chứ thằng nào mẹ con cứ để làm không phải dịch xã là vẫn cứ ổn mẹ vũ hưng này rồi tiếp tục này là nữa kích vào khỏi nhỏ du bây giờ <laughs> nói thế thôi chỉ đéo ai lại ban anh em ra thế thì hơi bị áp ôn quá anh em ý thức hộ tôi cái là được rồi đấy thì anh em lưu ý nhé những cái từ khóa và những cái buổi học ngày hôm nay ý, khi mà tôi chia sẻ cho anh em ấy, thì anh em giúp tôi là ví dụ như sau này mà anh em mình mà thấy có một thằng nào nó hỏi ở trên tiktok bởi vì là bản chất ấy những cái người mới bao giờ người ta cũng muốn là được support và muốn được đặt câu hỏi và được trả lời luôn ở trên group thì ngày trước ấy là tôi rất là nhiệt tình tôi trả lời những cái câu hỏi đấy tôi trả lời những cái câu hỏi đấy nhưng mà lâu dần mẹ những cái câu đấy nó cứ lặp đi lặp lại thì bây giờ tôi cứ duyệt một cái thì anh em nào vào anh em biết thì anh em trả lời hộ chứ bây giờ những cái câu hỏi mà quá là cơ bản ví dụ như là anh ơi video làm sao để lên được xu hướng là tôi chán tôi đéo muốn trả lời nữa rồi đấy chứ nên là anh em mình tận dụng nhá hôm nay là cố gắng là mình hôm nay là mình ngồi nghe mình đóng góp thì sau này là mình trở thành một cái thành viên cứng của DC mình sẽ là cái người mà đi support những anh em mà mới vào để anh em có thể là tiếp thu được những cái kiến thức và sau đó là uh, mình phải giúp đỡ những anh em đấy thì sau này những anh em đấy nó mới có kênh có follow rồi bắt đầu nó mới đi cùng anh em mình được chứ còn bản chất ấy anh em mình nhá chỉ có một mình anh em mình đi ở trên con đường tiktok này này nó cô độc lắm nó chán lắm một mình mình làm chả có ai support cùng cả chả có cộng đồng chả có đội ngũ gì nó cũng buồn ít nhất là sau này ví dụ như có ai đấy nó mà lên kênh một cái nó nhắn tin nó tát cảm ơn anh Duy muối, cảm ơn thằng này thằng kia đã giúp em cái thời gian đầu, thời gian kia. Đấy, nó cái đấy là cái mà giá trị cộng đồng mà mình muốn gây dựng cho anh em. Rồi. Thì cái từ khóa đầu tiên nó là content. Content nó là gì? Content nó là nội dung của một cái kênh. Ví dụ như là cái content của của group của mình nó là gì? Là content là dành cho những cái người mà đang tìm hiểu về TikTok, học về TikTok thì nó là content chung của cả cái group của mình. Concept Concept nó là cái gì Concept nó là kiểu như là dạng uh, phong cách cách mình thể hiện nó ra một vấn đề nó như thế nào ví dụ như là vẫn về một cái vấn đề liên quan đến là kiến thức tiktok nhưng mà Concept của thằng duy muối là cái kiểu mà vừa ngồi vừa chửi bệnh vừa ngồi vừa chửi con nhà người ta nhưng hay nhưng mà người ta vẫn nghe được thì đấy là kiểu Concept của thằng duy muối nhưng ngoài cái cũng có những cái kiểu người mà người ta kiểu như là uh, mặc vét đồng chọc xong người ta đứng người ta vừa nói vừa khoanh tay đấy thì Concept đấy nó cũng là một cái Concept nói chung là cái nào ấy nó cũng là một cái đúng và nó tiếp cận đến bất kỳ một cái loại lứa tuổi nào, cái dạng mà nội dung nào chúng ta đang làm ấy nó cũng đều tiếp cận được với một cái lứa đối tượng. Vấn đề là chúng ta có muốn tiếp cận được đến cái đối tượng đấy hay không. Rồi, tiếp tục này. Viral là cái gì? Viral tức là khi mà anh em mình nổi tiếng có một cái video nào nó lên được đâu đấy tầm khoảng trên 1 triệu, 5 triệu lượt view. Gì đấy thì nó là nó là viral. Ờ ừ, thì anh em cứ hiểu đại khái cái từ viral tức là đéo ai người ta cũng biết người ta mở tiktok ra người ta nhìn được cái video đấy người tức là mình cũng viral video đài ý đấy đạt ít nhất là tối thiểu là tầm khoảng một triệu lượt view thì cái yếu tố để mà trở thành một cái video viral nó là cái gì đấy là bất kỳ một video viral nào ấy nó cũng đều yêu cầu là có sự gần gũi với cả người xem ở trong một video thì cái video đấy nó mới được gọi là viral kể cả là ở trên bài viết các bài viết ở trên facebook cũng thế anh em đã bao giờ xem được một cái bài mà Uh, một cái bài mà tôi không nhớ đâu đấy khoảng tầm một tháng trước tôi xem đấy là có một cái ảnh nó áp lên nó chụp một cái tủ lạnh nó chụp một cái cánh cửa tủ và nó có một cái miếng quả chanh và cái bài viết đấy nó bảo là đây là thứ mà trong tủ lạnh nhà ai cũng có đấy là hình ảnh của một nửa quả chanh để bên cạnh cánh tủ lạnh anh em đã bao giờ nhìn thấy cái bài viết đấy chưa thì cái bài viết đấy nó chính là cái mà viral tức là bất kỳ một nhà thằng nào có tủ lạnh cũng đều để có một nửa quả chanh để khô quắt ra để ở, để ở tủ lạnh đúng không thì đấy nó là cái vấn đề mà ngày nào người nào cũng gặp phải ngày nào người ta cũng có và nhà nào người ta cũng bị dính phải thì đấy nó là content viral thì mọi người thử điển hình lại là tất cả những cái dạng mà content ở trên tiktok bây giờ content thế nào là là viral luôn luôn gần gũi với cả người xem này. diễn biến từ ngoài nước ngọt và nước có ga anh em chơi con chiều nay 28 mình vẫn đang nhiệt mài đi. Đây là Tết Dương 200 chơi thị phến Phạm Vinh cùng ngôi làng bất ổn nhất Đây, đang xem đến bạn Phạm Vinh này đi. Thì các bạn Phạm Vinh này đi. Thì khi mà bây giờ nhá, anh em cố gắng là ngày hôm ở mình chưa follow bạn này à? Ờ, khi mà anh em mình xem một cái kênh cố gắng là ngày hôm nay học xong ấy, anh em cần cần phải hiểu được là khi mình xem một cái video ở trên Tiktok Mình phải phân tích được ra content này nó là cái gì Tại sao video này nó lên được Rồi ok, mình bắt đầu mình mở thử một cái video này là được 10,8 triệu lượt view nhá Wow, kinh khủng nhỉ xem nào rượu trẻ suốt ngày bây giờ biết được về đấy ạ à? Ông này mình uống được cả tháng nay có một phớp Mà sao mày, mày, mày nói lắm đấy Mày có đi là tao phăng này một cái trả về nơi sản xuất luôn không Ăn à. cha cái con này nữa Mày không Cơm xe kim của mày vào được không Này Mày cho tao lên trên này xem ở trên này có cái chuyện gì đây Mày sao ồn nào chứ Mày vào đây mày vào đây. mày vào đây Mày đi vậy mày. mày vào đây Này Cãi nhau à Mệt chết đấy Đấy Mày thấy tác hại của rượu bia chưa Mày cho chồng mày uống ít thôi <laughs> chuyện nhà chúng bay à ôn này mẹ mày không cho tao xuống cái thằng kia Đấy, thì cái con tay này mặc dù là kịch bản nó không có quá gì là đầu tư đúng không? Nhưng mà cái kịch bản của bạn này bạn được một cái là bạn nên nhắm sâu vào cái lứa tuổi ở trên TikTok. Anh em phải hiểu là đa số đám đông ở trên TikTok ấy phải đến 70%. 70% trăm người xem ở trên TikTok đều là người ở tỉnh, người ở quê. Người thành phố chỉ chiếm đâu đấy khoảng tầm 30% đổ xuống thôi cho nên là những cái dạng nào mà còn ten nó liên quan đến đám đông những người làm nông này những con ten như kiểu là hài như kiểu là hài hài dân dã hài kiểu đường quê dụng lúa rồi là hài kiểu nói về những cái kiểu như là camera chạy bằng cơm là những cái bà hàng xóm đứng buôn chuyện với nhau ấy thì những con ten đấy nó luôn luôn là nó viral nó thu hút được với cả người xem nhiều còn anh em sẽ hiểu sẽ thắc mắc là ơ thế tại sao? Tôi thấy là có cái thằng này nó làm một cái video TikTok mà nó làm cầu kỳ, nó làm đơn giản. Thế thì bây giờ nếu như mà tao mà đầu tư máy quay, tao mà đầu tư thêm camera, đầu tư với thêm vào thiết bị mà tao có liệu tao có thể là tao viral được hơn nó không? Thì câu trả lời là như nào? Có hoặc không. Có hoặc không nhá. Nếu mà cái content của bạn ấy bạn mà làm phục vụ cho cái lứa tuổi mà ở nhà nông mà bạn lại quay bằng một cái camera xịn sò, bạn lại đi thuê một người mẫu diễn viên mẹ mày Thuê Hẳn Ngọc Trinh cái thứ hay là thuê gọi là ca sĩ diễn viên gì đấy, hot girl đi. Người trông xinh đét, căng đét lên. Xong rồi để quay quảng cáo một cái sản phẩm gì đấy, uh, lúa nếp mới hay là một cái nếp cẩm chẳng hạn. Thì liệu là cái video đấy nó có lên, nó có tiếp cận được đúng không? Mình nghĩ là không. Nhưng mà cái lứa tuổi của bạn mà Phạm Vinh này, này, bạn ấy rất là hiểu cái khán giả, người xem là những người đang ở quê và những người người ta đều đang có những hoàn cảnh, đều đang có những cái câu chuyện như thế diễn ra xung quanh nhà của người ta. Và bạn ấy chỉ việc là ủa anh em có xem được không? Anh em còn nghe được gõ phím một giúp mình với. Đấy tự nhiên hiện lên cái này sợ thế. Ơ ờ, vẫn nghe được. Ờ ừ, mừng quá. Ờ ừ, tốt rồi. Giật hết cả mình cứ tưởng bị đít. <laughs> ờ. Đấy nhá. Thì đấy là content đầu tiên là của bạn Phạm Vinh. Rồi, tiếp theo là về cái label là cái gì? Label đây là một cái từ mà anh em cũng phải hiểu được, label nó là chủ đề của một cái kênh. Chủ đề label nó là chủ đề của một cái kênh nhá, ví dụ. Ờ uh, bạn làm về nấu ăn ờ bạn làm về nấu ăn bạn làm về hài bạn làm về thời trang bạn làm về thẩm mỹ bạn làm về mỹ phẩm thì các cái loại nội dung đấy của bạn bạn là một label kênh của bạn phạm vinh kia bạn nên làm về các cái kiểu chủ đề liên quan đến hàng xóm láng giềng thì cái label của bạn ấy là về hài hước thì content của bạn nên là về là cái chủ đề của bạn ấy là được gắn ở trên một cái là về hài hước và tất cả mọi tài khoản khi mà chúng ta chơi tiktok ấy khi mà chúng ta bắt đầu chính thức chúng ta làm tiktok thì chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái tấm vé nó gửi về cho 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 thiết bị của, của của, chúng ta không? cái tấm vé này thì bây giờ nó đã thay đổi rồi nó đã cập nhật rồi ờ, cái hình ảnh hiển thị ra nó cũng đã là khác hơn nhưng mà đây này cách đây khoảng tầm uh, gần 2 năm trước khi mà mình bắt đầu mình nhận được cái tấm vé này đầu tiên ấy thì uh, trông nó như trông nó như thế này không biết ở đây đã bạn nào bạn ấy nhận được chưa? Ok xem nào. không nghe được là do thiết bị của anh em đấy Anh em mình thử ao ra xong vào lại xem Biết đâu là vào được Đây này Cái tấm vé này này ờ, Thì đây nó là cái vé mà Thực ra là gần đây nó mới đổi lại trong vòng tầm khoảng 2 tháng gần đây Thì nó thì hiển thị ra một cái form mà nhìn trong cái Mẫu điền form của nó khác Còn lại là của mọi người thì Nhưng mà cái thông tin của nó điền ra vẫn là như thế này thì khi mà TikTok nó gửi về cái vé này cho mọi người ấy, thì nó chứng minh là tài khoản của mọi người đã được gắn vào một cái label. Tài khoản của mọi người đã được gắn vào một cái label nhé Và đôi khi cái label này là bị gắn sai. Ờ, đôi khi cái này là bị gắn sai, tại sao lại là gắn sai thì mình cứ mình cứ nói nhá, anh em chưa hiểu thì tí nữa mình sẽ giải thích lại với cả mọi người cho. Ờ như này đi. chơi thị đã số các bạn khi mà mua đồng hồ ấy, thì thường bổ qua một chi tiết rất là hay ho này. Nếu như bạn đang sử dụng đồng hồ đeo tay thì hãy thử xem là chiếc đồng hồ của bạn. Ok. Ờ, thằng Loki Vũ này. Hiện tại content của nó đang là gì? Con tay của nó đang là chuyên về đồng hồ đúng không? Thì đồng hồ ở trên kênh của nó ấy, nó sẽ là được gắn vào là cái gắn vào cái là về phụ kiện trang sức. Thế thì những cái video nào khi mà cái kênh này của nó nhé, nó đã được gắn vào một cái label đấy là về phụ kiện trang sức thì mặc định tất cả những cái video nào nó đăng lên là có hình ảnh của phụ kiện trang sức thì người xem nó cũng đều tiếp cận đến cái đối tượng lứa tuổi như thế và cái mà AI của thằng tiktok này nó đếm người dùng cực kỳ chuẩn luôn tức là nhá tiktok ấy nó có một cái mà nó muốn nó muốn mọi người đấy là bị nghiện nó muốn mọi người bị nghiện trên chính cái nền tảng này anh em đã bao giờ thử mà ngắm gái xong rồi tự nhiên là đi ra một phát kể cả ngày hôm sau lập tức là nó chỉ hiển thị ra gái cho mọi người xem không? Anh em đang xem về đồng hồ, anh em mình đang xem về về đồ chơi, đang xem về ô tô thì y như rằng một lúc sau ao ra không nhìn được các chủ đề khác. Chỉ xem được là về cái ô tô thôi. Chỉ khi nào nhá, anh em mình lướt qua các cái video đấy nhiều đi thì thằng TikTok ấy cái thằng AI của nó nó mới hiểu được là a, à, thằng này nó chán nó không muốn xem ô tô nữa rồi. Ok, tao sẽ thử đề xuất cho mày xem một cái dạng content khác. Thì ok nó sẽ đề xuất cho mọi người xem các cái loại nội dung tiếp theo ví dụ như là mọi người mà đang đói đúng không nửa đêm đúng không muốn xem về đồ ăn ok 11 giờ tao cho mày xem đồ ăn nếu mà mày mà đang thích content về đồ ăn này thì từ 11 giờ đến, cho đến ngày hôm sau cứ đến giờ này tao cho mày xem đồ ăn thôi bởi vì là nó hiểu về cái hành vi người dùng ở trên cái thằng tiktok này cho nên cái bộ đếm của thằng này nó cực kỳ chuẩn và nó làm cho người chúng ta là bị nghiện nó làm cho chúng ta đôi khi chúng ta lướt trong lướt tiktok ấy chúng ta lướt trong vô thức mọi người đã bao giờ nhớ mọi người có nhớ được là cái cái video cuối cùng mà mọi người xem ở trên tiktok nó là gì không? Nhớ Nhớ thế được mọi người có nhớ là cái video ngày hôm qua Trước khi mà mọi người đi ngủ Mọi người nh nhớ là cái video đấy là mọi người xem được cái clip gì không? Ai nhớ được góp thứ một nào? Ơ tự nhiên đoạn đéo nhìn thấy mọi người comment nữa Ờ Ờ rồi ok ok Sợ quá mẹ Zoom nghìn người thỉnh thoảng mình lại sợ chính mình bị đẩy ra Ờ đấy thế thì mình không thể nào mà mình nhớ được và đôi khi là chúng ta bị lướt cái trên chính cái nền tảng này là chúng ta bị lướt trong vô thức thì đấy nó chính là mục đích của thằng tiktok mà nó muốn là chúng ta bị lậm vào chính là cái mà chúng ta bị 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 nghiện phải và cái đấy là cũng bao gồm là tất cả những cái chủ đề ở trên tiktok khi mà người ta xem có cái ví dụ xe của người bộ. ta đang xem cái kênh của thằng này nhá là làm về ô tô đúng không chỉ cần là chúng ta đang xem một cái kênh này nhá mà làm về ô tô thì chúng ta sẽ vào trang của nó và chúng ta chỉ cần lướt đâu đấy khoảng tầm 3 cho đến 5 cái video của thằng này làm về ô tô. Thì y như rằng bách ra một cái toàn hiển thị ra là ô tô hay này, thế giới ô tô này. Rồi ô tô 6 7 8 9 rồi các thể loại liên quan đến ô tô nó đập liên tiếp vào mặt của mình. Dã vào liên tiếp luôn, tương tự kể cả là về gái hay là về trai đẹp hay là về sáu múi cũng thế luôn. Fitness các kiểu nó đều muốn là mình bị như rồi, thế. Rồi, này các bạn. rồi, tiếp tục nào. Thì nhắc lại này, cái label nhá, từng trên chính cái tài khoản khi mà chúng ta đã được công nhận trở thành một nhà sáng tạo thì trên mỗi cái tài khoản của chúng ta sẽ được gắn vào một cái label. Cho nên là cái việc mà chúng ta cần phải làm ấy là phải thâu tóm ba thằng này: content, concept và label. Đây là ba cái mà chúng ta sẽ thể hiện ở trên cái kênh của chúng ta. Nó phải rõ ràng. Ở đây mình không biết là có những bạn nào mà đã từng uh, lập TikTok cho vui không nhưng mà nếu mà mọi người mà hay theo dõi ở trên group uh, của mình ấy, mọi người sẽ thấy được rất là nhiều những cái câu mở đầu như là em chào mọi người. Ngày trước em lập TikTok cho nó vui thôi bây giờ em muốn chơi lại nghiêm túc thì bây giờ em có chơi được trên chính nick này không câu trả lời là lên thế đéo nào được mình thấy 100 ông hỏi chắc đâu đấy Còn tầm hai ông là dùng được trên chính cái nick đấy mà hai ông đến phải là cực kỳ là xinh gái cơ thì người ta xem ví dụ nhà ngầm gái người ta còn còn khoái khoái cơ chứ còn kiểu mấy em kiểu đáng yêu cu te, kiểu mấy em mà kiểu gen z ấy mấy em gen z mà trước đây lên nổi như kiểu là em tiểu hí chẳng hạn thì em tiểu hí nhá là lên là bởi vì là may mắn chúng ta khi mà chúng ta mà trở thành một nhà sáng tạo trên tiktok ấy, thì nó sẽ là có 2% là may mắn còn lại đều là do nỗ lực may mắn là nhìn là như thế nào ví dụ chúng ta uh, có xét thiếu chữ T à à ừ thiếu chữ T thì anh em thêm vào sau đấy tôi rốt tiếng Anh mà ừ, rốt tiếng Anh vẫn làm được tích tắc mà yên tâm đi anh em thì tiểu hí nhá nó là một dạng may mắn một dạng may mắn khi mà lên trên video nhảy một cái điệu ngu ngơ ngu ngơ một cái và một loạt là fan từ bên Việt Nam fan từ bên nước ngoài người ta nhảy vào người ta khen người ta kiểu như là ui đáng yêu thế xong rồi tự nhiên là đang từ một cô gái có drama gì đấy xong rồi tự nhiên bây giờ đùng ra một phát là trở thành ngôi sao ở trên tiktok đúng không cũng bắt đầu là nhận booking chục triệu rồi bắt đầu là cũng quảng cáo sản phẩm các thứ nhưng mà anh em tin yên tâm đi cái kiểu dạng như thế tí nữa mình sẽ phân tích cho anh em là cái kiểu đấy thì nó sẽ nó sẽ không đi bền nó sẽ không đi bền nó sẽ không đi bền bằng cái kiểu mà chúng ta lên bằng cái tự thân chúng ta lên tự thân ấy, có thể chúng ta sẽ lên chậm nhưng mà cái dấu ấn của chúng ta trong lòng fan ấy nó giữ rất là lâu mọi người lâu rồi mọi người có 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 nhìn được video của tiểu hí đâu mặc dù video của tiểu hí bây giờ vẫn là nhiều view nha vẫn là trăm nghìn view vẫn là triệu lượt view nhá nhưng mà cái kiểu view đấy họ toàn là hướng sang mọi người nước ngoài thôi toàn là hàn quốc rồi là ấn độ rồi là mỹ mùng cái thứ nó vào nó nằm cái, cái gái việt thôi còn việt nam bây giờ anh em hỏi bây giờ có thấy mấy nữa đâu không thấy nữa luôn cho nên đấy là một cái kiểu mà lên bởi vì là may mắn nên là mình sẽ không hướng với cái việc mà mà mình tin là anh em mà may mắn ấy mà anh em lên được dù anh em cũng đéo ngồi đây được mà và anh em muốn là tự lực cánh sinh làm thì nó mới ngồi đây nó mới khoái chứ còn là may mắn thì à, đấy như kiểu ông chú tiktok ấy năm ngoái ấy, quay mỗi cái video mà nằm võng xong tự nhiên là đùng phát nó lên được xu hướng phát thì đấy là kiểu may mắn nhưng mà đấy nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ thôi Nên là đấy không phải là cái hướng mà chúng ta sẽ làm nhé rồi tiếp theo đấy là insight insight của người dùng đó là cái gì đó là... tức là nó là hành vi nó là hành vi của người dùng hành vi nó nó là như nào nhỉ ví dụ như là, khi bạn uh, làm về một cái cái content là một cái content là dành cho thời trang đúng không thì thời trang của chúng ta thời trang này là thời trang gì thời trang dành cho người béo cho người mập cho người lùn cho người cao hay là cho cái người gọi là bị khiếm khuyết hay là cho người già hay là cho trẻ em và trong cái insight của cái một cái tệp mình lấy ví dụ như là thời trang dành cho trẻ em đi thì cái thời trang đấy sẽ là thời trang khi mà cái đứa bé nó đi ba đi dạ hội hay đi ngủ hay là đi bơi thì từng cái đấy nó lại là từng cái inside riêng thì cái này sâu về inside thì nó có rất là nhiều kiểu nhưng mà khi mà mọi người hình dung là như này nhé khi mà chúng ta xây một kênh tiktok mình phải hiểu là mình xây ra để mục đích gì nếu mà chúng ta làm để mà để bán hàng thì chúng ta sẽ có một những cái ma trận gì có những cái đưa đẩy cảm xúc như thế nào để dẫn dắt được ra cái việc mà người ta quyết định là mua hàng nếu như chúng ta làm một cái kênh không để bán hàng mà chúng ta chỉ nhận booking thì cái giá trị gì mang lại với cả là đối tác người ta nhìn nhận người ta thấy được và người ta sẵn sàng chi trả tiền của nhãn hàng người ta chi trả cho mình để chúng ta nhận được quảng cáo mình lấy ví dụ có một kênh ở trên tiktok nhận brand booking cực kỳ nhiều luôn nhưng kênh này không dùng để bán hàng ví dụ kênh của thùng long đây là kênh của Thủng Long Family này Chúng ta xem thử một cái video của nhà Thủng Long Thì nhà Thủng Long quảng cáo video rất là nhiều, rất là chất Có video nào gần đây quảng cáo nhỉ? Ờ xem thử một cái này đi, 2,1 triệu là view nào À không, cái này không phải, cái này không phải quảng cáo ờ, Tìm một cái clip nào đấy mà nó quảng cáo đi

nợ gì này dây gì mà ma phát kinh khủng thế này cơ á chống chân trượt tầm cỡ vũ trụ à vợ ơi em yêu chồng ơi bình phút fit in the air đấy Ê, Ê ôi. Điều Điều ơi fit quá à. <laughs> Ok, thì uh, cái dạng mà quả kiểu clip như này nhá Thì đây nó không phải là một clip mà, uh, Tức là nếu mà so sánh về bán hàng ấy thì cái kênh này nó sẽ không bán hàng quá quá là mạnh như là các bạn mà reviewer ở thời điểm hiện tại ví dụ như là những cái bạn như gọi là đàm đức hay là ông giáo review hay là những cái bạn mà long khoa học ấy thì những cái kênh của bạn đấy là mục đích khi mà người ta mà xem cái kênh đấy người ta đã xác định là tao sẽ mua một cái sản phẩm nào đó ở trên cái kênh này của mày bây giờ ta chỉ đang cần tìm một cái nguồn đâu đấy là ta, tao chỉ cần là xác định lại là một cái người reviewer nào đấy xác định lại để tao củng cố được cái ý kiến là tao sẽ mua cái sản phẩm này hay không thì cái kênh này ấy, là cái kênh mà gọi là để mà dẫn dắt người dùng để cho người ta biết là có một cái hãng giày chống ma sát chống chân trượt nhưng mà để mà người ta mua hàng luôn ở trên cái video này ấy, thì mọi người đoán xem là người ta có quyết định là mua hàng luôn khi mà xem cái video này không mọi người đồng ý có phím 1 bảo, bảo là không phải thì, thì bấm phím 2 đúng đa số là thế nhưng mà kênh này là kênh này là khi mà hai vợ chồng xây lên đấy là hai vợ chồng đã, đã xác định đây là kênh này là tôi xây lên là chỉ để tôi booking và tôi sẽ bán những cái sản phẩm chất xám của tôi bằng những cái mà nội dung mà tôi làm để mà các nhãn hàng tất nhiên nếu như mà bây giờ nhá mọi người là bảo là mua hàng bảo bảo là mua hàng ở trên kênh này là không đúng không nhưng mà nếu mà mọi người mà đang có một cái nhãn hàng mọi người đang sở hữu một cái mỹ phẩm hay là sở hữu một cái bàn phím hay sở hữu một cái thương hiệu máy tính điện thoại di động nào đó đi thì mọi người có muốn book một cái nhà thủ long như thế này để mình có thể là phủ được cái thương hiệu không chắc chắn là có đa số mọi người đều trả lời là có bởi vì là cái mục đích mà phủ thương hiệu trên kênh này thì cực kỳ lớn điển hình như có một cái video mà nhà này quảng cáo một cái kem th chu ấy sau đó là ăn vào tìm bây giờ chắc hơi lâu mình không muốn tốn thời gian của mọi người đó là mọi người có thể là xem được mọi người cứ tìm lại nhé thì cái video quảng cáo kem th chu đấy là cái mà lần đầu tiên mình biết được là à hóa ra là th chu có bán cả kem Trước nay mình cứ nghĩ là nó bán chỉ bán mỗi 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 sữa thôi. Nhưng mà về sau mình có xem cái kênh đấy thì lần sau ấy khi mà mình đến siêu thị, cái việc đầu tiên là mình tìm đến cái hàng kem. Và ngày trước không phải là mình tìm tìm kem Mai, tìm kem Marino hay là tìm kem chẳng tiền thủy tạ nữa mà mình tìm ngay đến cái kem THU TH Miu để mình ăn thử, để xem là nó như thế nào. Thì cái hành trình inside này nó là một cái hành trình rất là dài để mà chúng ta có thể là educate thị trường khách hàng, để mà chúng ta có thể là đưa cho người ta xem đến cái quyết định mà người ta mua hàng. Ví dụ, bạn có một kênh như kiểu là kênh của uh, dầm dục đi, đàm đức đi, kênh của đàm đức đi, thì kênh của đàm đức ấy ban đầu khi mà đàm đức đưa lên những cái dạng mà video về review ấy thì mọi người thử đoán xem là liệu affiliate nó có ăn thua không? Và đây là câu hỏi mà mình nghe được rất là nhiều người. Anh ơi, em vừa mới làm review mà ra đơn affiliate lèo tèo quá đấy là câu mình nghe được rất là nhiều người bởi vì là tất cả những người như đám đức hay là những ông giáo review ngày trước đấy này luôn luôn bao giờ cũng thế bởi vì là nó phải mất cả một hành trình dài có thể là người ta xem cái video bạn làm về máy thử khâu mini ấy. người ta xem được rồi ok nhưng mà ta bỏ qua ta không xem nhưng mà có thể là ta sẽ có một hành vi là ta sẽ xem của máy mua như thế nào đấy thì ta sẽ đọc lại cái comment hoặc ta sẽ đi xem lại cái từ khóa này tìm ở trên shopee xem là đánh giá của nó được bao nhiêu điểm nếu như mà cái thử máy khâu mini này của thằng đám đức nó đúng như là những cái gì mà quảng cáo đánh giá là 5 sao ở trên shopee hay là lazada hay là trên tiki thì ok mình sẽ mua và mình bắt đầu là mình tin tưởng thằng này cộng một điểm rồi tiếp tục nhưng mà mình vẫn chưa quyết định đến việc mà mua hàng của thằng của thằng đám đức đâu mình ấn vào follow của nó thôi nhé tiếp tục là mình sẽ đi xem một loạt những cái video khác của nó nữa và càng ngày khi mà người ta đọc comment Người ta càng ngày người ta càng nhìn được những cái là đây này. Anh ơi, mua ở đâu, bao nhiêu tiền? Ờ. Anh review đồ gì cũng tốt, cũng tốt, đồ gì cũng chất, cứ thấy đàm đức review là mình mua hàng. Thì đấy nó là càng ngày cái niềm tin của người dùng ấy, người ta càng tăng lên, người ta càng lên điểm. Cho nên là cái việc vấn đề khi mà mọi người mới bắt đầu mọi người làm. Cái việc mà chưa lên view, cái việc mà chưa lên follow hay là chưa việc uh, chưa kiếm tiền ra affiliate ấy, việc đấy là việc hết sức bình thường. Thì đến phần này mình muốn cho mọi người xem Một đoạn phim Đây là một cái đoạn phim mà vừa ngày ngày hôm trước Mình có được anh uh, Hưng Bên Astray cho mình xem cái đoạn phim này ừ. Mọi người xem nhé Thì để mọi người hiểu hơn là về cái insight Người dùng nó là như, như thế nào Ờ ừ. Đó là cái đoạn video vừa rồi chúng ta đã xem để chúng ta hiểu về là cái hành vi của một khách hàng Khi mà người ta quyết định được ra đến cái việc mà mua một cái sản phẩm Thì uh, bộ phim này nhá, bộ phim này tên là Focus uh, Bộ phim này uh, là bộ phim Focus Thì uh, tại sao mình cho mọi người xem cái video đấy Thì tức là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm nào đó Thì bản thân là trong đầu của chúng ta luôn luôn được định vị và được những cái gọi là bậc thầy marketing người ta đã ghim sẵn vào trong đầu của chúng ta rồi. kể cả là về cái việc mà mọi người được nhãn hàng Booking ví dụ như là một cái máy mà mọi người thấy là một cái chiến dịch của uh, của một cái gì máy lò nướng Lotte được năm ngoái triển khai vào năm ngoái đúng không? Trước đấy thì người ta chưa hề có một cái ý định một cái định nghĩa gì là máy lò nướng của Lotte cả. Nhưng mà sau đó là nó phủ lên một loạt các đội uh, KOL KOC ở trên tiktok nói về cái sản phẩm này. Thế thì mặc định là trong đầu người ta ban đầu người ta xem người ta cũng mẹ cũng bình thường cũng chẳng có gì cả. Mình cũng chưa muốn gọi là sở hữu một cái một cái một một cái lò nướng như thế không? Nhưng mà năm người, 10 người nói, 100 người nói thì tất cả mọi người đều muốn sở hữu trong nhà một cái máy như thế. Kể cả tất cả những cái thiết bị của chúng ta đang có như là iPhone. Như là iPhone hay là bất kỳ một cái thiết bị nào, chúng ta đều là được ghim vào trong đầu để chúng ta ra một cái, chúng ra một cái quyết định là chúng ta sẽ mua một cái sản phẩm như thế. Thì ở trên TikTok họ cũng tương tự như vậy. Thì cái việc mà khi mà chúng ta làm, chúng ta đưa cho người ta một cái chuỗi content để người ta có thể là ra đến quyết định mà người ta mua hàng, mình tạo niềm tin cho người ta xem. Ví dụ như là người ta có thể xem mình một lần người ta chưa thích, người ta có thể vào xem stream của ông Duy Muối một lần người ta chưa thích thằng Duy Muối. Nhưng mà đi ra ngoài kia nói chuyện, thấy cộng đồng đéo nào cũng nói là Duy Muối thằng này ok tiktok làm đấy, thằng này làm tiktok được làm đấy, thằng này tính hơi hâm nhưng mà thằng này hay chỉ bệnh nhưng mà làm tiktok được đấy. Thế tự nhiên là người ta cũng có một cái là ừ, thế thì chắc là thằng tự duy muối là làm cũng được. Đấy là lý do mà tại sao mọi người đang ngồi ở đây, mặc dù là có những người chưa bao giờ ngồi xem sở chuyên của mình. Nhưng mà đâu đấy được họ hàng, bố mẹ, anh chị hay là chồng được vợ. Bảo là anh ơi, anh vào xem cái kênh của thằng này đi. Tối nay nó có một cái buổi này đấy. Thì đấy nó chính là cái mà tại sao mà mình kêu gọi trong vòng đúng đâu đấy khoảng tầm Hai uh, ngày hay là ba ngày gì đấy. Mà hôm nay mở ra được tầm khoảng 15-20 phút là full mẹ 1.000 người rồi. Thì đó nó chính là cái mà hành vi ám chỉ gây cho chúng ta một cái là gây cho chúng ta một cái quyết định là chúng ta sẽ gia nhập vào một cái môi trường nào đó hay là chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ mua một cái sản phẩm nào đó. Thì tương tự ở trên TikTok cũng vậy. Nếu như mà nhá, một mình mọi người, mọi người mà làm một cái kênh ấy thì đôi khi nó là hơi hơi đơn độc. Đấy là lý do mà tại sao mình rất là hay tạo ra những cái chương trình offline, những cái game để mọi người xuất hiện trên cùng với cả clip của nhau. Mọi người có nhớ là có một cái game mà mình tạo ra đâu đấy khoảng tầm uh, nửa năm trước thì vậy một cái game mà tất cả mọi người là đều tham gia được vào và chỉ mất phí là 50.000 phí donate để cảm ơn cái người mà xuất hiện trong video của mình ấy. Thì cái video đấy mình hút được cả đâu anh Phạm Thành Long một tỷ gói mè này. Ờ, rồi là cái chiến dịch đấy là bao gồm là cả Hùng Bá này, Kỳ Anh này rồi là một loạt anh em khác đều lên xuất hiện trong cùng một cái video đấy. Mục đích tại vì sao? Mục đích ấy là mọi người tận dụng vào cái chiến dịch đấy, tận dụng vào cái game đấy để nhiều người nổi tiếng khác nhắc về cái tên của mình thì từ lúc đấy nó sẽ tạo ra một cái tiếng thơm trong cộng đồng Thế có thể là ban đầu mình đứng dây lên mình nói mình quảng cáo một cái thuốc thuốc này đúng không đéo tin một mình mày nói tao không tin nhưng mà ví dụ như là được hùng bá này được 10 người khác này được 100 người nữa này mà trong 10 người đấy kiểu gì cũng có một hai người là là người mà mình thích đúng không cũng nói về cái sản phẩm này ơ thế thì đúng là mình cũng phải nên mình dừng lại mình nghe là cái sản phẩm này nó như thế nào mà tại sao mà có nhiều người người ta nói về cái sản phẩm này như thế mình là ai mà tại sao trong dạo này cộng đồng cơ nhiều người hay nhắc đến mình thế ờ mình là ai mà tại sao trong phần comment lúc nào trong cái nick của thằng này nó cũng hiển thị lên trên đầu tiên thế ví dụ cường đâu rồi vi lại đến rồi nè anh ơi em đến đầu tiên ở ờ, mấy cái kiểu dạng comment như thế mọi người thấy là xuất hiện liên tục như thế mục đích là chỉ để là cho người dùng người ta nhớ đến mình cho nên cái việc mà mọi người uh, ngày trước thì mình không ủng hộ đến lắm cái việc mà đi uh, comment sitting dạo đâu cái kiểu như là comment để đi tương tác với cả người khác ấy thì cái kiểu mà từ khóa gọi là đi cơ tương tác với cả người khác bằng cái việc là comment xong rồi như thế thì mình không uy tín đâu mình thấy nó như thế nó không hay nhưng mà nếu mà mọi người mà comment ở trên một cái nick nào đó để cho người ta nhớ đến mình và để cho fan của mình người ta nhận ra mình ấy, người ta yêu quý mình ấy thì ok cái đấy lại là rất ok đây là lý do mà tại sao khi mà mọi người lướt tiktok cho mọi người sẽ thấy là một loạt các anh em ở trong dc anh em rất là hiểu được cái vấn đề này từ hùng bá là từ những anh em gọi là cả hàng triệu long an đa xua cả hàng triệu follow đi comment dạo liên tục mục đích đấy là kể cả là mày không xem video của tao nhưng mà khi mà mày mà xem được một cái video của một tháng khác mày ấn vào phần comment mày vẫn thấy là comment của tao và comment của tao vẫn đến cả hàng nghìn người like hàng nghìn người vẫn nhớ đến tao và đôi khi là nếu mà mày mà đã từng xem tao rồi mà mày quên tao ấy, thì mày hãy click lại ở trong phần comment này nó sẽ hiển thị ra cái trang của mình tiếp tục anh em nắm được cái phần, được phần này chưa nắm được phần isai chưa được rồi cho phần xin phía một là một nào. à ba nó phần này nóng người đấy nóng rồi à, rồi tiếp tục OK rồi cái từ khóa cuối cùng đấy là cái từ khóa riap từ khóa này anh em sẽ xem được rất là nhiều ở trên group của mình nhưng mà group này của mình mình nhắc lại là có nhiều kiểu re-up nhé có những kiểu re-up nhưng mà đa số những kiểu re-up ở trên tiktok đều là chơi lách chính sách và những kênh đấy có thể là nó lên được follow rất là cao mình biết có những bạn bạn ấy làm re-up cả một tháng bạn ấy kiếm đến đôi khi cả hàng trăm cho đến vài trăm triệu một tháng là chuyện đấy là có thật ờ ừ, là chuyện đấy là là có thật cái insight cứ phủ không phải là insight là phủ đâu nhá insight là mình hiểu là về cái hành vi người dùng Ví dụ này, bạn đang làm về chủ đề thời trang, bạn đang làm về chủ đề thời trang ăn mặc đúng không? Thế thì mình hãy là mình phải hiểu được là cái insight của khán giả của mình xem, người ta xem video của mình xong này, đây mình nhắc lại cái phần insight một tí bởi vì là phần này thì nó phải sâu một chút cho mọi người. Ví dụ này, mình là một người làm về chủ đề là về đây đi, đây là về thời trang đúng không? Thời trang này, thì trong thời trang này người ta sẽ xem mình mình chỉ là một kênh này mình chỉ là một kênh nhá. Ví dụ như là đây là kênh thời trang là của thằng Duy Muối đi. Thế thì mình phải hiểu là trong cái khoảng thời gian khi mà người ta xem cái kênh TikTok về inside về thời trang này, người ta có xem một, một mình mình không? Hay người ta sẽ xem những cái kênh khác ví dụ như là kênh của con Nhan Như Ngọc hay là kênh của con uh, Nina Lê hay là kênh của con bé nào thì cái việc mà chúng ta xuất hiện hiển thị ở trong những cái video đấy hoặc chúng ta đi tương tác với cả nó hoặc đôi khi là chúng ta sẽ là duet làm uh, stick với cả các cái video đấy để chúng ta nói về một cái quan điểm. Ví dụ bạn Nhan Như Ngọc vừa mới ra một cái váy này thấy bảo là mặc lên không bị béo. Ok, hôm nay mình sẽ mua thử váy của Ngọc xem là mình sẽ mặc lại xem là nó có đúng như là những cái gì mà Ngọc đang review không. Thì cái đấy nó chính là về cái insight của người dùng ví dụ này. Bạn xem một cái video, bạn chưa ra đến cái quyết định mà mừng mừng bạn mà bạn mua luôn. Ví dụ như là người ta xem cái video của con Ngọc đi về một cái video mà thời trang béo. Ok mày nói hay đấy nhưng mà tao không thích mày tại vì trông mày giống người yêu cũ tao tao ghét mày nhưng mà ví dụ nhà mình lại nói về một cái video vẫn là một cái sản dòng sản phẩm đấy nhưng mà mình lại nói theo một cái góc độ khác theo một cái người mà mình lại đi mua lại một cái sản phẩm của con ngọc ừ ok con bé này mặc dù nó không sinh bằng con ngọc nhưng mà tao thấy con bé này nó có một cái gì đấy nó thật thà hơn con ngọc mặt con này nó kiểu trông nó cũng đáng yêu hơn nó có thể giống em gái tao hả cái kiểu nói chuyện của nó đáng yêu tao thích con con bé này hơn chứ tao không thích con ngọc nữa thì ok mình sẽ nó sẽ lại là đưa ra cái quyết định là người ta sẽ lại mua hàng ở trên trên chính cái kênh của mình thì cái vấn đề ấy, là khi mà mọi người mà hiểu được là khán giả người ta xem cái kênh này của mình xem vì cái gì thì người ta sẽ có những hành vi gì đi theo nữa. Người ta sẽ là cần phải xác thực lại đúng không? Thì có cần liệu là mình có cần phải làm lại một video nữa để mình xác thực không? Hay là mình sẽ làm những cái chiêu trò gì? Hay là mình sẽ phủ những cái người ta ở thông tin được từ đâu? Từ Facebook hay là từ trên Youtube? Cái mà đa nền tảng, cái đấy là rất cần thiết cho nhé mọi người nhé. Đa nền tảng rất cần thiết không phải chúng ta làm tóc mà làm nội dung video ngắn này là chúng ta chỉ đăng lên một mình tiktok đâu chúng ta còn phải đăng lên trên cả fanpage đăng lên trên cả trên youtube short đăng lên trên cả instagram nếu mà cái đối tượng của nó đúng với cả ở trên instagram thì đấy thì từ đấy nó mới đưa ra là cái quyết định mà insight của người dùng người ta quyết định là nó có booking mình hay là có ra đến cái quyết định là người ta sẽ uh, sẽ sẽ gọi là mua hàng của mình hay không thì nếu mà mọi người mà đang đi theo cái hướng gọi là để mà booking nhá thì mọi người có biết cái nhóm nó tên là nhặt tiền shopee không thì ở trên cái đấy nó là group tổng hợp mình cũng phải nói là đủ các thể loại là drama các kiểu ờ drama các kiểu ví dụ như là ok mình đang muốn book con năm bé ơ con ngọc sinh nó cũng đang ngồi đây à ờ, mình đang muốn book con ngọc sinh đi ờ mình thử book con ngọc sinh xem nó 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 như nào nhưng mà khi mà mình một xem nó ở trên tiktok đúng không thì ok có thể đây là toàn hòa fan của nó ý kiến nó hơi bị một chiều mình sẽ lên trên nhặt tiền shopee mình sẽ xem thử là xuất thử con từ khóa ngọc sinh à ngọc sinh trước đây dính dính phốt nhận đồ rồi mà không thèm làm video trả lại ở ờ, phốt trừ một điểm nó mình không book nó nữa thì đấy nó sẽ là đa nền tảng nhé. chứ không phải là chứ không phải là là chúng ta cứ làm tiktok là chúng ta chỉ làm ở trên tiktok đâu ờ mọi người lưu ý nhé rồi tiếp theo này cái riêng riêng này nó là ăn cắp content của một kênh khác ví dụ như là chúng ta xem một cái những cái kênh những cái kênh mà kiểu như là làm tóc này hay là làm nối mi các thứ này ở trên uh, YouTube, ở trên uh, tổ trinh này và sau đó là người ta copy lại y nguyên cái content đấy người ta chỉ lồng tiếng vào hoặc là người ta thêm cái phụ đề vào và người ta vẫn bán được trên chính những cái sản phẩm đấy và những cái kênh đấy nó vẫn là sống được nhé nó vẫn tồn tại được cho đến khi để cho đến cái ngày mà có nhiều người người ta report và đến cái ngày mà tiktok người ta phát hiện được ra cái kênh đấy là kênh đi thì cái kênh đấy vẫn chết như thường cho nên cái hướng đi đi ấy nó là hướng đi mà không bền và hướng đi này mình cũng không khuyến khích anh em làm, không khuyến khích mọi người làm. Anh em nào đi, đi theo hệ React thì mình tin là cũng không vào trong cái zoom này làm cái gì cả. Vì là cái hướng này thì mình thấy là nó hơi uh, kiểu bị ăn làm ăn nó hơi bị trục lợi. Ok, các bạn có thể kiếm tiền về cho bạn nhưng mà bản chất ấy là bọn mình làm về nhà sáng tạo, nhà làm nhà sáng tạo nội dung ấy. Đôi khi mình thấy là một cái video của mình mình đăng lên và bị một thằng khác nó ăn cắp ấy mình khó chịu lắm và mình hiểu được những cái nỗi đau đấy của những em làm nhà sáng tạo nên là cái kiểu này mình cực kỳ mình tẩy chay nhưng mà đấy mình vẫn phải nói để cho anh em hiểu là cái từ khóa ở trong này là cái gì còn từ khóa nào anh em hay nghe ở trên group mà anh em chưa biết hay là chưa thấy ở trong này không nhỉ để mình trả lời luôn không bật bích nhá gi kiếm tiền như thế nào đấy thì đấy ví dụ như là bạn làm về một cái kênh ví dụ như là nối tóc đúng không đây không đây là ví dụ như là kênh này nhá À, ví dụ như là kênh của chị um, nối tóc ví dụ mình search bừa một cái từ khóa đi nối tóc đi đây đi một cái video như này <laughs> okay. Cái video này có thể là cái video bạn ấy đang bán cái sản phẩm là nối tóc tự động tự động hoặc là cái dây nịt để mà nối tóc. Nhưng mọi người xem cái video này, mọi người có nghĩ là video này là ở bên Trung Quốc không? Ở bên Trung Quốc người ta tải về, sau đó là ở việt nam người ta chỉ việc là áp lại lên và người ta đổi nhạc người ta đổi lại cái phụ đề để cho nó giống như gọi là một cái video của việt nam thì đấy nó chính là đi up. hiểu không hiểu không ờ ừ. rồi ok rồi tiếp tục nào từ từ đã vừa đây tôi thề tôi vừa mới mở cái trang đầu tiên anh em mình còn tầm này trang cơ mẹ mày có ngồi được đến mẹ mày một giờ đêm để mà ngồi được với nhau không cứ từ từ đi cứ đang nói cái phần nào bảo là từ từ content tí nữa hôm nay cả ngày hôm nay mình học về con content cơ yên tâm đi ờ cái gì ờ, nói thêm về cái gì meta à ở ừ, meta nữa từ meta meta đây meta meta là gì ừ. ờ, meta ấy nó là cái mà nó gọi là ở trong một cái luật chơi ví dụ như là mọi người chơi có hay chơi những cái game gọi là game lol hay là auto check các các thứ ờ, nếu mà mọi người hay chơi những cái game đấy thì mọi người sẽ hiểu được cái từ khóa là cái từ từ meta tức là meta nó là cái luật ngầm chỉ nhà phát hành người ta có được hoặc chỉ khi nào mà cái người nào mà người ta chơi nhiều cái game đấy thì người ta mới nắm được thôi ví dụ tất cả mọi game chúng ta chơi đều có meta của nó Nhưng ví dụ các bạn chơi tướng lol đúng không? ví dụ như một ngày hôm nay một con tướng nó tên là yasuo ạ? con đấy sức mạnh của nó mạnh hơn các con khác và nó làm đi mất cân bằng game thế thì khi mà lần sau ra cái bản update mới cái con tướng đấy nó sẽ bị giảm sức mạnh xuống để mà cân bằng lại với cả các cái con tướng nhân vật sau thì tương tự ở trên tiktok cũng thế trên tiktok cũng tương tự như thế nếu mà một cái content mà nó đã được là ít người dùng nhưng mà tiktok nó nhìn thấy là cái kênh này nó đang tiềm năng ví dụ như là trước làm về cái của chủ đề liên quan đến như gọi là review thì trước đấy là review chưa là một cái concept nào xuất hiện ở trên thị trường cả mình là cái thằng đầu tiên mình bê nguyên cái concept đấy mình áp dụng cho thằng kia review làm một phát là lên luôn thì từ đấy về về sau mọc lên một loạt các cái bạn gọi là làm về reviewer mọc lên và đấy là nó hiển thị lên là một meta về reviewer còn bây giờ cái meta đấy bây giờ có đang quá quá nhiều người rồi thế thì tiktok ấy nó sẽ giảm cho cái sức mạnh của cái nội dung này xuống sẽ cho bớt bớt người xem xuống đi để người ta tập trung vào các cái dạng nội dung tiếp theo bởi vì là nếu mà một ngày mà mọi người vào lên trên tiktok mọi người xem ngày nào cũng toàn review review mọi người có bị chán không có bị ngấy không khác đéo gì một cái kênh mà nền tảng mạnh mày, mày toàn đi hiếp dâm dùng quảng cáo để hiếp dâm mắt người xem thì mọi người sẽ bị chán thế thì để cho mà cân bằng cái nội dung này lên ấy, nó sẽ đẩy lên những cái nội dung liên quan đến gia đình về trẻ em về âm nhạc về thú nhún về đồ chơi các cái dạng nội dung như thế để cho người ta xem để người ta thích cái nền tảng này hơn bản chất là tiktok ấy, nó muốn là chúng ta là nghiện cái nền tảng này chứ không phải là chúng ta là xem xem nó sẽ muốn là đưa chúng ta đưa các cái hành vi này sang đến những cái hành vi khác Chứ không phải là chúng ta bị bó hẹp ở trong chỉ một nội dung bình thường thôi Đó, nó chính là cái mà meta mà mình hay nói với cả mọi người Thì thông thường mình hay uh, mở ra những cái talk mà muộn muộn khoảng tầm 11, 12 giờ đêm ấy, Mình báo với cả mọi người là mê ta thay đổi ấy. Thì một loạt anh em vào đông lắm Báo một phát là anh em vào đâu đấy khoảng tầm 400, 500 người Nhưng mà không đông được như này, 1.000 người cơ vào một loạt một cái thì người ta sẽ nắm được là ờ ok, hiểu rồi hiểu là cái meta này nó thay đổi là như nào đợt này là không được kêu gọi hành động đợt này là được kêu gọi hành động hay đợt này là được xuất hiện quảng cáo những sản phẩm gì hay là từ khóa nó thay đổi là cái gì thì anh em nắm được nó rất là nhanh ok tiếp tục nào à từ khóa affiliate à affiliate nó là gì á ở ừ, nốt cái từ affiliate nhá affiliate ở ờ, affiliate nó là cái gì nó là cái mà mua bán tiếp thị dịch sang tiếng việt nó là như thế ví dụ Uh, về offline nhé uh, nó là tiếp thị liên kết, ví dụ như là bạn mà đi uh, mua một cái sản phẩm nào đó ở một hàng thịt đi uh, bạn đi mua thịt ở một hàng chợ thế thì uh, hôm nay bạn mua một cân nhưng mà ngày mai bạn lại giới thiệu cho một bạn bè của bạn nữa, người ta lại đến mua cũng một cân nữa, thế thì lần sau nếu mà bạn mà mua hàng người ta lại tặng thêm cho bạn một lạ thì cái đấy nó là chính là cái mà hoa hồng giới thiệu, người ta cảm ơn cho mình thì cái việc ấy, mà chúng ta đang làm affiliate cũng tương tự như thế, nếu như Ngày hôm nay người ta có một cái sản phẩm Là một cái Một cái bình nước như thế này đi Người ta đang không biết bán hàng như thế nào Thế người ta gửi về cho mình Và mình là cái người mà quảng cáo cái sản phẩm này Mình bảo mình kêu gọi mọi người, fan và cả mình Mọi người mua cái bình nước này đi Bình nước này là bình nước giữ nhiệt tốt lắm Thế thì người ta sẽ vào mua hàng của mình đúng không Thế thì cái nhãn hàng người ta sẽ trả tiền Tiếp thị người ta sẽ trả cái tiền cảm ơn đấy Dành cho mình Và cái đấy thì nó sẽ là một cái buổi mà stream sau Mình sẽ nói với cả mọi người chứ không phải là cái buổi ngày hôm nay chứ hôm nay mà nói về affiliate thì hết mẹ giờ mất nhá hôm nay đầu tiên cứ mới đầu thì cứ nhập môn thì cứ như này đã nhẹ nhàng như này đã còn là affiliate thì để buổi sau hoặc là để như nào để một thời gian nữa đi mới đầu mọi người làm ấy thì mọi người cứ tập trung là làm content cho kênh của mình nó lên nó cứ cứng, cứng đi đã nhá thì đó đó giới thiệu cho mọi người là về cái affiliate nó nhìn như thế nó là cái tiền hoa hồng nó được trả cho mình ra tiếp tục nào khám phá tắc xem phân tích để hiểu yếu tố lên xu hướng thực ra là cái này nó cũng uh, đéo quan trọng lắm đâu. Nhưng mà mình vẫn cho mọi người xem như thế này nhá. Thực ra là cái này nó chỉ xuất hiện khi mà cái video nào của mọi người nó lên được đâu đấy khoảng tầm uh, 50k, 100 nghìn lượt uh, view ấy thì nó mới hiển thị đúng, còn nếu mà bình thường ấy thì nó cũng không hiển thị đúng, đúng cho lắm đâu nhưng mà mình vẫn giới thiệu cho mọi người này. Thì ví dụ mình có một cái video như này. Thì mọi người ấn vào cái dấu ba chấm ấy, mọi người ấn vào cái chữ là phân tích như này này thì trong một cái phân tích nhá. Mọi người chỉ để ý giúp mình vào là cái thời lượng xem trung bình của cái video này là bao nhiêu. Ờ, ừ, ví dụ như là người ta đây là tỷ lệ mà xem hết video là 64% tức là trên một nửa thì là ok. Bởi vì là ở trên TikTok ấy nó lại có một cái là như này. Các cái video khi mà chúng ta làm lên thì thường ấy nó sẽ thu hút ở trong vòng 3 giây đầu tiên. Cho nên là mọi cái yếu tố hay nhất mình phải đưa lên trên 3 giây đầu tiên chứ không phải là có đoạn nào hay thì mình chờ cho người ta xem đến cuối đâu còn lâu người xem ở trên tiktok ấy là càng ngày người ta mình phải hiểu là cái thú vui người xem ở trên tiktok là thích giải trí nhanh giải trí ngắn xem cái gì thỏa mãn lúc đấy là thôi chỉ thỏa mãn trong mấy giây mấy chục giây như thế thậm chí là một phút như thế thôi xem thỏa mãn xôi ao ra bắt đầu xem một cái video khác còn nếu mà mình mà cho người ta chờ đợi hết 5 giây 3 giây hello xin chào mọi người ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả mọi người trên tay của mình đang là một cái sản phẩm abc thì mẹ mày nó ao mẹ hết đi, nó đéo bao giờ nó ngồi xem đâu cho nên là đấy là lý do mà tại sao mình cực kỳ ghét mấy cái thằng mà hello xin chào các bạn lại là mình đây. Câu đấy một câu câu mà mình đánh giá là cực kỳ thối, nếu như bạn không xinh, nếu như bạn không đẹp trai, bạn không dùng cái nhan sắc của bạn để giữ lại thì bạn chào thì đéo ai người ta nghe cả. Mà cái thế hệ mà 8x ý, khi mà làm content ở trên YouTube ấy mà không chào người ta xem, không chào một người ta một cái là người ta lại mẹ cào mặt ra, thằng này vừa vào đầu video không chào, không đầu không đuôi, chữa gì đã vào luôn thì nó là tùy vào theo cái nền tảng khác nhau nền tảng youtube là người ta đang quen với cả xem định dạng dài mà bây giờ mình tin là mọi người mà đang ngồi xem tiktok mọi người xem một cái kênh video trên youtube đi mọi người có ấn tua nhanh 10 giây không có phải cứ thỉnh thoảng gõ tắt tắt phát tát phát để xem là bởi vì cái sở thích của mình mà càng ngày cái thằng tiktok nó làm cho mình là giải trí nó phải ngắn gọn hơn nó phải là sót nó phải là kiểu ăn liền thì như thế mình mới sướng thì ở trên cái thông tin này nhá mọi người lưu ý giúp mình cái này đây nó có hai thông số thứ nhất là cái mà đây là tổng số play ví dụ đây là tổng số người xem thật là đây trong cái video này số người xem thật của mình là chỉ có 832.000 người xem thật thôi còn trong 832.000 người này xem ấy người ta xem lại bao nhiêu lần thì nó sẽ là số này người ta tính sao lại bằng cách nào ví dụ người ta comment một câu xong lần sau có một thằng nó vào nó comment lại cái kênh của mình thì đối với cả những cái thằng mà nó chỉ dùng tài khoản để nó đi xem ấy thì nó hiển thị lên một hai thông báo như này nó sướng lắm nó sẽ click vào xong nó xem là thằng này nó comment cái gì nó mà comment tốt thì ok mình thả tim nó mà comment xấu một cái xem mẹ mà cầm một lũ nó nhảy vào chảy trâu nó nhảy vào nó chửi cho thì đấy nó là một cái kiểu thì đây nhá mọi người chỉ hiểu là cái số lượng ở đây nó sẽ tiếp tục tăng lên tùy vào cái số lượng có thể là do comment có thể là do cái đường link mà mình xe đi ra bên ngoài mình uh, nhầm không ảnh mà là người ta xe cho đâu đấy và sau đó người ta click vào link người ta xem lại thì nó cũng được tính vào còn nếu mà nhá nó có hai cái số hiển thị này nữa này là lượt view đến từ xu hướng và lượt view đến từ hồ sơ cá nhân thì thằng tiktok nó đánh giá điểm video của mình cao là dựa vào video đến từ xu hướng nhé là video đến từ xu hướng tức là cái video khi mà mình đang ở trên cái phần mà trang chủ ấy chúng ta click chúng ta xem xem từng vào một cái video một thì nó hiển thị ra là cái video của, của chúng ta và nếu mà chúng ta mà đang giữ được chân của người dùng xem trên hết cái video của mình thì ok video này được lọt vào vòng xu hướng sâu hơn Là các cái video còn lại Còn hồ sơ cá nhân Ví dụ chúng ta copy một cái link Chúng ta gửi cho bạn bè Mày ơi vào xem video của tao đi ủng hộ video hộ em với Thì cái đấy là video đến từ hồ sơ cá nhân Và thằng Tý Tóc ấy Nó không đánh giá cao Từ cái video đến từ hồ sơ cá nhân này Cho nên mọi người phải hiểu là Các cái hành động như kiểu là Mọi người nhớ vào xem video của mình nhé Click vào đây nhé Đấy là một trong những cái mà Cực kỳ thừa thải nắm được phần này chưa mọi người nắm, nắm được rồi gõ phím một cần nói lại phím hai có hiểu thật không đào nó chơi dấu dốt nhé mấy thằng phím hai là không hiểu cái phần nào nãy giờ tôi nói có bị nhanh quá không Mẹ hơi nhanh à, hơi nhanh à, <laughs> hơi nhanh thì bây giờ lại nói chậm lại nhé, hơi nhanh nói, nói chậm chậm lại nhé, đây như này, tôi nói lại cái phần xu hướng này, mẹ nói nói nhanh không rồi còn nhiều phần lắm, tức là nhá đây tôi uh, thị tầm luôn luôn cho công này, thì đây đi, như này là được, uh, như thế này là được gọi là video đến từ xu hướng nhá, trang chủ đây là hành vi thói quen xem video của một người bình thường, Quân bảo r này. Đây. thì các cái video này nhá là video đến từ xu hướng định rủ anh đi ăn tối nhưng sợ lại thành bữa tối của anh xin lỗi ạ. đây là video đến từ xu hướng nhá thì cứ mỗi một cái lượt view mình đang xem như thế này nó tính là video đến từ xu hướng ok không còn khi mà mình click vào trong cái trang của thằng hiếu xin này này mình click vào đây xem cái video này của này của nó sao lúc vui em bao giờ cô thì cái video này nó đến là cái gì video này là đến từ lượt view đến từ hồ sơ cá nhân hiểu chưa bao gồm kể cả cái việc mà mình xe cái đường link này mình copy vào nó sau đó là mình gửi mình can chôn v vào trong cái nhóm này và một nghìn người người ta nhảy vào người ta xem cái cái video này thì cái video này cũng là video đến từ hồ sơ cá nhân rồi ok nhá đấy nắm được phần như thế rồi đúng không định rủ anh đi ăn tối rồi đây mỗi một lần ví dụ như cái hộp thư của mình nhá ở vào cái mà tất cả hoạt động như này này mà nó hiển thị lên, lên một cái thông báo đây ví dụ như mình hay comment dạo mình comment một cái comment dạng nào, nào nào đấy đi Thì mình comment vào cái video của thằng này Và có một đứa là nó đã thích bình luận của mình Nó đã từng uh, gọi là comment lại một cái video của mình Thì khi mà mình click lại một, một cái như này Thật sự các bạn đã đến thời điểm này mình vẫn chưa thực sự kiếm được tiền từ TikTok Ờ, thì cái video này cũng là một cái video mà đến từ hồ sơ cá nhân Và cái số lượng view này nó sẽ là cái số lượng mà replay lại Của trong cái số lượng mà khán giả gốc ở trong cái phần mà phân tích Được chưa Rồi, tiếp tục nha đấy thì cái phần đấy thì anh em mình nắm được là ở hai cái kênh như thế là ok rồi thì ở trong cái phần mà ở mấy cái dạng video này thì thôi tôi đeo nói nhé cái phần này thì bây giờ ông nào mà chưa biết sử dụng cắt cắt thì tôi tốt nhất là nên úp mặt vào tường đi bởi vì là bây giờ cái thời đại bây giờ mà không biết sử dụng cắt cắt thì nó cũng không khác gì là biết sử dụng smartphone hay là biết sử dụng những cái app mà chỉnh ảnh công ông nào đây chưa biết sử dụng edit cắt cắt không bây giờ chưa biết cái sử dụng cắp cắt nữa thì thôi bây giờ như này các ông vui lòng lên trên youtube cố gắng mà học cho nó tết cho nó làm cho nó được việc vào gõ cái từ là cắp cắt duy muối đây tôi đã làm ra cái buổi mà học free ở trên này rồi đây nhá có đủ cả cắp cắt là hướng dẫn là ở trên pc là rồi là học ở trên điện thoại di động nó như thế nào tôi đã làm các cái video cụ thể cho các ông ngồi xem ở đây rồi nên là bây giờ mà chưa biết sử dụng cao cắt ấy, nói thật là như bị cụt tay cụt chân ấy. cái việc mà mình có ý tưởng là một chuyện nhưng mà cái việc mà thể hiện cái ý tưởng đấy ra là một cái sản phẩm nhá nó lại là một cái kỹ năng khác cho nên bây giờ ấy, nếu mà mọi người chưa biết sử dụng những không cần phải chỉnh sửa những cái hiệu ứng mà nó cao siêu chỉ cần gọi là thêm nhạc thêm hình ảnh vào video thêm một cái hiệu ứng gì đấy mà vào trong video thôi như thế là đã gọi là quá là ok rồi thì cái video này mình dài làm dài đâu đấy khoảng tầm một hai tiếng thì mọi người vào xem phát thôi mình làm cũng rất là chậm, cũng rất là dễ hiểu. mình chỉ cho mẹ mình, mẹ mình sinh năm 73 mẹ mình còn học được hết, mà mẹ mình xem còn ok thì mọi người mình tin là mọi người xem là mọi người cũng hiểu được thôi. cho nên là đừng nghĩ là cái này nó là một cái khó. bây giờ mọi người còn nghĩ là học chỉnh sửa video khó lắm thì thôi, mọi người cũng ở trong zoom này cũng hơi bị tiếc thật. ở ờ, đấy nói xong phát ao à, mẹ ra hai ông rồi. rồi tiếp tục nào. xem đi xem lại một video thì có bị tính là một lượt view không? Ờ... Nhá. Ờ, nhân tiện bạn hỏi câu đấy Thì khi mà bạn mà xem đi xem lại một video ấy Đây này Nếu mà cái video này của chúng ta đang bật Đi play replay lại nhá Nó sẽ vẫn hiển thị là một view Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt ra Chúng ta vào lại một lần nữa Thì nó sẽ hiển thị lên một view nữa Ờ đấy Cứ click ra này 3 view này Nếu mà mọi người mà muốn test nhá Tìm một cái kênh nào đó Tìm một cái kênh nào đó đi Như là kênh 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 nào đó mà nó ít được lên xu hướng đi ví dụ như kênh kênh này được 27 người đây đúng không mình sẽ xem một cái video này của nó ba một ba không hai người xem rồi click vào này rồi ok bách ra này click phát phát nữa này ok rồi vẫn chưa có gì đúng không bách ra bỏ lại phát nữa này ờ vẫn chưa có gì à chưa cập nhật đây rồi ờ cái đoạn này lag kỹ thuật bình thường là nó hiển thị luôn mà mình xem ở trên điện thoại là nó sẽ hiển thị luôn mà chắc là ở trên giả lập là nó khác đây nó hiển thị đâu này 1304 này vừa rồi là 1302 bây giờ nó nảy lên là 1304 nó nảy chậm lên một tí thì đấy cứ mỗi một lần mà chúng ta click vào xong ao ra nó mới hiển thị ra một là một view thôi nhưng mà cái vấn đề đấy nó đéo có tác dụng gì đâu mọi người biết vì sao không có tác dụng không tại vì là khi mà chúng ta mà click vào ấy cái thằng tiktok nhá nó lại đánh giá là theo cái tỷ lệ phần trăm mà chúng ta xem hết được clip được là đến bao nhiêu phần trăm chứ không phải là từ cái việc mà nó tính view theo cái việc mà chúng ta click vào xong chúng ta out ra luôn, luôn nhé cho nên là các cái kiểu thể loại như kiểu là book view ấy book view ảo ở trên tiktok ấy đều là vô nghĩa đều là vô nghĩa luôn chúng ta phải click này nó sẽ đếm là hành vi của chúng ta xem một cái video này là xem trong vòng bao lâu này xong chúng ta sẽ là like ở phần nào thả tim ở phần nào xong chúng ta bắt ra đó thì người lần sau ấy nó sẽ tiếp tục là nó đếm theo hành vi như thế để nó hiểu được cái hành vi của mình là như thế nào rồi tiếp tục nào ok rồi cái phần mà khởi đầu khi mà mọi người làm tiktok nhé thì đầu tiên là đặt tên kênh nó như thế nào thì uh, tiktok ấy nó là cái nền tảng mà mình khuyến khích mọi người là nên uh, thực sự là tiktok nó cũng muốn là cái nền tảng này nó giống như gọi là một cái nền tảng mà dễ tiếp cận với cả người dùng hơn cho nên là mọi cái brand này nhãn hàng này hay là các cái kiểu mà liên quan đến là về về nhà sáng tạo ở trên tiktok ấy nó cũng muốn là mình đặt cái tên làm sao mà cho nó thân thiết nó dễ dàng nó gần gũi với cả người xem ví dụ như là cái kênh một cái brand rất là to ví dụ như là như nào nhỉ ừ, ông chú polo đi ở ừ. thì nó có thể là đặt tên là polo store to các thứ nhưng mà mình không để mình mình không đặt mà mình bảo là bên đấy bây giờ đặt tên một cái tên mà nó gần gũi hơn thế bên đấy đã lấy luôn luôn cái tên là ông chú polo để mà đặt cho cái tên kênh đó thì mọi người cũng nên đặt lên những cái tên ví dụ như là cuội ham ăn hay là đặt tên những cái tên nào đó mà nó đáng yêu nếu mà mọi người mà có một cái thương hiệu brand store mà nó làm đầu tư ấy, như kiểu là Coolmate thì mọi người cũng có thể là đặt ra những cái tên kênh dạng như vậy thì đây mọi người cũng có thể là cho vào lưu ý này tuyệt đối không cho vào những cái dạng avatar như kiểu là như này để hình ảnh avatar trên của Facebook sau đó là đưa vào trong tiktok lưu ý không một nền tảng nào muốn lợi dụng chính nền tảng đấy để quảng cáo cho nền tảng khác ví dụ mọi người đăng một cái video tiktok của mọi người lên trên facebook mà có rõ cả link tiktok có cả id tiktok của mọi người ở trên facebook thì facebook nó sẽ làm sao ạ bóp luôn tương tác cái video đấy của mọi người tương tự trên tiktok cũng vậy nếu mà mình mà đăng một cái video mà nó hiển thị là một đoạn chat của zalo hay là của một cái uh, hiển thị ra một cái group uh, chat hay là của một cái trang uh, fanpage nào đó đi hay là của bigo cái thứ đi thì tiktok ấy nó sẽ không muốn cái điều này xảy ra và nó cũng không muốn là mình sử dụng một cái kênh tiktok của mình để mình quảng cáo cho một cái trang fanpage hay là một cái thương hiệu gì đó của mình ở bên ngoài tốt nhất khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta xây một cái một cái đại diện một cái content của chúng ta chúng ta hãy xây chính ở trên cái kênh tiktok và sau đó là tự động khi mà người ta đã thích mình ấy mình có thể là điều hướng của người ta qua mỗi lần mà chúng ta live stream qua mỗi lần mà chúng ta hiển thị ở phần comment chúng ta có thể bảo với cả người ta còn không nên trong cái video đấy mình kêu gọi người ta sang luôn ở trên đấy là thôi là hỏng rồi tuyệt đối nhớ nhé tiếp theo nữa mọi người sẽ hỏi là tại sao có tài khoản mà mọi người được phép để địa chỉ và được phép là để số điện thoại còn nhà dc để số điện thoại và địa chỉ thì không sao ờ tại sao nhỉ tại vì các cái tài khoản này đều có dính dính bùa hết rồi đều ở trong mcn của dc đều có gọi là được DC support và DC bảo kê cho nên là cái việc mà mọi người có thể để số điện thoại là để những cái vấn đề như này thì sau này DC bảo kê vấn đề đấy mọi người không lo nhưng mà ở đây mình hiểu là mọi người ở đây chưa có DC bảo kê cho nên mọi người sẽ cần phải làm nó như thế nào thì đầu tiên nhá khi mà mọi người mà mới lập ấy, lưu ý không nên để bất kỳ một cái link nào liên quan đến như kiểu là link Facebook hay là số điện thoại hay là địa chỉ khi mà mọi người mà mới lập tài khoản ra không nên để nhá avatar cũng không nên nếu mà mọi người có logo có thể để được là avatar brand là như thế này nhưng lưu ý không bao gồm có địa chỉ hay là số điện thoại ở trong avatar của mình không bao gồm cái việc đấy mình có thể là để trơn như, như này luôn nhưng mà cool mất xong rồi số điện thoại đặt hàng trực tiếp online thôi là giờ hơi luôn chết luôn tuyệt đối không nhé mọi người nhé vẫn có tỷ lệ mà nó thất thoát được vẫn có tỷ lệ là người duyệt là cái người kiểm duyệt ở trên tiktok ấy người người ta chưa nhìn được ra mình nhưng bao giờ mà người ta mà nhìn được ra mình ấy, là kênh đấy của mình là bị bay màu luôn đấy bị dính rất là nhiều rồi nên là ban đầu mọi người mà mới làm ấy, mọi người có thể là ơ ờ, mình thấy là thằng kia nó làm cũng được mà mình cũng thử làm theo xem. Mình gặp rất là nhiều trường hợp như thế rồi. Ban đầu mọi người không nghe. Ok, cứ làm đi theo theo thử cái thằng kia y như rằng được một tuần sau anh ơi tài khoản của em bị chết rồi, anh cứu hệ hộ em với. Mẹ cái lúc ta bảo mày mày thì mày không nghe. Anh ơi bây giờ em nghe anh rồi. Anh cứu em với. À, anh cứu em lần này thì lần sau em nghe anh mãi. Thôi hết cơ hội rồi mẹ, ạ. còn cơ hội nữa, chơi lại đi em ơi. Kệ okay, thôi, biết làm sao được. Đây là cái việc mà mình chia sẻ cho mọi người cái kiến thức kiến thức này mọi người có thể là xác nhận là đúng hay không nhưng mà mình vẫn khuyên là mọi người là không nên mạo hiểm hoặc là nếu mà mọi người mà xác định là lập một cái tài khoản mình xác định là ừ thôi mình chết cũng được chết thì sau này mình chơi lại một cái kênh khác mình nghiêm túc thì ok không sao cái vấn đề vấn đề vấn đề đấy, vấn đề đấy là, là 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 tùy lựa chọn của, của mỗi người nhé chứ không phải là mình áp đặt mọi người là đi theo một cái suy nghĩ nào đâu rồi tiếp tục này à, khi mà mọi người mà lập một cái tài khoản như này thì mọi người sẽ được để một cái đường link ở đây lưu ý là cái nick này của mình là mình bỏ rồi nhé nick này của mình là mình bỏ rồi nick này là mình chỉ lập ra để mình đi comment dạo rồi là mình đi đi mình tương tác linh đang linh tinh thôi thỉnh thoảng có mấy clip mà vui vui thì mình đăng lên thôi cho mọi người có đừng làm theo mà giống như của là, là, của mình thì khi mà mọi người mà đạt đến cái số lượng follow là trên 10.000 nghìn người ấy, thì cái tài khoản của mọi người sẽ được gắn vào một cái đường link ở đây còn nếu mà mọi người mà chưa đạt được đến 10.000 lượt follow mọi người muốn để được cái đường link ở đây thì mọi người làm như nào ai mà có điện thoại thì cứ dở ra làm theo nhá ấn vào cái dấu ba chấm ở đây rồi ấn vào cái phần là quản lý tài khoản, rồi ấn vào cái phần là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp. À, mới lập mới mới lập tài khoản là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp được luôn mà. À, ấn vào là chuyển sang tài khoản doanh nghiệp, rồi xong tài từ tài khoản doanh nghiệp nhá thì mọi người sẽ ấn vào cái phần mà sửa hồ sơ. thì trong sửa hồ sơ nó sẽ hiển thị ra là cái trang web thì ở đây mọi người gắn cái đường link gì vào cũng được nếu mà mọi người muốn nhưng mà tốt nhất ấy là nó mười, mọi người lên lập những cái đấy, kiểu như là dạng là dạng landing như kiểu là bacon này hay là như kiểu là linh chi này những cái kiểu dạng như thế thì nó sẽ lập thực ra là lập nó nó free thôi nó miễn phí cho mọi người thôi ví dụ như là một cái nick của một bạn là pha đức nho nhé đây của tháng này đi thì thằng này nó đang dùng là simple web tất cả mọi nền tảng này là đều miễn phí nhá thì khi mà click vào một cái nó sẽ hiển thị luôn là liên hệ với cả facebook của mình ở đâu rồi youtube của mình ở đâu số điện thoại địa chỉ canva quà tặng của mọi người để cho mọi người là cái gì đó thì cái hình thức này mọi người lưu ý là mình chỉ làm khi mà mọi người ví dụ như mọi người có một cái group có một cái cộng đồng hay là cái số lượt click của mình ấy, mình chỉ cần đâu đấy khoảng tầm 5 cái click thôi thì ok còn nếu như mọi người mà làm những cái kiểu như là dạng reviewer như là hùng bá hay là à nhầm khỏi hùng bá mà là Đàm đức hay là ông giáo review hay là kiên review ấy, thì một người sẽ phải là làm ra một cái đường link landing khác mà trông nó chuyên nghiệp hơn trông nó giống như kiểu là một cái sàn thương mại điện tử khi mà người ta click vào người ta muốn mua hàng luôn đây ví dụ như là kênh của kênh của đàm đức nhá đây kênh của đàm đức đây thì cái landing của nó lại là một cái đèn một cái landing khác khi mà click vào này nó sẽ hiển thị ra đây một loạt các cái sản phẩm review nổi bật thì khi mà mọi người trở thành một cái reviewer này nọ này kia này thì nền tảng sẽ support cho mọi người để mọi người có thể là làm được ra những cái đường link này. Còn hiện tại bây giờ mà mọi người mà mới thì mình cũng uh, thực ra cũng có đấy nhưng mà mọi người cứ làm cho nó đơn giản thôi, Chứ cần phải làm cho nó quá là nhiều đâu. Trên YouTube mọi người cũng có thể là search những cái mà tự làm như thế này ở trên, can, can, ở trên Canva. Ở đây mình chỉ đang giới thiệu cho mọi người là có những cái hình thức làm được miễn phí, phí để mình ra được những cái đường link landing như thế này nhé. Ví dụ như mọi người lên trên YouTube này, cái nào mà tìm được thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm tìm luôn, làm bio tiktok canva đây thì nó sẽ hiển thị ra một loạt các cái kiểu mà làm landing như này này lại là trao pha kê đây Và sử dụng đây. thì khi mà click vào ấy, nó sẽ hiển thị ra là một loạt các cái dạng mà váy vóc quần áo mình thích cái nào thì mình sẽ click vào mình mua cái đấy thì ở trên cái đường link này nó là các bạn ấy cũng sẽ là làm chia sẻ hướng dẫn miễn phí luôn bạn nào mà muốn tự tay tự làm thì ok cứ tự làm nhé còn nếu mà thuê thì đâu đấy giá khoảng tầm 500.000 một người ở đây chắc là có bạn nào đấy biết làm bằng landing đúng không bạn nào biết làm landing thì bạn ấy uh, xuất hiện đi xuất hiện đi nếu mà có anh chị em nào mà thuê đấy thằng trọng này ok năm trăm nghìn phát em ơi nhớ chia giá cho anh nhá ừ. ví dụ như ông bà nào đây này các ông phải hiểu ấy là trong cái lớp này của mình ấy có nhiều ông là biết làm nhưng mà có nhiều ông gọi là mẹ dùng điện thoại các thứ là đâu biết làm đâu cho nên là kể cả ở đấy mẹ mày tôi vừa mà bảo giá 500 có ông mẹ mình hét giá 200.000 luôn Ờ có ông, có hẳn ông giá 200 000 Thế thì ông nào mà biết làm ấy 50 chín 99k mình nhận làm nhé. Đấy thì ông nào nhá, ông bàn ông nào bà nào ấy mà gọi là uh, rốt về công nghệ ấy thì liên hệ với cả những ông này ở trong nhóm. Thì bây giờ nhá, như này đi, để mà cho nó đỡ khỏi quên ấy thì uh, tôi tạo ra một cái post này ở trên group nhá. Để cho anh em kết nối với cả nhau, anh em tự làm. Đây. Ờ uh post này cho anh em đang học kết nối với nhau đấy nhá thì ông nào mà vừa rồi bảo là em biết làm uh, canva em biết làm thiết kế em biết làm này nọ các thứ kia ấy thì công vào trong này nhá xong rồi ông nào mà có nhu cầu thì tự động vào kết nối với cả nhau nhá Ui rồi free nhiều lắm nhưng mà không phải hiểu ấy là những cái người mà người ta mù công nghệ ấy, người ta không cần free người ta cần mất tiền nhưng mà trông nó ra hình trông nó đẹp thì mình phải ở đây mình phải hiểu là có cả tệp mà người ta đã gọi là ngồi cày nát cái này rồi nhưng mà đây tôi đang hỗ trợ tôi giúp các ông kiếm tiền còn gì nữa thì các ông cứ thế vào bán hàng thôi rồi tiếp tục nhá xong cái phần len, xong cái phần landing nhá <laughs> là đơn giản lắm rồi tiềm năng của tiktok nó như nào nhỉ đầu tiên là về vai đồ đúng không? thì uh, không biết ở đây có bạn nào là về doanh nghiệp không nhưng mà mình cũng vẫn sẽ là giới thiệu qua một lần nữa nhé. đấy là một cái chiến dịch uh, của một cái thương hiệu này nó đổ vào trong TikTok đâu đấy khoảng tầm uh, gần 2 tỷ, gần 2 tỷ để nó chạy một cái chiến dịch bao gồm là uh, challenge effect, bao gồm là hashtag uh, hashtag effect đấy nhá. thì từng cái mà ấn vào phần khám phá như này ấy, nó hiển thị ra từng cái mà quảng cáo như này này bất kỳ một cái này đều là quảng cáo của tiktok nhé ví dụ như là, đây này aff suzuki cup 2020 này những cái này là của quảng cáo booking để nó hiển thị ra những cái gọi là hiệu ứng ví dụ như là những cái hiệu ứng mà anh em mình ấn vào ấy xong rồi hiển thị ra là mình đang ngồi mình lái xe hay là những cái hiệu ứng mà mình há mồm ra là tự động bánh bao nó nhảy vào mồm mình ấy thì những cái đấy là cái hiệu ứng của tiktok nó làm ra để nó quảng cáo cho các cái nhãn hàng thì thường ấy, những cái đấy là giá của nó rất là đắt thì có một cái chiến dịch mà cách đây khoảng tầm đợt lâu lâu rồi ờ như này nó là của bên uh, gnt cách đây khoảng tầm 2 năm nó chạy một cái chiến dịch là vũ điệu gnt không biết mọi người mọi người có nhớ không vũ điệu vũ điệu gnt đây đây <laughs> đây thì một cái chiến dịch này bao gồm là những cái effect hay là những cái mà hashtag và những cái điệu nhảy này của trên tiktok ấy, thì giá của nó rất là cao. thì cái chiến dịch này chạy nó chạy ở đâu đấy khoảng tầm 2 tỷ cho tiktok để mà có thể là đẩy được nó lên. nhưng mà vấn đề ấy, là cái việc mà đổ tiền như thế chúng ta cũng chỉ tồn tại đâu đấy khoảng tầm vài tuần, một tháng là người ta quên. xong người ta cũng chẳng nhớ được nó chỉ tạo được cái hiệu ứng vào lúc đấy thôi. nhưng mà cái hiệu ứng là khi mà chúng ta mà tạo ra một cái kênh mà lâu dài ấy, thì uh, trước đây mình có nhận một cái dự án cho bên này. đấy là kênh của anh Bưu tá mọi người từng xem cái kênh này chưa đây là một cái chiến dịch mà mình xây cho bên uh, bưu điện việt nam của à? ờ thì vào cái ngày đấy mình có nhận được một cái đầu bài ờ nó mình nhận có một cái đầu bài đấy là làm sao để mà ở trên tiktok người ta biết được là có một thằng shipper mặc áo màu 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 cam chứ không phải là shipper mặc áo màu đỏ hay là mặc áo màu xanh thì đó thì ở cái cách này mình chỉ việc phủ là một cái kênh tiktok là nó bao gồm là toàn bộ là những cái anh mà shipper lúc thì giúp đỡ người lúc thì làm việc tốt lúc thì lại giúp người ta đi ship đồ này đồ nọ đồ này đồ chai thì đấy là cái chiến dịch cho cái kênh này để mục đích là để phủ thương hiệu chứ kênh này không có mục đích là để bán hàng nhé bán hàng khác mà phủ thương hiệu nó khác nhé như là cái câu chuyện vừa rồi mình nói với cả mọi người cho mọi người xem cái clip mà bộ phim focus vừa xong ấy thì cái video này ấy, nó chính là việc mà dẫn dắt cho người ta xem một hình ảnh thân thiện của một anh shipper mặc áo màu vàng. Thì chỉ cần như thế đã sau này khi mà người ta ra đường ấy, người ta nhìn thấy một anh shipper mặc áo màu vàng, người ta cũng cảm thấy là thân thiện, người ta cũng cảm thấy là quý mến dần. Người ta tiếp xúc người ta ơ em suốt ngày em xem cái kênh của anh ở trên TikTok đấy. Rất nhiều người những cái bạn mà ship làm shipper cho cái công ty này ấy, cũng gọi là đi làm xong cũng rất là sướng, ví dụ như là đang đi làm xong rồi khách hàng mở cửa ra ơ anh ơi em vừa mới đang xem TikTok kênh của anh đấy. Em vừa mới thấy là các bạn bên anh mặc đồng phục như này xong bây giờ thấy anh luôn. Thì ngày đầu tiên các bạn ấy cũng bỡ ngỡ nhưng bây giờ các bạn ấy quen rồi. Thậm chí là các bạn ấy cũng cảm thấy là là kiểu rất là sung sướng khi mà các bạn ấy được mặc cái bộ quần áo này lên và có một cái kênh tóc như này để mà anh em ngồi xem cùng nhau rồi là đi khoe với cả khách hàng các thứ. Thì đấy là cái mục đích mà giá trị của cái mà của cái mà thương hiệu mang lại. Ờ ờ tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá khá nhân khác gì nhau thì như này. Mình khuyên mọi người là nên để tài khoản cá nhân. Không nên để tài khoản doanh nghiệp ơ ừ, hiệp phùng có phải là hiệp không có phải ông hiệp phùng này là ông 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 ông, ông hiệp ở trong cái kênh này không nhỉ ờ thì quay trở về cái câu chuyện ấy là nếu mà mọi người mà mới lập tài khoản thì mọi người nên để tài khoản là cá nhân bởi vì là nếu mà để tài khoản doanh nghiệp vậy mọi người sẽ bị hạn chế một số thứ ví dụ như là âm nhạc và một vài content một vài cái quyền lợi nó bị hạn chế với cả mọi người nhiều cho nên là mới đầu khi mà mọi người mà mới lập tài khoản ấy, để cho nó thoải mái mọi người sử dụng được âm nhạc hay mọi người sử dụng được nhiều những cái thứ hiệu ứng của tiktok ấy mọi người cứ nên là để sử dụng tài khoản cá nhân đi bao giờ mà tài khoản của mọi người lên được đâu đấy khoảng tầm 10.000 lượt view thì mọi người cũng có thể là để lên những cái mà dạng uh, link như thế này cũng được không vấn đề gì cả ok mọi người ừ, ờ, đây nhá lưu ý nhắc lại một lần nữa này mọi người có thể chuyển sang tài khoản cá nhân, xong rồi quay trở về doanh nghiệp hoặc là từ doanh nghiệp trở về cá nhân đều được nhé. 10k follow em ơi, 10k follow. ờ oh, đúng rồi, mọi người không nên để tài khoản là doanh nghiệp đấy có thằng Phan Đức anh nó 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 xác định nó xác minh lại rồi đấy. Nên mọi người cứ để là tài khoản nhà nhà sáng tạo đi. cái việc bán hàng thì cũng cần gì đâu, mẹ mới đầu cứ làm gọi là xây traffic để cho người ta quý mình đã. bán hàng thì để sau. bao giờ cũng thế, một cái kênh mà bao giờ người ta để cho người ta follow người ta vì người ta yêu quý mình đã còn đừng có mong đợi là đăng một cái clip tiktok xong người ta vào người ta mua luôn còn lâu đi rồi ôi đấy là kiểu ăn sổi rồi đấy là cái kiểu mà kiểu ngày xưa lúc mà người ta đói con ten ấy người ta ít sự so sánh ấy ví dụ như ngày xưa bạn mà quảng cáo một cái con chuột không dây đi thì bởi vì ở trên tiktok đéo có thằng nào làm con chuột không dây cả cho nên là người ta thấy của bạn sản phẩm hay người ta mua luôn nhưng bây giờ mọc ra một loạt hết long khoa học rồi là đàm đức rồi là kiên gì view xong rồi lại mẹ một loạt các kiểu lên nói về con chuột không dây đấy thì người ta có cái sự so sánh chứ lấy cái bằng chứng gì để mình mình có thể là mình đi cạnh tranh với người ta không? Còn lâu đi. Đây là cứ từ từ. Rồi, tiếp tục nào. Đây bỏ qua đi. Đây bỏ qua đi. Tốn thời gian của anh em. Rồi, tiếp tục nào. Ơ, ờ, lại đang nói về cái phần nào? Ờ. Rồi, nói về cái phần mà về bán hàng nhá. Về cái phần mà về bán hàng thì cho anh em xem uh, điển hình của một kênh bán hàng mình thấy là khét. Thực ra là có nhiều kiểu bán hàng ở trên group mình có nhiều con bé nó bán hàng kinh lắm. Mặc dù là cái video kênh của nó đâu đấy Khoảng tầm 30k follow thôi Anh em lưu ý nhá Cái số follow trên kênh của mình Không quyết định đến cái việc Là mình có bán được nhiều hàng ở trên affiliate Hay việc mình có nhận được booking nhiều hay không Nhắc lại một lần nữa Có nhiều kênh follow nhá Đôi khi còn chưa đến nổi 50k follow Nhưng mà một ngày nó có thể bán được đến hàng 50 triệu 100 triệu là chuyện bình thường Là chuyện hết sức bình thường Còn có những cái kênh nhá mang đến cả hàng triệu follow nhưng mà vào bán hàng đéo có ai người ta mua hàng cả ờ bởi vì là từ trước đến nay ý, người ta xem người ta follow cái kênh này của mình là bởi vì mình đang nói về về một cái gọi là giải mã bí mật gì đấy đi điển hình là kênh gì nhỉ giải mã bí mật gì nhỉ ờ, bạn nào làm về giải mã bí mật mọi người có nhớ tên không mình quên mất rồi giải mã gì đấy cao cường vũ à, à ừ cao cường vũ đi Đây, kênh này 2,8 triệu follow Ờ à, Mọi người, bây giờ mình click vào xem cái sản phẩm của, của bạn đi nhé Rồi xem sản phẩm của, của bạn ấy bán những cái gì nào Ok, freelancer này Để uh, link sản phẩm min tải app, gau mát Những cái vị trí này đều là những cái vị trí mà bạn ấy được booking Gần như là đây là các cái nhãn hàng mà người ta để lên trên này Để cho bạn ấy để được Chứ còn bạn ấy cũng không bán một cái gì cả Thì mọi người thấy là Cái nhãn hàng lý do nhãn hàng tại sao người ta booking để để bạn ấy để bạn ấy đưa lên cái sản phẩm như này để người ta cho vào những cái nó liên quan đến như kiểu là portfolio của công ty của nhãn hàng mọi người hình dung ạ ví dụ như là bemin từng xuất hiện ở đâu ví dụ như là với tiktoker gần 3 triệu lượt follow đang để cái đường link này của mình thì ok nhãn hàng sẵn sàng người ta chi để nhưng mà có một cái sản phẩm nào người ta có thể liên hệ người ta nhờ cao cường cao cường vũ review hay là bán hàng thì mọi người nghĩ là tỷ lệ nó có cao không sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết phần 134 câu chuyện có thật sau đây sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn đối với mọi vấn đề trong cuộc sống cái này không phải là mỗi kênh của bạn cao cường vũ mà cái concept này nó đã hot từ cách đây khoảng tầm gần một năm rồi và vào lúc đấy cũng có rất là nhiều bạn ở trong dc nhảy vào và bây giờ các bạn đang hỏi một loạt là anh ơi em làm kênh của em đến bây giờ được gần một triệu lượt follow rồi thì đúng làm con tay này rất dễ lên follow bởi vì là bạn chỉ dùng những cái câu chuyện khác và bạn đi kể lại ngày hôm nay bạn chỉ đi đọc báo Ví dụ như ngày hôm nay có một cái vụ, uh, có một bài báo là Loài người đang chuẩn bị xác nhận Tim đi sau này Ví dụ như sau này mọi người bị uh, đi cấy nội tạng không Mình có thể là cấy nội tạng chung với cả lợn được uh, Cái thí nghiệm này bây giờ là đã thành công rồi Và có thể tương lai nó sẽ ra một cái gen mới Đấy là gen là người lợn Thì bạn ấy chỉ việc là tổng hợp những cái tin đấy để bạn ấy đưa vào trong cái kênh của mình thôi Thì bản chất ấy Là người ta follow cái kênh này của mình để người ta đọc tin tức đúng không ạ Thế còn bây giờ nếu mà mọi người mà đảo vào đây mà xem mà mua hàm cái gì thì mọi người nghĩ là nó có hay không mặc dù kênh này gần 3 triệu follow, follow rồi nên là nhiều bạn ấy, nhiều bạn trẻ nhiều bạn gen Z ấy, mới đầu làm tiktok chỉ có cái nhu cầu đầu tiên đấy là làm làm cái gì nhỉ là làm để nổi tiếng cho vui thôi nhưng mà nổi tiếng xong rồi đéo ra tiền nó cũng chả làm được cái gì cả thì cái vấn đề khi mà mọi người làm được ra một cái kênh ấy mọi người lưu lưu ý là nó như thế này này có một cái để mà sau này mọi người không bị mọi người bị trùn bước trên một cái kênh tiktok của mọi người đây đi một cái kênh tiktok của, của mọi người như này đi thì khi mà mọi người xây một cái kênh bao gồm cái kênh này của mình này thì đầu tiên nó phải đảm bảo về cho mọi người là đầu tiên là về tiền tiền cái số tiền này nó có thể là đủ nuôi bản thân của mọi người ví dụ như là mình đang đi học mình đang gọi là để đóng tiền đại học có thể là 8 triệu 10 triệu 15 triệu một tháng để nó đủ ăn đủ nuôi mình để mình có thể là nuôi được ước mơ trên cái kênh này thì ok đấy chính là về cái Thỏa mãn là về tiền của mình. Thứ hai là mọi người phải thỏa mãn được cái vấn đề gọi là được công nhận bản thân. Được công nhận này. Ví dụ mình làm kênh này. Ờ, vừa tiền cũng chưa có nhiều đâu. Nhưng mà mình làm kênh này, mình được gọi là được mọi người công nhận mình là một tiktoker. Mình là người nổi tiếng. Mình đi ra làng, mình đi ra xóm, mình đi ra đầu ngõ. Ai người ta cũng nhận ra mình. Ui, thằng này là Duy Muối, thằng này nổi tiếng đấy. Ui anh ơi, anh, ơi, anh ơi, cho em chụp ảnh một cái ở đây tôi tin là đã có rất nhiều ông từng có một cái cảm giác như thế này anh ơi anh comment em đi em nhớ anh lắm anh ơi em comment đầu tiên đi này anh dép em đi em vui lắm anh ơi hôm nay sinh nhật em đấy anh chúc mừng sinh nhật em đi là chúng nó sướng lắm cái đấy là mọi người là được công nhận đúng không nhưng mà nếu mà mọi người mà được công nhận liên tục mà tiền nó đều có là sau này mọi người sẽ bị chán mọi người sẽ bị nản cho nên là phải có ba cái tiếp theo nữa là một cái nữa là được xã hội người ta nó, nó gọi là được uh, góp ích cho xã uh, được gọi là được uh, mang lại lợi ích cho xã hội, vấn đề cho xã hội này. Đây là ba cái mà lúc nào nó cũng phải đi liền với cả nhau. Tiền, được công nhận bản thân mình là một người giỏi, mình được xã hội người ta công nhận mình là một người giỏi. Người ta xã hội, người xã hội người ta công nhận là thằng này nó đang giúp ích với cả cộng đồng. Xã hội đang công nhận là thằng này đang giúp đỡ những cái người người ta không bị lừa mua những cái sản phẩm xấu, mày đang giúp đỡ những cái đứa béo như tao. Mặc đồ mà không còn bị tự ti nữa đấy là mày đang giúp ích cho xã hội đó cho nên là ba cái phần này ấy, luôn luôn nhá ba thứ này lúc nào nó cũng phải cân bằng với cả nhau nếu mà lệch một trong ba cái này mọi người sẽ rất là bị nản được xã hội công nhận rồi nhưng mà cá nhân của mình ấy mình làm mình không sướng mình làm mọi người xung quanh mình chả ai người ta ủng hộ mình cả mình không có một cái cộng đồng người ta khen ngợi người ta tung hô mình cả thì mình cũng bị nản đúng không hoặc là mình không có tiền mình làm mãi hai cái này lên rất là cao nhưng mà không có tiền thì thôi bây giờ mình làm gì bỏ kênh TikTok mà đi làm cái khác thôi chứ bây giờ biết làm như nào. Kể cả lúc đấy nhá, các ông mà có lên kênh cao như thế này mình gặp rất là nhiều ông. Xây kênh lên hàng bao nhiêu follow rồi nhưng mà không thỏa mãn cái giấc mơ về tiền như này này. Một ngày khác có một thằng nó hỏi mày bán kênh không? 30 triệu. Ok anh ơi, em bán luôn. Cho nên là tụi mình thấy khổ lắm, nên là uh, anh em biết thì anh em cố gắng, mình biết là ở đây có nhiều anh em là anh ơi em mới làm, em cũng chưa có nhu cầu là về tiền đâu, em chỉ có nhu cầu là em được nổi tiếng thôi rất nhiều ông có một cái suy nghĩ như thế nhưng mà nếu anh em đã vào trong cái buổi này rồi anh em có một cái may mắn là chúng ta gặp được nhau như thế này rồi thì tốt nhất là chúng ta ở không nên không nên đâu mọi người ạ nhé rồi tiếp tục nào cái gì lần đầu anh duy ha ha comment nửa đêm đi wc còn cười mỉm bố con điên tiếp tục nào à, quên mất đang nói về cái câu chuyện mà kiếm tiền ờ quay trở về cái câu chuyện mà về kiếm tiền thì uh, uh, ngoài những cái kênh mà như kiểu là hùng bá cái thứ là mọi người biết là kênh đấy là nó kiếm tiền như thế nào rồi đúng không kênh đấy là nó bán xuyên chính những cái sản phẩm mà người ta có ví dụ như hùng bá là bán chính cái chính cái tiền tiền bạn ấy giao dịch ở trên trên chính cái kênh đấy nó tạo ra thu nhập rất là nhiều uh, mình muốn cho mọi người xem một cái kênh này của một thằng cu mẹ mày kinh khủng luôn đấy là thằng uh, lk L, l cao à. không thằng này có hai kênh cơ đây thằng này uh, nó 1,3 triệu follow cái ngày mà nó gặp mình ấy là kênh của nó đạt được đâu đấy khoảng tầm ở gần 200.000 người follow và nó bị khóa tài khoản nó khóc xong rồi nó bảo anh ơi anh giúp em với Thế cái lúc đấy mình ngồi mình vào mình xem kênh của thằng này mình nó thật là mình cũng không biết thằng này nó kiếm tiền của gì. Toàn quay ra ba cái câu cá với va vẩn. Xong rồi mình cũng lúc đấy mình cũng nghĩ là cái thằng này chắc đéo có tiền nó rồi giúp nó làm đéo gì nhỉ. Xong rồi đến cái ngày mà sinh nhật DC nó nặng nặng nó đòi lên xong rồi nó bảo là anh ơi anh cho em vào vào nét đi. Xong rồi mình mới nói chuyện sâu hơn với nó một tí. Xong rồi mình mới bảo là ơ thế công việc của mày như nào? Em nói thật với anh là trước khi mà có TikTok ấy, em bán nhà em em bán cả xe đi để em có thể là em kinh doanh được nhưng mà từ khi em có TikTok một cái nhá là em mua lại nhà, em mua lại xe. Chỉ nhờ cái kênh TikTok Thế mình hỏi là Thế mày bán cái gì đấy. Ờ cho mọi người xem thử một cái kênh này của nó nhá để cho mọi người đoán thử xem là kênh này nó bán cái gì. Một video uh, 28 triệu được view đi. Đấy nha, vấn đề như này Nếu mà mọi người, ấy, cái kênh này ấy, nó mà bán gọi là cần câu cá Thì chi phí vận chuyển bao gồm là tiền hoàn đơn về rất là cao Khả năng rất là cao Và cái đấy là uh, cái đồ ship của mình ấy, nó cũng uh, cồng cành đó Nên là cái đấy bán không được nhiều Nên cái kênh này nó tập trung nó chỉ bán mỗi một cái là bán mồi câu Nó bán mồi câu cá Thì một cái túi mồi câu ấy, một cái túi túi thính mồi câu lk hòa Ờ à, đây nó chạy cả quảng cáo trên này luôn mẹ phải đái thật à, hình ảnh ra nào đây một cái túi mồi này của nó là là 250 g ở à, một cái túi mồi này của nó là 250 g thì mọi người biết là nó bán giá là bao tiền không nó bán 60.000 một túi này và một tháng mọi người biết là nó bán bao nhiêu một tháng nó bán ít nhất là được 4 tấn 4 tấn Mọi người nhân thử xem vào bây giờ nó có đại lý ở bên Nhật Bản Nó có đại lý ở bên Hàn Quốc Nó có đại lý ở bên Trung Quốc Mẹ, Các gọi là anh em đi du học xa nhà Các thứ là đều nhập hàng của thằng này về để mọi người bán Thì Mọi người thấy là nó kinh khủng như nào không? 4 tấn một tháng 4 tấn một tháng đấy là trung bình nó bán được một một tháng nhé Thì lúc đấy mình bảo Ôi ôi mẹ mình thế này Ôi Hòa ơi em đúng là một đại gia của lòng anh Lúc đấy mình mới quan tâm đến thằng Lời Cao Hòa lúc đấy mình mới bắt đầu là mình nhận nó vào nét ờ thì hòa nó vào trong nét của dc là theo cái hệ là doanh nghiệp anh em biết là vào nét của dc cái này tôi nói nhiều rồi đúng không thì nếu mà đi theo hệ bán hàng như này vào nét của dc là 5 triệu một tháng thì bây giờ nó vào đến bây giờ là năm mẹ thứ hai rồi năm thứ hai bỏ ra 5 triệu một tháng mẹ một tháng bán 4 tấn u rồi mình cũng muốn mẹ bán mẹ cả nét đi mà được như nói dầu vãi lồn ra thằng này đỉnh vãi đái luôn đấy mình đây là đơn giản là một cái kênh như này thôi thì mọi người sẽ thêm nhé mọi người thử nghiên cứu sẽ là cái kênh này tại sao Cần này trong bất kỳ một cái video nào của nó nhá Nó không nói về quan trọng, nó không nói về quá mạnh Về cái việc mà nó bán hàng đấy nó như thế nào Mà nó chỉ cần là đưa cho người ta xem Một cái cảm xúc tích cực Những cái trận đi câu, những cái trận mà nó đi Khoáng sạch cái hồ câu đấy như thế nào Cho người ta xem đến một cái cảm xúc Tích cực ở trong một cái video Là người ta ra đến quyết định mua hàng của thằng này Cực kỳ nhanh luôn Đêm qua thời tiết rất khắc nghiệt Dưới cảm thịt của xe đi ăn Cho nên em đã lên đường đi chắn một mình Tầm khoảng 10 giờ cả lên thơ ôm Em quay đúng lúc hang khủng vừa đập đuối Tầm khoảng 1 giờ sáng thì pháo phoi lên Và em thủy quái đã lên bờ Bế con cá khủng trong tay em cứ nghĩ là tầm khoảng 30-35 cân Tưởng là phải kết thúc hành trình sắn thủy quái 3x Nhưng mà không phải em nói chỉ năng 28kg <laughs> Đêm qua thế Đó thì đơn giản là ở đây ý, nó chỉ làm ra những cái dạng mà còn ten còn ten mà hướng đến cái đội mà anh em thích chơi câu cá thích về đam mê sông nước đổ về người ta xem cái kênh này còn cái việc mà ai người ta xem đây này click vào link zalo một phát là ra luôn cái link là mua hàng ờ, vào luôn cái link là đấy anh nào mà mua mua hàng rồi mua cái thứ hay là đi giao lưu với em ấy, thì em có luôn có cả cộng đồng luôn đấy thì chơi như thế nó rất là sướng và thường người ta vào ấy vấn đề là như này nhá khi mà người ta ấy, xem một cái kênh mà người ta ngửi thấy có mùi quảng cáo là người ta sẽ đi người ta chỉ khi nào người ta mua quyết định mà mua hàng của mình ấy, khi mà cái cảm xúc của người ta được nâng lên cao và người ta mất cảm giác đi mất đi cái gọi là mất đi cái gọi là cái 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 cảnh giác thì người ta mua hàng rất là nhanh mọi người có công nhận đấy là bây giờ mọi người cứ xem youtube mà mọi người thấy quảng cáo một cái mọi người chỉ mong nó hết 5 giây mọi người ấn skip không ờ ừ. ấn mẹ skip luôn đấy là cái kiểu mà quảng cáo bây giờ là người ta xem người ta đang rất là khôn kể cả xem tivi quảng cáo ngày xưa ấy kể cả xem tivi ngày xưa nhá cái thời mà lứa của mình ấy thời lứa của mình là ngày xưa lúc mà xem tivi chỉ mong là đến có quảng cáo thôi tại vì lúc đấy chẳng có gì xem cả có quảng cáo một cái thì nó là những cái mặc kiểu hình ảnh xuất hiện rồi là TVC những cái kiểu quảng cáo xem nó rất là sướng xem nó rất là hay quảng cáo sữa du hay là gì gì đấy bay cao nào nhảy cao nào đấy mấy cái kiểu quảng cáo thấy trẻ con nó rất là thích nhưng bây giờ trẻ con nhà mình mẹ bật lên bố ơi chuyển kênh đi ờ bực vẽ đái luôn thế bây giờ con không thích xem quảng cáo à con không con không thích nữa đấy nên là cái hành vi của người ta xem bây giờ nó cũng khác nên là một cái kênh đỉnh cao của bán hàng là mẹ như kiểu không không bán hàng luôn kênh này nhá rất ít khi có một cái video nào đấy đôi khi là có cái video mà nó gọi là dạy cho người ta cách trộn thính trộn uh, trộn trộn gọi là lớp cá rồi là dạy cho người ta câu cá như nào nhưng mà đấy là những cái con tay để nó hướng dẫn cho cộng đồng nhưng sản phẩm chính của nó nó vẫn bán đấy là về cái mồi câu cá cái thính câu cá của nó bán hàng kinh khủng luôn đỉnh cao và đấy vẫn là một cái câu chuyện này sau khi mà nó đã thành công ở trên cái kênh này rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì để mà thành công nữa đấy là liên tục Lời ca hòa đi giao lưu đến những cái tệp người mà cùng inside với cả kênh của lời ca hòa ví dụ kênh của Tamao TV. Đây là kênh này cũng là làm về ẩm thực, cũng là về kiểu như là ăn bờ ăn bụi. Thì lời ca hòa thường xuyên là đi gặp lên những cái bạn mà TikToker hay là những cái bạn mà YouTuber này, kể cả những cái kênh như kiểu làm uh, cái gì kênh gì của của anh Tân ấy nhỉ? Ẩm thực vùng cao à? Ờ, là bạn thường xuyên đi giao lưu với cả những cái người đấy để mà thực chất ấy là để trao đổi tệp fan để cho fan ông này ở ừ, hoa ban phút ở ừ, hoa ban phút thì để cho fan ông này lại nhớ về cái fan của ông kia và để cho hai bên fan nó giao lưu với cả nhau chứ lờ các hòa không đi giao lưu với cả những cái bạn nào giao lưu về nếu mà hòa, hòa nếu mà bây giờ hòa mà đi giao lưu với cả những cái bên Mà gọi là gì nhỉ ờ, xe mẹc rồi là bmv thì liệu cái tệp đấy người ta có xem không không cái tệp của hòa ấy là đang quen của xem kiểu chân chất nếu mà hòa mà quảng cáo ô tô ấy, có thể hòa sẽ quảng cáo được những cái con xe như là con xe địa hình Raptor 4 hay là những cái con xe mà kiểu dạng bán tải ấy, thì ok Hòa có thể quảng cáo được những con xe đấy nhưng bây giờ mà bảo mà Hòa đi quảng cáo những con xe của BMW rồi là mẹ ấy thì cũng không có một nhãn hàng nào người ta muốn book cả bởi vì đấy nó chính là một cái từ khóa mà mình muốn cho mọi người nghe đến tiếp theo đấy là cái mà gọi là cá tính của kênh cái cá tính của, của kênh nó cực kỳ quan trọng mọi người uh, thử nhớ cho mình một cái kênh nào mà nó có cá tính mà nó nó làm cho người ta xem người ta đến một cái tệp người đến một cái tệp khách hàng hay là một tệp mà nhãn hàng người ta muốn nhảy vào một người ta booking cái kênh của mình đi thì đây kênh của hòa đi là dừng lại vừa rồi mình nói xong rồi là về cái phần gọi là sống bờ sống bụi cái cá tính của hòa là ăn sông ăn nước thích ở như gọi là săn bắt và thủy quái rồi một kênh khác như kênh của thằng nào nhỉ mình mở ra một cái kênh bất kỳ đi kênh của thằng có cái uh, anh em có nhớ cái kênh của thằng nào mà gần đây nó hay làm về uh, bắt trước giống như là tiến bịp không cái thằng nó cũng ở trong 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 group của mình ấy. ờ trần hoàng nam cũng ok nhưng mà mình đang muốn cho mọi người xem cái kênh của thằng trường ờ, trường 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 đây thì thằng này cũng là một cái thằng mà mình đánh giá là thằng này nó có tài năng nhưng mà nó chưa biết sử dụng trường đang đi tù à trường đang cai nghiện trường đang cai nghiện đi tù đéo đâu mẹ cái thằng phủi thui mồm alo alo em ơi em ơi im im để anh nói em ơi anh anh nói em này nợ ấy, tránh chứ giả em hiểu chưa nhỉ quân em đừng có dục anh làm gì nhiều nhớ, và đừng để mọi chuyện đi quá xa em hiểu chưa nhờ, em biết anh ở đấy anh quỳt đâu có tiếng ở đấy nhá đừng để anh nóng nhá mệt cả hai đấy Ok, thế thì cái kênh này đối với cả một cái cá tính của một cái kênh này thì liệu bạn này bạn ấy sẽ booking được cái gì ở trên cái kênh của bạn ấy? Bạn ấy đang đi theo concept của gì? Của tiến bịp. Mà tiến bịp thì gắn liền với cả gì? Game bài, game bạc. Nếu mà bạn nào cứ đi tốt liên tục những cái này như này thì khả năng cao nếu mà bên nào mà booking ấy, chỉ có là những cái bên mà gọi là nợ xấu rồi là những cái bên mà quảng cáo bài bạc quảng cáo app 18 cộng đúng không ạ? Thì ngay là từ cái lúc mà bạn ấy chọn định hướng cái kênh của bạn ấy là nó đã là theo cái hình ảnh này rồi. Thì sau này ấy, xem những cái kênh khác ấy, người ta rất là khó để người ta có thể là chấp nhận lại một cái hình ảnh mới của bạn ấy. Nên là mình muốn nói với cả mọi người là cái hình ảnh xuất hiện ở trên kênh. Mình muốn thu hút cái nhãn hàng nào quảng cáo. Mình muốn thu hút đến cái ai là người xem kênh của mình. Cái việc đấy cực kỳ quan trọng. Mà bạn này đang xuất hiện ban đầu là bạn ấy chỉ làm kênh cho vui thôi ạ bạn ấy làm kênh tiktok không hề có một mục đích gì cả chỉ làm cho vui thôi và bạn ấy thấy là khi mà bạn ấy giả giọng tiến bịp bạn ấy giả giọng người này người kia người ta tung hô người ta khen ui anh ơi anh giỏi thế bạn ấy đang sống ở trong những cái lời khen đấy và bạn ấy đang bị si mê mặc dù nó chưa ra tiền nhưng mà bạn ấy vẫn đang thỏa mãn được cái niềm đam mê của bạn ấy là được cho xã hội công nhận được người khác công nhận mặc dù tiền nó, tiền nó chưa chưa có ờ, mọi người hình dung được ra là cái cái nguy hiểm chứ. Cô có có thể mình cũng có nói chuyện với cả trường rồi. Mình cũng có hỏi là 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 định hướng của em như nào nhưng mà thằng này thì mình biết là thằng này nó rất là hiền. Nó hiền như cục bột ấy, cá tính của nó ngoài đời nó không như thế này nhưng mà đơn giản nó chỉ làm lên TikTok lên như thế này cho vui thôi. Đấy rất là phí. Mất tiền nói trước em này Anh nói em này, nợ quá anh thế thôi, nợ phải giả. Em hiểu chưa nhỉ? còn anh ấy thì cũng không thích nói nhiều đâu nhưng mà đừng để anh phải nói nhiều nha đừng có khất lần khất lượt em biết tính anh ở đây một là một và hai ấy, thì cũng là một rồi. nói ít và hiểu nhiều nha ok chưa đấy Alo. thì đấy nó là một cái mặt cá tính cho kênh nha rồi ok kênh tiếp theo nào uh, kênh của kênh uh, kênh 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 của ai nè kênh của thường những cái kênh mà Việt Anh People à? Phạm Thoại à? Ờ, không, hôm nay là không có khám kênh gì đâu nhé. Hôm nay mọi người có kênh mình không khám đâu Nên là mọi người đừng có gửi gửi kênh của mọi người ờ, Phạm Vinh 99 đi Ờ, Phạm Vinh 99 đi Ok Hôm nay là đang nhiều người người ta đang Nói về cái kênh của bạn ấy Rồi, mình xem thử một cái video nào có quảng cáo nhỉ Có video nào bạn ấy quảng cáo về cái sản phẩm nhỉ Mọi người có nhớ không? Việt Tinh Banh đi Ờ, cái video này là 3,5 triệu lượt view Quảng cáo cho Việt Tinh Banh xem nào Ôi nó chết rồi Quên con mong ví rồi Ôi xuống đi quên con ví rồi Thế bà có số tài khoản không? Cho tôi gửi tiền Bà bên xinh gái Vâng ừ, Tôi biết bà xinh gái rồi Bà đọc số tài khoản đi Có ừ. Quá nhỉ Bà bên xinh gái Ngân hàng Việt Tín Banh viết liền không dấu Ờ à. à bác ơi, bây giờ mình có thể đặt được tên biệt danh cho số tài khoản Việt Tin Banh đấy Chuyển nhận tiền dễ dàng bằng tên biệt danh mà không cần nhớ số tài khoản Thế có mất nhiều phí không cậu? Để thế nào quá wow. À từ nay đến 31 tháng 12 chỉ từ 99 000 đồng thôi ạ à. Thế thôi ạ à. Bác mở ứng dụng Vietinbank nghe bay Chọn đặt Elliot cho tài khoản <laughs> Đặt rồi, đặt rồi À đặt rồi ạ à. Thế bác chọn tên Elliot là gì đấy ạ à? Tôi đặt là Lông Dân Đẹp Trai Ui trời cái tên này chất hơi hơi bị chất đây nha Lông Dân Đẹp Trai, chứ không giả tiền nước à Quay lại giả tiền nước đi Ok, thì đây nó cũng chính là một cái mà cá tính để mà các cái nhãn hàng người ta thu hút thứ nhất là muốn thu hút về cái đám mà người ta uh, có thể là đám mà người xem người ta ở ở ở nông thôn người ta có những hành vi như thế này thì người ta xem người ta sẽ tiếp cận được và tiếp theo ấy, là cái content của bạn Vinh này content thứ nhất là bạn ấy sáng tạo content sạch những cái nội dung ấy bạn ấy làm dù là bạn ấy sau này bạn ấy có quảng cáo hay là bạn ấy không quảng cáo thì bạn ấy luôn luôn bạn ấy chèn vào những cái đoạn mà để cho các nhãn hàng người ta xem người ta vẫn biết là à mình mà quảng cáo từ cái kênh của thằng Phạm Vinh này này thì cái độ phủ viral của nó rất là cao thì đấy nó chính là cái mà cá tính cho một cái kênh của mình chứ bạn Phạm Vinh này không làm với những cái kiểu như là chửi bậy chửi thề chửi tục hay là cái kiểu mà quỵt nợ cái thứ như là kênh của bạn kia không thế thì cái lượng mà người ta thấy giá trị kênh này và người ta booking ấy, nó rất là thấp đấy cho nên là khi mà mọi người mà làm một cái hình ảnh xây dựng một hình ảnh của mình ở trên mạng xã hội phải cực kỳ lưu ý đến cái phần này đừng có ngày hôm nay đang thấy review ngon ơ ừ, mình làm review Xong ngày mai thấy mẹ quảng cáo bỉm rồi là quảng cáo cái sản phẩm gì đấy hay là mọi người thấy là thôi bây giờ đang đói quá mình quảng cáo cái gì mình cũng quảng cáo có được không? Ví dụ như là mình gặp rất là nhiều bạn là như này ạ. Các bạn ấy bắt đầu lên follow, lên được 2 300 000 người follow và các bạn ấy khi các bạn ấy nhận một cái đơn quảng cáo của một nhãn hàng. Nhãn hàng người ta yêu cầu cái gì các bạn làm y nguyên như thế, không sửa, không cắt bất kỳ một chữ nào cả. Khi mà các bạn ấy nhận một cái kịch bản như này phải anh chỉ cần cho em cái bảng từ khóa ví dụ từ khóa này là quảng cáo Việt tin đúng không? Anh cho em là cái từ khóa tiếp theo là gì? 99k từ khóa là được phép là thay đổi ID đấy. Em chỉ cần là bốn cái từ khóa đấy thôi, còn lại lồng ghép vào sản phẩm như thế nào là theo cái concept và quyền của em. Còn nếu mà bây giờ mọi người mà cứ xuất hiện trong một cái video, ơ các bạn ơi hãy quảng cáo đăng ký và mua ngay đăng ký một cái tài khoản mật khẩu Momo đi, các bạn sẽ được nhận một cái thẻ quà tặng trị giá 99k thì liệu người ta có xem không? Không, người ta quay ngót lưng với cả mình luôn. Người ta sẽ bảo là thằng này bây giờ tham tiền, thằng này bây giờ là bị tiền nó làm cho tha hóa rồi ờ cho nên là kinh khủng cực kỳ luôn vấn đề là mọi người khi mà nhá đã làm ra kể cả một sau này mọi người mà uh, đang có cái chất xám mà có một cái bên nhãn hàng nào đó người ta muốn là quảng cáo booking ở trên cái kênh của mình thì phải là liên tưởng ra cái sản phẩm đấy mình sẽ sáng tạo được ra cái chất gì để mà giữ vẫn được cái chất của mình vẫn ở trên cái kênh của mình thì như thế các cái nhãn hàng khác và fan người ta mới không quay lưng lại với cả mình được vì là bản chất ấy cái kênh này này khi mà có một một người lên ấy thì sẽ có những cái bạn nhỏ nhỏ khác, các bạn ấy không bật được quá, các bạn ấy sẽ bị mãi mãi các bạn cứ bị flop, các bạn ấy bị dừng xuống. Thì hình dung nhá, cứ một ngày đâu đấy lượt traffic tự nhiên mà những cái người mà người ta vào xem TikTok ít nhất là khoảng tầm 15 phút một ngày ấy nó rơi vào đâu đấy khoảng tầm 30 triệu người đi. Ờ, ừ, thế 30 triệu người này khi mà người ta lướt 15 phút đầu tiên thì sẽ là những cái video nào? Nếu như sau 15 phút người ta Ao ra người ta không vào nữa thì cái cơ hội mà đến cái video của chúng ta được lên xu ấy Càng ngày nó càng thấp lại Nên là bản chất ấy, cái cuộc chơi này ấy, Là khi mà đã có một thằng nào mà nó đã lên được 10 triệu lượt view rồi thì nó sẽ hút lại Những cái thằng khác mà nó không cạnh tranh được Hoặc là những cái thằng mà không cạnh tranh được Với cả cái kênh của Phạm Vinh Nó sẽ bị tụt và nó sẽ bị flop Đấy là lý do mà tại sao mọi người hay bảo là Anh người em hay bị bóp tương tác các thứ Cái câu của bóp, bóp tương tác ấy, Thực sự là câu đấy là Mình đánh giá là nó nhá Cũng không đúng lắm Bởi vì là hoàn toàn là khi mà mọi người mà làm ra một cái kênh bản chất là không ai mà người ta lên được mãi được luôn trừ khi là những cái kênh bạn ấy sáng tạo liên tục những cái dạng chủ đề bạn ấy hết nói về gia đình đây là ví dụ như những cái kênh mà về hài này nó sẽ sáng tạo được liên tục ra những cái content mới và người ta xem sẽ không bị chán còn nếu mà bản chất ấy, bạn mà làm về review thì liệu là các bạn xem một ngày review ok xem đến hết một tuần review một tháng review các bạn có chịu nổi được không và tiktok ấy nó cũng không muốn là mở tiktok ra xem chỉ có một mình mặt của mình thôi và nó sẽ lợi nó sẽ gợi ý cho mình xem những cái bộ mặt khác, những cái reviewer khác. Ờ, cho nên là bản chất ấy, chúng ta làm nội dung ở trên này nhá, chúng ta phải điều hướng khán giả. Phải điều hướng phải thật là khéo, cái đỉnh cao nhất ở trên TikTok ấy, đấy là điều hướng làm sao để mà người ta quyết định người ta đi theo mình hay người ta mua hàng của mình. Lưu ý, ở trên tất cả mọi cái nền tảng có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng mà tâm lý của người dùng ấy không bao giờ thay đổi cả. Tâm lý của người dùng 100 năm trước đến bây giờ như nào? đến 100 năm sau người ta như nào nó còn mãi không bao giờ tâm lý của người dùng nó nó thay đổi cả nên là mọi người có thể là làm cái content có thể từ 100 năm trước có thể là từ một cái mà video mọi người xem đâu đấy ở trên fanpage ở trên youtube để mình đổ vào ok không ạ rồi tiếp tục nào ơ ờ. Ồ. ờ, anh em nào comment vào trong cái uh, nhóm đi bây giờ bị tụt đi mất tầm khoảng 28 ông rồi đấy thì mời thêm 20 à đâu, 38 ông nữa vào vào đi anh em nào spam lại cái link mà zoom của mình ấy cho mấy anh em nào mà chưa được vào nghe thì anh em vào nghe đi ok anh em nắm được phần này chưa nắm được rồi gọi phí một giúp mình xem nào Rồi, tiếp tục nha buồn ngủ chưa buồn ngủ chưa có cần phải nghỉ giải lao đi đài thì không có cần đi đái thì không Còn anh em nghỉ giải lao đi đái tí nhá ờ nghỉ giải lao tí <laughs> Sorry các anh em đang ngồi ở đây tôi xin phép anh em lấy đi một vài giây Tôi chỉ muốn đi đái chứ không phải là một gậy Anh em đừng có hiểu lầm như vậy chết tôi đấy Tình hình đang căng thẳng với tôi thì căng lắm Không đi đái kịp thời có khi dễ toàn lắm Tôi đã cố gắng đi từ tối cho đến tận bây giờ Xin phép anh em một tí chẳng lẽ anh em không chờ Nào nào bình tĩnh không nhốn nháo oh, Ôn nào Chưa rõ ở bên trong tình hình ra sao Mà chỉ nghe có tiếng nước chảy gì rào Thế mà anh em lại cứ tưởng là tiếng gió xô xa anh xả như xả lũ thì điện hòa bình. Anh dặn anh dặn nữa dặn đến dùng cả mình. Anh sẽ cho đi hết không còn gì sót lại. Anh sẽ bỏ qua tất cả những lời mật ngọt rót tai. để đã xong cảm thấy thật là thoải mái vãi. Cái cảm giác này đúng là chỉ có một không hai. Thì đã xong cảm thấy thật là thoải mái vãi. Cái cảm giác này đúng là chỉ có một không hai. Ok, rồi tiếp tục nào. Yeah. Ừ, ờ, tranh thủ anh em nào mà đi đái chưa về nhá. Ờ, ừ, một cái kênh mà bán hàng khủng ấy. Xem nào. Ờ, ừ, mình vừa mới đăng lên có được khoảng tầm 2 tuần. Kênh của con bé nào nhỉ? người đăng bạn có một cái kênh mà mình đăng lên khoác tây khoảng tầm 2 hay 3 tuần gì đấy của một cái bạn mà bán đồ thời trang kênh của bạn ấy mới được tầm khoảng 30 hay là 50 nghìn lượt follow thôi quên mất tên rồi Lumi Club à? không phải lumi club phải sao này? à ơ ừ, chuẩn rồi đấy ui ông nào nhớ thế đây kênh của con lumi con kênh của con lumi club đây kênh này mọi người biết sao không ạ mẹ ôi rồi ơi nó vào trong nét nó vào trong nét theo hệ kênh đi theo hệ mà 5 triệu một tháng ấy xong rồi bây giờ bảo là em ơi em ra video cố gắng đều cho chị bảo là chị ơi bây giờ thông cảm mà em không dám ra video tại vì bây giờ em mà ra video một cái là là cháy hàng đã con hàng để mà bán luôn anh em có thể inbox lại với cả con lumi để mà xác nhận lại đây mình xem thử một cái video của nó nhé là bạn chưa bao giờ nhìn thấy em này trên tiktok qua thì có vẻ mọi người thấy dùng cái chăn đúng không nhưng thật ra không phải nha nó là một chiếc hút đi lông luôn những con này nó sẽ là lông ngắn nhá hai mặt cơm mọi người ơi Bình theo thì cực kỳ là sắc nét tuy nhiên thì là nó hơi dính một chút bụng cũng hai lớp luôn và cái chất liệu này mình hơi sốc một chút bởi vì là không nghĩ là một cốc rưỡi trà sữa là mua được cái chất này rồi bình thường á, chất này á, phải tốn nhiều hơn nhưng mà không thể tin nổi được luôn á đây nhá khi mà mọi người mà xem một cái kênh ấy không phải là mọi người chỉ học một cái kênh này của nó đâu mọi người chỉ không xem một cái video này của nó đâu đừng có thấy là một cái video này của nó nhiều comment nhiều lượt view mà mọi người sẽ quyết định là mọi người về mọi người làm luôn nhá mọi người phải tua đến phía cuối này này phải xem cái hành trình mà nó chinh phục khách hàng nó như như thế nào tại sao mà đến ngày hôm nay nó đăng lên mới có nhiều người mua hàng như thế thế thì trước đấy nó đã có những con đường nó đi chinh phục khách hàng như thế nào ở những cái video triệu view ở phía bên dưới thì mình phải học cái cách mở video ra mình phải biết là học cái cách làm sao để mình có thể là chinh phục khách hàng để mà ra đến cái ngày mà lần sau mình cứ ra cái video mặc dù nó chỉ được có một hai chục người lượt view thôi nhưng mà ra rồi đến khoảng tầm 100 đơn cho mình rồi đấy là mình sướng rồi chứ không phải là mình học một cái video quay y hệt như cái video vừa rồi của nó đăng lên. Mọi người hiểu không? Đây, xem một cái video này của Nọn của nó nhá. 300.000 lượt gần 400.000 lượt view xem video này như nào. Phối đồ đi học được, đi chơi cũng được, chống nắng được, nóng thì vẫn mát. Cho hỏi là mấy giờ rồi bác sĩ à, bác sĩ ơi, mới đi ra ngoài có phúc mà lại liên tục phải em đang trình thái em up story em rồi một cái video như này này mọi người phải học cả về cái cách mà nó comment nó trả lời fan như thế nào ví dụ như nó bảo là em từng mua một cái áo này rồi nhưng mà chất của nó bị dở hơi chất nó không đẹp như chị ờ thế thì mình phải học xem là cái comment của bạn ấy là bạn ấy trả lời những cái gì ờ nếu mà áo đấy mà nó chán thật nó bị xấu thật thì mình sẽ nói nó ra làm sao hoặc là nếu mà sản phẩm đấy nó không tốt thì bạn ấy trả lời nó như thế nào thì từng cái cách mà mình trả lời qua fan như thế này ấy, nó cũng là một cái mà khán giả nó xem nó cực kỳ trân trọng mình luôn nhé khán giả ấy nó cực kỳ sướng khi mà được mình trả lời mình dép inbox cực kỳ sướng luôn cho nên mọi người cũng không nên bỏ lỡ đi những cái này đâu nhé từng cái comment dù là comment xấu hay comment như thế nào đấy nhưng mà lưu ý này không bao giờ tranh cãi cãi nhau với cả là khán giả ở trên kênh của mình mình lúc nào cũng phải đóng ở trong cái vai gọi là trung bình tính trong cái vai gọi là một thiên thần nó mà chửi mình một cái ok anh nói đúng em ghi nhận và em xin tiếp thu lần sau em không quay clip như thế này nữa ghi nhận luôn chứ không bao giờ mà đứng đấy cãi nhau ví dụ như là mày giỏi mày mày quay video đấy tao xem là mày quay như nào như thế là thành giờ hơi luôn mọi người có thể lấy điển hình luôn là ví dụ của virus đừng bao giờ làm cái gì mà mọi người không giỏi không phải là trong lĩnh vực chuyên gia của mọi người ờ, thà là mình làm gọi là chùm ở trong tiktok còn hơn là mình đi ra ngoài kia bây giờ bảo mình nhảy sang youtube để bảo mình nhảy sang về facebook mình chịu chết luôn, mình chịu chết bảo mình làm về đầu tư chứng khoán đấy là làm về các thứ là mình không phải lĩnh vực chuyên môn của mình, mình nói mình sẽ bị chửi nhưng mà nếu mà ở trong lĩnh vực tóc này này, mình tin là đéo thằng nào mà cãi nhau được với cả mình luôn, bởi vì là mình là cái thằng mà làm chuyên ở đây và mình làm là lâu ở trên thị trường rồi, cho nên là đấy. Mà ông virus thì đầu tiên là ông ấy đang làm về streamer, ông ấy đang nói về các cái chủ đề liên quan về âm nhạc liên quan là về các cái chủ đề nó liên quan đến là về giải trí rất là ok. đủ một cái đến ngày ông ấy đi, đi lùa gà, ông ấy nói về coi đầu tư rồi là vấn đề các cái thứ bài bạc các thứ, thế ông ông ấy sập luôn. Nên lưu ý là đừng bao giờ làm ra cái gì mà nó không đúng với cả hình ảnh chuyên môn của mình. Rồi giải trí thế thôi. Thì đây là một cái kênh mà mình thấy là bán hàng. kênh này mình xác định luôn với cả mọi người luôn. kênh này nó ở trong nét mình mà, nên là mình vẫn đang support và bán hàng kinh khủng luôn ở trên cái kênh này. Không cần phải là quá là nhiều triệu view đâu. Nếu mà làm mục đích của mọi người là để bán hàng, thì học tập theo kênh này là ok rồi à, còn nếu mà mọi người mà mục đích mà để làm hình ảnh xây dựng hình ảnh cá nhân để mà sau này đi booking ấy, để mà làm giải trí hay là để làm những cái dạng content khác ấy, thì mình sẽ đi theo một cái chiến lược khác rồi ok ở tụt mất 50 ông đấy có ai không spam lên trên group ấy xong rồi có ông nào giờ chắc bây giờ anh em ngủ hết mẹ rồi đúng không ok rồi tiếp tục nào tôi tua muộn mất của anh em rồi ok mấy cái sở like này thôi mình bỏ qua đi sao bỏ qua hết á? tại vì anh thấy là bây giờ mà nó mà còn thì nó còn dài quá. mà bây giờ sắp 12 hai giờ mẹ rồi nói này mọi người mệt mọi người đi nghỉ hết mất. Ờ bây giờ đi để mà uh, chắc lọc lại đi cứ coi như bây giờ vẫn đang, đang giờ ngủ thì bây giờ mọi người đang có câu hỏi gì thì mọi người uh, cho đặt mình câu hỏi đi mình sẽ dành thời gian để mình đọc câu hỏi của mọi người để mình hiểu thêm là mọi người đang cần học cái gì thì mình nói về trọng tâm đi cho nó đúng chủ đề chứ mình sợ là mọi người nghe mọi người bị dài hay thì hay nhưng mà sợ là nghe nó bị dài thì nó bị thạch dở hơi ra đang cho con bú vẫn học à luật tiktok ừ điều kiện vào nét thôi cái đấy meta uh, năm sau. Ừ. Ok, rồi. Anh em mình tiếp tục nói về cái phần mà content nhá. Ờ có mấy anh em hỏi là về cái gì? Khóa học các thứ ấy, thì cái buổi này mình cũng không có cái ý định là cái buổi này là chỉ dành cho người mới thôi, cho nên là anh em nào mà cần khóa học chuyên sâu ấy thì anh em có thể là inbox cho fanpage của mình ở đây thì mình cũng không 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 bán cái đấy ở ở trên này rồi anh em mình đang thắc mắc là về content đúng không Thì bây giờ mọi người là đang muốn là làm content về cái gì mọi người ở đây đa số mọi người làm về ngành nghề gì thời trang hay làm về, về Vlog hay là làm về cái gì bán len này rồi thời trang chó mèo chứng khoán đa số thời trang nhà review du lịch beauty skincare ừ. rồi Ok, stop nha. Rồi dừng lại. Mình hiểu rồi. Ừ, stop stop. Rồi dừng rồi, rồi dừng rồi, rồi rồi hiểu rồi. Thì bây giờ nhá. mình sẽ cho mọi người xem cái dạng mà content thì thời gian vừa rồi là nó hot lên là về reviewer đúng không? Thì bản chất ấy là review bây giờ nó đang bị sụp xuống. Lý do tại sao nó sụp? Tại vì là càng ngày càng nhiều người ta nhận người ta nhận được ra là nhiều bạn TikToker các bạn nhận tiền và các bạn đã quảng cáo không đúng không đúng sự thật thì cái khoảng thời gian vừa rồi một tháng vừa rồi nhá uh, mình nhớ đâu đấy khoảng tầm mình đọc được ít nhất là tầm khoảng 3 bài báo và tầm khoảng ít nhất là 5 cái clip ở trên tiktok nói về cái việc mà bóc phốt các cái bạn mà về reviewer ở trên tiktok review quán ăn không sạch review địa điểm không đúng review quần áo bóc phốt cái thứ bóc phốt cực kỳ nhiều luôn bởi vì là cái kiểu review này mọc lên nhiều quá thì bản chất ấy nó cũng sẽ suy sụp cái gì mà mọc lên nhanh quá thì nó cũng sẽ sụp rất là nhanh và sau này chỉ những cái bạn nào mà điều hướng được fan những cái bạn nào mà giữ chân được fan theo cái hình ảnh của mình ấy, mình vẫn là giữ một cái hình ảnh mà rất là ok trong lòng fan đấy, thì người ta vẫn đi theo mình còn về những cái tệp mà người mới người ta sẽ không thích xem nữa và bây giờ nhá cái xu hướng của năm 2022 là gì là càng ngày người ta sẽ càng thích là về trải nghiệm cá nhân hóa nhiều hơn thì bao gồm là những cái kiểu dạng clip như kiểu là về vlog ở uh, vlog thì năm vừa rồi mình cũng có nói với cả mọi người rồi nhưng mà tuy nhiên là cái vlog nó bị hạn chế thứ nhất là về do dịch bệnh rồi là mình không đi lại di chuyển được nhiều đúng không nhưng mà những cái dạng mà kiểu dạng clip liên quan đấy là kết hợp với cả là về ASMR nó là một cái xu hướng mới nó là một cái xu hướng mới nhé uh, mình lấy ví dụ như cái này đây là kênh của một bạn học viên mình vừa mới học được tầm khoảng một tháng thì kênh này bạn ấy bắt đầu bạn ấy đăng lên video ngày đầu tiên là ngày bao nhiêu ngày đầu tiên bạn ấy đăng video là ngày 11 25 tháng 11 tức là bây giờ là được một tháng 7 ngày một tháng 6 ngày gì đấy thì bạn ấy làm ra kênh thì trước đây bạn ấy làm kênh này trước đây là bạn làm kênh này và kênh này không lên nhá thì mình sẽ cho mọi người xem so sánh giữa một trong hai kênh nó có cái gì khác nhau rồi mình sẽ xem cái kênh không lên trước này <laughs> Đây là kênh flop này. Còn đây là kênh lên này. Mọi người xem thử nó có cái gì khác 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 nhau này. <laughs> nó khác biệt mỗi cái thôi hình ảnh trong vòng 3 giây đầu tiên phải là những cảnh nào mà hay nhất phải là những cảnh nào tò mò nhất đẩy lên trên đầu tiên dù mọi người mà có làm media quay mua có máy quay hàng tỷ hàng triệu đồng đi nữa mà mọi người không có 3 giây đầu tiên thì còn thua một thằng mà dùng iPhone 7 để nó quay nên là cái vấn đề thiết bị ở đây nếu như ông nào mà bảo là anh ơi em nghèo em không có thiết bị thì chuyện đấy là cực kỳ nhảm nhí có những bạn bạn có biết là bạn uh, những kênh như cổ là kênh 1977 quay bằng một con iPad cũ và đến bây giờ kênh 1977 vẫn dùng con iPad đấy. Phạm Vinh quay bắt đầu là từ một con iPhone. iPhone mấy mình không nhớ, 7 hay 8 hay X gì đấy mình không nhớ. Một con iPhone 7 một người quay Một người có thể là sử dụng được tạo ra những cái content mà nó có thể là viral được rồi. iPhone 7 đâu đấy ra giờ giá nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi đổ lại mình không nhớ. Nhưng mà tầm tầm đấy thôi. Nhưng cái vấn đề mà thiết bị đừng quá quan trọng là mọi người phải đầu tư. Nếu như mọi người mà có điều kiện mua máy quay mua máy uh, cơ chục triệu hai chục triệu ba chục triệu một trăm triệu ok đến điều đấy là tốt nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mọi người không nhất thiết phải đầu tư nó thì không cần không cần nhất thiết mọi người phải đầu tư nó làm cái gì cả tiếp theo này mọi người phải hiểu cái insight của người Việt Nam ấy đấy là người ta cực kỳ thích được thủ thì nói chuyện mọi người thử xem là liệt kê những kênh nào asrm ở Việt Nam thành công thường các kênh asrm ở Việt Nam không kênh nào kênh nào thành công cả chỉ làm cho người nước ngoài xem thôi có một kênh ASMR kết hợp với cả mắc ba ở Việt Nam là kênh nào kênh của một cái bà ở bên Nhật ăn cùng với cả con đấy là bà ấy dùng content gì vẫn là ăn vẫn là ASMR nhưng bà có gì ạ ngồi tâm sự cùng với cả là con cái bà ấy ASMR đây nếu mà anh em chưa biết ASMR là cái gì thì tức là nó là video được kết hợp với cả là âm thanh tạo ra kích thích cái lỗ tai của mình ASMR đây ASMR là gì đây. Phản ứng cực khoái tác động Rồi, thôi, cái này thì hơi bị đây này, điển hình như là YouTube như này, này là những video mà nó không có nhạc. Nó chỉ đơn giản là những cái dạng mà video mà chúng ta ngồi chúng ta đấy, gấp đồ ăn hoặc chúng ta đang quay những cái cảnh mà chúng ta đang gấp quần áo hay những cái cảnh mà chúng ta đang gọi là dưỡng da. Đó, thì đây nó là AS AF, ASMR nhá. Đó. Đây là mắc bang kết hợp với cả ASMR. Anh này người Hàn Quốc. đúng rồi kể cả cái việc mà bạn nào Galaxy Note 8 comment là cạo dâu cũng là một cái video ASMR cái việc mà chúng ta cạo dâu cái việc mà chúng ta đang quắc đang bôi một cái gì đấy lên trên da và sau đó chúng ta lột ra nó gây cảm giác kích thích từ mắt với cả là về tai nghe của người nghe ờ, thì cái đấy nó là về kích thích ASMR nhá quay trở về cái kênh này thì cái kiểu mà cười của người Việt Nam ấy người ta cực kỳ thích xem đấy là kiểu mà thủ thủy tâm sự với cả người xem một cái kênh này trước đây cũng là làm như này nhá cái video đầu tiên vừa rồi mọi người xem là tạm âm nhưng có những cái video về sau ấy, không hề có tạm âm vẫn quay như thế này nhưng mà không có view chỉ cần là mở đầu ra mọi người nói ít nói nhiều cũng được nhưng mà người Việt Nam ấy, cực kỳ thích xem video có lời đấy là điển hình tại sao mà các bạn quay video mà chỉ lồng mỗi một cái tiếng vào tiếng nhạc vào và quay hình ảnh vào không lên được bởi vì kiểu người Việt Nam bây giờ người ta chưa xem được cái kiểu dạng con tay như thế mọi người phải chờ thời gian mình biết là có rất là nhiều content có rất là nhiều thứ mà mình muốn làm ở tiktok việt nam nhưng mà ở thời điểm hiện tại bây giờ ấy, mình không thể, thể nào triển khai được bởi vì là thứ nhất là mắt thẩm mỹ của người việt nam người ta vẫn chưa đạt đến trình độ để người ta có thể là thẩm thấu được cái dạng hình ảnh cao hơn hay là những cái dạng mà content mà nó kiểu hóc búa nó kiểu như là nó đau đầu nó hát não hơn người ta bây giờ vẫn đang thức xem những cái dạng mà content mà nó đơn giản nó dễ hiểu nó dễ nhớ và nó thân thuộc với cả người xem thôi cho nên là những cái dạng content này này vẫn rất là ok nhé Đấy, chỉ cần nó thay đổi đúng một cái câu thôi. Mở đầu video ra, bắt đầu thực ra. Thế xong, câu cuối chúc ngủ ngon hết. Nó thay đổi mỗi thế thôi. Ngoài ra cái câu ở 3 giây đầu tiên ấy thì tất nhiên là những cái mà hình ảnh luôn luôn bắt mắt cho lên tiếp đầu tiên nhá. Rồi, quay trở về cái kênh, mình có một ông bạn hôm nay ông ấy có hỏi mình một cái câu như thế này. Mình tìm lại xem nào. Uh, ông bạn uh, hôm nay may ông ấy vừa ông ấy hỏi mình. Ông ấy hỏi là ông ơi tôi quay quả clip như thế này thì ông xem hộ tôi là có được không? Thế tôi vào tôi xem bảo là thế này thì quay này là dở hơi rồi. Đây, cái kênh của ông ấy đây. Ông ấy chưa đăng đăng lên nhá, ông ấy ông, ấy, ông, ấy, ông ấy chưa đăng lên. Thì đây là cái quả video ông ấy quay rất là đầu tư, mua máy quay rồi là đầu tư cắt cè rồi là uh, background, chỗ này chắc phải tầm khoảng gần 100 triệu, bao gồm là toàn bộ là thiết kế hình ảnh ánh sáng rồi là thiết bị máy quay các thứ rồi xem thử một cái video mà bạn làm nhé mọi người xem thử một cái video này mọi người có dừng lại mọi người xem không đéo <laughs> Nhìn lên <laughs> mẹ nhất là cái nhạc này này mẹ mình bảo là cái thị trường ở trên tiktok ấy nó là cái thị trường mà bây giờ vẫn còn đang rất là khá bảnh nó vẫn còn đang rất là vina hay nó vẫn còn đang gọi là nghe cái nhạc gọi là rất là vina hau nghe nhạc rất là funky Tự nhiên ông mẹ mày bật cái nhạc như này khác đéo gì mẹ mày vừa mới chơi viên kẹo vào xong rồi mẹ bạn ơi thôi bạn không nghe Vina Hoi nữa nhé, bạn bật nhạc cải lương bạn nghe cùng tôi. Thế có phải là mẹ mày cả cộng đồng cả phòng bay nó đấm nó dập mặt mình không? mẹ chúng nó đang nghe cái 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 kiểu tay nghe của chúng nó, nghe nhạc Vina Hay nó nghe rất là sung. Và nếu mà mọi người mà để ý là bây giờ các cái gọi là ca sĩ âm nhạc, nhà sản xuất nhạc ở trên thị trường bây giờ ấy, người ta đều đổ xô đi làm nhạc TikTok. Tại vì TikTok bây giờ nó đang là một cái nền tảng mà kéo traffic cực kỳ cao. Nó có thể là một cái đoạn beat nó cắt ra từ một cái bài hát mà nó nổi ở trên TikTok thôi. Thì cái traffic kéo về trên cái bài hát gốc ấy, nó kéo về cực kỳ nhiều luôn. Cực kỳ nhiều. Nên bây giờ đa số là người ta đang bị TikTok, người ta đang bị ảnh hưởng rồi. Mà mở đầu ra một cái nhạc mà nó chậm chề. Đây này. Chưa kể. Hai giây, ba giây. Đến tận giây thứ bảy. Cho xem một thằng nó ngồi nó đọc sách để làm cái gì. Hình ảnh này nó có câu chuyện mục đích là cái gì. Không hề có không hề có câu chuyện ở trong này thì mình có bảo là bây giờ thôi bây giờ ông đổi hộ tôi là những cái gì hay nhất ông cho lên trên đầu xong bây giờ ông đầu tư thêm cho đội content nhà ông vẽ ra một câu chuyện là của một thằng thanh niên độc thân hàng ngày nó sống như thế nào nó về nhà nó ăn uống với cả bố mẹ nó như thế nào đấy một ngày đi quay của nó nó quay được hết chỗ này video một ngày đi quay được một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 9 video quay lên như này bảo rồi giờ hơi rồi, rồi mà thuê mẫu thì thuê mẫu đắt chứ thuê mẫu ngon nghẻ cũng phải tầm khoảng hai triệu một ngày xong rồi chưa kể là ekip đội quay rồi tiền nuôi cái thứ nữa thế thành dầu hơi thế là mình bảo nó sửa lại chứ bây giờ làm như này không ổn được một tí nào cả đấy cái thiết bị nó không phải là cái yếu tố chính để mình có thể là trở thành một tiktoker hay mình có thể trở thành một nhà sáng tạo nội dung thiết bị nó chỉ là một cái phần mà rất là nhỏ thôi quan trọng vẫn chính là content của mình cái nội dung của mình mình kể trong cái câu chuyện của mình nó là cái gì ok không ạ rồi tiếp tục nào ờ, một vài cái ứng dụng của tiktok nhé thì ở đây ý, mình muốn cho mọi người uh, xem là ở trên tiktok ấy, thì mọi người uh, nên tận dụng những concept như thế nào ví dụ này uh, mình sẽ cho mọi người xem lại cái kênh của ông chủ polo man trong ngày xưa là mình làm cái kênh này nó như thế nào nhé polo bây giờ đổi thành uh, happy house rồi ngày xưa tên của nó là poloman chấm studio nếu mọi người mà theo dõi cái kênh này từ ngày xưa thì đây mình sẽ cho mọi người xem cái kênh uh, cái này nhá cái này xong rồi tí nữa mình sẽ phân tích là kể cả là về cảnh quay các thứ cho mọi người xem chú 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 tối con đi gặp bố mẹ vợ tương lai chú tư vấn con bỏ phía phù hợp với Thì cái kênh này là cái kênh mà mình uh, tư vấn cho uh, đội ở trong Sài Gòn Thì cái kênh mọi người muốn xem cái phiên bản gốc của nó Kênh này là mình bê nguyên được từ, từ, bên, từ bên Trung Quốc về Mình bê nguyên từ bên Trung Quốc về nhé Tên kênh uh, của nó là Kang Kang Ye 1937 Đây là phiên bản gốc của ông chú Polo Và khi mà mình mang về Việt Nam quan trọng là mình phải biết Việt hóa nó Quan trọng khi mang về Việt Nam mình phải Việt hóa được nó ra rồi xem phiên bản gốc của nó nhé. Bên này là bây giờ gần đây nó đang thay đổi là kết hợp với cả ASMR kết hợp với cả thời trang. Còn ngày trước nó không được như này. Con Content ngày trước ấy là nó là uh, giống như của ông chú Polo luôn đấy. Chúng mình cho mọi người xem cái video này đi. mà kết hợp ông ấy vừa bán cả về sản phẩm lẫn cả là về quảng cáo cho ô tô quảng cáo cho một cái dòng ô tô luôn thì đây ấy, nó là một cái concept mà mình bê nguyên từ bên tẩu dinh về nhưng vấn đề là kênh này của ông ấy cũng không hề có ngôn ngữ không hề có tiếng và cái số người xem ở bên trung quốc ấy bây giờ nó có đến cả hàng tỷ người dùng rồi hàng tỷ người dùng rồi cho nên là với cả những cái concept mà không có giọng nói đối với cả bên trung quốc ấy, dù có giọng nói hay không có giọng nói vẫn có cái tệp khán giả người ta muốn người ta xem nhưng mà ở Việt Nam ấy, cái con số nó chỉ rơi vào đâu đấy còn tầm 30 40 triệu người dùng thôi. Thì mình không thể nào mà mình bê nguyên cái này về được. Cho nên là khi mà mình bê về Việt Nam ấy, mình phải đổi luôn cái concept đầu tiên của nó. Là lúc đấy là đang có cái hot là learn on TikTok thì mình sẽ cho một cái câu đầu tiên vào. Chú ơi, sắp tới mùa giáng sinh, chú ơi con sắp đi câu gái cưa gái. Bây giờ con phải mặc đồ như thế nào thì chính cái câu hỏi đấy nó là cái câu hỏi mà dẫn đến cái việc mà chiến dịch learn on TikTok đấy là cái mềm meta Meta năm đấy là lên on TikTok đang nổi cực kỳ cao và tất cả những cái dạng nội dung gì liên quan đến hướng dẫn người dùng, liên quan đến chỉ dạy cho người ta dùng bất kỳ một cái gì đấy thì nó đều thuộc về là lên on TikTok. Bao gồm là cái kênh này. Chú 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 cứu con, trời nóng quá giờ mà. Trời nóng quá rồi, bây giờ mặc cái gì để ra đường hợp lý hả chú? Thì không cần phải ông này trả lời, chỉ cần là sau đó những cái cảnh mà ông này ông ấy lên đồ, ông ấy hướng dẫn người ta mặc nó như thế nào thì ok là ra là như này đi. Mình nói với cả Meta với cả mọi người ở thời điểm bây giờ ấy, mọi người hỏi mình Meta bây giờ là cái gì thì mình vẫn trả lời nhưng mà không phải là mình uh, như nào nhỉ. Nhưng mà cái việc mà mình mà giải thích nó như này nhưng mà cái đợt mà mình bảo mình lên mình làm một vài cái stream mình nói với cả mọi người là về cái việc mà làm review. Ấy. Sau hôm đấy là mọc lên một loạt mấy 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 cái thằng review bây giờ mình mà nói với cả mọi người Meta một cái có thể nó không đúng hoặc có thể nó đúng nhưng mà mọi người sẽ nổi sinh ra một loạt là các cái ông cũng đổ xô đi làm cái dạng còn ten như thế và nó bị làm bị bị nát nát thị thị trường cho nên là mình sẽ hôm nay mình sẽ không nói về một cái dạng còn ten mình sẽ chỉ cho mọi người tầm khoảng ba cái dạng content ten mà nó mọc lên được chứ mình không bị như ngày trước nữa mẹ mọi người nếu mà ai mà hình dung mọi người mà theo dõi mình từ ngày xưa ấy có một lần mà mình buổi tối mình nói về cái việc review một cái hôm sau mọc lên trăm ông ông nếu nằm quay lên một có xếp ý hệt như nhau không khác một cái gì cả thế còn gì gọi là cạnh tranh chơi mà nó vui nữa xong rồi nát mẹ thị trường luôn ờ, vlog đúng rồi vlog mình vẫn bảo với cả mọi người là vlog vẫn đang rất là ngon vlog là ngon nhưng mà không phải là Uh, nhưng mà nó bị hạn chế một số thứ ví dụ như là cái hình ảnh hay là về cái việc mà mọi người sống ở trong một cái cuộc sống nó như thế nào ấy nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà content của mọi người nữa ví dụ như là cái đợt mà mình làm về vlog ấy, mình đã bảo với mọi người là từ đầu năm từ đầu năm 2021 là làm đi đang hot lắm đang ngon lắm thì mẹ có mấy ông ông ấy làm mẹ mấy cái kiểu content uh, vlog một ngày của một ad thủ vlog một ngày của một uh, của một kế toán nghe nó chán bỏ mẹ ra đâu ai muốn sống một cuộc, sống như một của một cái toán sáng thì viết excel chiều thì làm soạn zalo tối thì mẹ chức đơn đi ngủ thế đéo ai muốn sống như thế biết ra sống vlog nó phải mẹ mày sáng nó phải đi ăn gọi là bò bít tết cô bè. buổi chiều mình phải đi gọi là vào siêu thị gì đấy buổi tối mình phải gọi là đi khách sạn nghìn sao trông nó phải đẹp đẹp trông phải chiêu chiêu một tí thì đấy là những cái kiểu như là dạng về liên quan đến đời sống nhá những cái thứ nào nó sắp tới nó hot ví dụ như là về phượt này những cái thứ về như kiểu là về du lịch về ăn về chơi đấy là những cái thứ mà trong năm sau nó bật lên rất là cao bởi vì là trong suốt một năm vừa rồi, rồi người ta bị kìm chế người ta không du lịch người ta bị hoãn chân lại nhiều quá rồi tiếp theo ấy, là những cái kiểu dạng content như kiểu là về các cái kênh đầu tư kênh đầu tư kênh đầu cơ lên cũng rất là gút mặc dù nhá thông báo với cả mọi người là có một cái như này ờ, có một cái thông tin mình nằm mơ mình nằm mơ như này mình nằm mơ là trong năm 2022 là có một cái điều luật là 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 cái này mình nằm mơ nhé mình nằm mơ là ở đâu đấy trên thế giới là cho phép là người dùng được phép cá độ người dùng được phép cá độ thì khi mà cái điều luật này nó ra một cái thì nó sẽ bao gồm một loạt những cái trò chơi như kiểu là trò chơi đỏ đen trò chơi chứng khoán trò chơi về coi nó sẽ hợp thức hóa và những cái này nó sẽ bật cực kỳ cao trong năm sau hiện tại bây giờ mình cũng đang tuyển một cái team tuyển một cái team nó về cái mảng tài chính kế toán như này à, nhầm tài chính về đầu tư các thứ như này bạn nào mà đang có tự tin sẵn sàng kiến thức mà muốn tham gia cái join này, vào cái game này thì có thể inbox cho mình mình sẽ xây mình sẽ hướng dẫn xây các bạn ấy từ đầu kể cả là các bạn đang gọi là mới làm như kiểu là thằng tiến này thằng hiếu xin cái thứ này mình cũng đang hướng dẫn để cho nó làm rồi nên là nếu bạn nào mà tự tin mà muốn nhảy vào cái mảng này thì có thể inbox cho mình bạn nào mà cứ kinh doanh truyền thống thì cũng ok rồi tiếp theo nữa là về cái dạng content AS, asmr cũng là một cái mà lên cực kỳ tốt ừ. asmr cũng lên cực kỳ tốt luôn cái này mọi người cũng cần phải lưu ý asmr này có thể là bao gồm là về đồ ăn bởi vì là trong suốt một cái khoảng thời gian vừa rồi ấy, người ta bị hiếp dâm lỗ tai như kiểu là cái kênh của con nhan như ngọc người ta nói quá là nhiều nói quá là nhanh rồi thì bắt đầu là cái xu hướng của người xem ấy người ta bắt đầu là người ta muốn tĩnh lại người ta không muốn nghe nhiều nữa người ta muốn là nghe ít nhưng mà hình ảnh nó đệm vào nhiều cho nên vượt đợt vừa rồi mình mới thử nghiệm cái kênh đầu tiên đấy là cái kênh mà ASMR của mỹ phẩm đấy là cái kênh mà mình cũng đã bảo với cả mọi người rất là lâu rồi sau đó mình mới triển khai mình bảo mọi người phải trước đấy phải tầm hơn một tháng sau đó không ai làm thì mình mới bắt đầu mình nhảy vào mình triển mình nhảy vào mình triển khai mình làm mẫu cho mọi người thì ok nó lên thật nó lên thật ok ờ, Mọi người nghe mọi người có thể là Ai mà xem sở của mình nhiều Thì mọi người sẽ thấy là những cái giấc mơ này Thường là nó sẽ đến rất là sớm và nó đến rất là nhanh ờ, Mọi người có thể là bắt đầu Mọi người triển khai được luôn cũng được Nhưng mà đằng nào mọi người cũng thế Nếu mà đầu tư mà làm ấy Thì chọn rõ cái concept Rõ cái content của mình Mình làm nó là cái gì Sau đó là mình mới nhảy vào Mình triển khai ờ, Con Ngọc Sinh nếu mà mày thích mày có thể inbox cho cho thằng Việt Anh mà Sẽ hướng, hướng dẫn cho mày Ừ Ví dụ về kênh lớn on tiktok mà anh tâm tâm đắc nhất ấy. kênh lớn on tiktok mà anh tâm đắc nhất thì anh vẫn phải nói về cái kênh của mẹ anh, kênh của bà Mai, kênh mẹ anh. Đây là cái kênh mà nó gần như là nó tác động đến cái việc mà tiktok họ triển khai cái chiến dịch tên là lớn on tiktok. Bà Mai là một trong những cái người mà đầu tiên nói về sức khỏe ở trên tiktok. Bà ấy làm từ những cái ngày mà chưa có cả hashtag lớn on tiktok. Thế đến khi mà bà Mai bà ấy làm cái chiến dịch này một cái thì tiktok họ nhìn nhận được ra. À bây giờ là trên tiktok là hóa ra là người ta không xem quá nhiều đến nhảy gái sinh nhảy múa lúc đấy là nó chỉ toàn múa biến hình với cả làm hai hai tếu tớ đấy mọi người ạ không có cách nào gọi là về lớn non tiktok cả thế mình xây bà mai lên một cái y rằng một tuần sau mọc lên tầm chục bà nữa cũng bác sĩ như này cũng nói với nhan nhản như này nhưng bây giờ mình cũng tự tin nó cũng là một cái mặc dù là bà mai thì bây giờ là dừng không chơi tiktok nữa rồi vì bà mai thì nghề chính của bà là bà đi buôn đất chứ không phải nghề chính của bà là bà làm tiktoker nên là bảo bá là mẹ ơi có cái bên này nó đang uh, bốc mẹ 30 triệu rồi là hạ 50 triệu ấy bà mai cũng chán cũng không muốn làm luôn cơ là cái việc mà nghề chính bà mai đấy mọi người nghe có thể là 30 triệu 50 triệu là nhiều với cả mọi người đúng không nhưng mà cái con số của bà mai về các con số mà về tiền bạc ấy nó cao hơn thế nhiều cho nên bà mai sẽ lựa chọn cái công việc mà nó ra được nhiều tiền hơn như thế chứ không phải là một cái kênh mà nó nói về chỉ đơn giản là mỗi mang về vài triệu như thế thì bà không khoái đó thì đấy là cái kênh mà bây giờ là bà Mai dừng rồi nhưng mà đấy vẫn là một cái mà kỳ tích mà mình tạo được ra với cả cái cộng đồng mình cũng tự hào rồi ok chị Mai ngày xưa kinh doanh spa nhà hàng là mẹ ruột ừ, mẹ ruột đấy đấy mẹ ruột đấy ok rồi ờ, cũng 12 giờ rồi đúng không mọi người mệt chưa mệt chưa stop motion ở Việt Nam không ổn nữa nha stop motion không ổn nữa nha Ừ. <laughs> ok, bây giờ nhá, như này đi. Như này đi, thôi bây giờ cũng muộn rồi. Thế bây giờ để mà cuối cái chương trình nhá, mình bonus thêm cho mọi người một cái một 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 cái nữa. Cái này thì nó sẽ áp dụng được với cả tất cả những em nào mà tài khoản mới. Cái này thì không áp dụng được với cả là những em nào mà đã gọi là xây kênh lên follow rồi lên vài chục nghìn hay là vài trăm nghìn follow rồi thì sẽ không áp dụng được đây là một cái mẹo mà dành cho anh em mới lập tài khoản mà bắt đầu là xác định là mới chơi mới chơi chơi lại thì anh em áp dụng theo cái chiêu như thế này nhá đây là cái bonus hy vọng là sắp tới anh em mình có dịp anh em mình ngồi làm việc anh em mình chơi cùng với cả nhau trong một cái sân mà nó to hơn đây như này đây là dụng cụ ép em... <laughs> kém miếng khói Trung Quốc khiến thế giới chậm chân... ờ, khi mà mọi người mở ra một cái kênh ấy thì một cái điều mà mọi người khi mà mới mở lập kênh nhá mọi người lưu ý giúp mình ờ, cái này có thể lấy giấy bút ra ghi lại này vào ngày đầu tiên đăng video đăng ba video ba video mỗi video cách nhau hai tiếng tốt nhất là mỗi buổi đăng một video ví dụ buổi sáng đăng một cái sáng từ 7 giờ đến 11 giờ đăng một cái chiều từ 2 giờ 5 giờ đăng một cái tối từ 6 giờ cho đến 10 giờ Đăng một cái cứ tùy chia ra là ba khung giờ khác nhau trong 3 video mình đăng sẽ có một video nhiều view hơn các cái video còn lại ví dụ buổi sáng mình được 200 view buổi chiều mình được 300 view buổi tối mình được 500 view thì từ ngày thứ hai mình sẽ đăng video theo khung giờ nhiều view nhất của ngày đầu tiên là buổi tối tại sao mình lại bảo mọi người đăng lên như này vì trên tiktok ấy nó có một cái thuật toán là như này khi mà mọi người mà mở ra một cái tài khoản đăng một cái video lên thì tiktok nó sẽ chưa biết được là cái content này của mọi người quay là về cái gì cho nên là cái mà hiển thị của mọi người nó sẽ là hiển thị random, hiển thị ngẫu nhiên. Mình lấy ví dụ. Chổ với pin tô điện sạc kém Trung Quốc. Cố lên, bạn là người giỏi nhất. Rồi mẹ cái con Lily này mà hiếp dâm tao kinh khủng luôn. Thì đây. Đây là một cái video. Lưu ý này. Trong DC ấy, lập 10 kênh mới có một kênh mà nó lên được triệu view luôn trong vòng 24 giờ thôi mà những cái thằng đấy nó gáy rất là to bao gồm cả mình và khi mà những cái thằng mà như mình và như những cái thằng mà nó được đạt được triệu view như thế nó gáy to ấy, thì mọi người sẽ bị nảy sinh một cái lòng gọi là tham lam mọi người nảy sinh ra một cái lòng gọi là lòng đố kỵ và mọi người sẽ không nhìn vào những cái thằng mà nó đăng lên nó chờ đợi hai tuần một tuần nó mới lên được kênh mà mọi người chỉ nhìn vào những cái thằng mà đạt được trong vòng 24 giờ đấy thôi Đấy là tâm lý của mọi người khi mà bị FOMO. Cái đấy nó chính là gọi là bị FOMO. Mười người mới được có một thằng như thế thôi. Cho nên là đừng có tham, đừng có bảo là anh ơi em muốn một phát là được như kênh của anh. Một trong vòng 24 giờ lên được luôn cơ. Có cái lồn. Còn lâu. Hên xui cho bạn ơi. Mọi người biết vì sao không? Đây. Ban đầu nhá Con này nó đăng lên một cái video. Hiển thị ngẫu nhiên của nó mình cứ coi như là được đạt được là 2.500 người xem thế thì khi mà cái video này của nó, ấy, TikTok nó sẽ chưa biết là nội dung của con này là thuộc loại gì, không biết nó là về nấu ăn hay là về xe cộ hay là về thời trang, nó hiển thị ra ngẫu nhiên. Nếu trong vòng 2.000 người như thế này, có đâu đấy khoảng tầm 1.000 người là người ta xem hết video, thế thì thằng TikTok ấy nó sẽ đánh giá là OK, video của con này tốt và nó sẽ phân bố tiếp tục 1.000 video như thế nó sẽ xem là trong một nghìn người xem hết cái video của mình có bao nhiêu thằng có hành vi tương tự như một nghìn cái thằng như thế thì nó sẽ phân phối tiếp theo ví dụ chúng ta đang xem một content là về gái chúng ta đang đi ngắm gái rất là chăm đúng không ờ thế thì nó sẽ đếm xem là có bao nhiêu thằng có hành vi xem một cái video ngắm gái giống như mình thì lần sau khi mà có một con bé mà gái sinh nó vừa mới mọc lên nó sẽ hiển thị ra những cái thằng mà mới nhìn đến như mình ờ đó là cái cách mà thằng tiktok nó vận hành nhiều trường hợp khi mà phân phối nó phân phối ngẫu nhiên mà nó phân phối sai ừ, nó phân phối sai hai nghìn thằng nhưng mà cả hai nghìn thằng đéo thằng nào muốn xem cái content của mình cả nó cứ lướt đi thế thì lần sau ấy mình phải đăng cái video đều lên mọi người đã bao giờ gặp phải cái tình huống như này chưa tức là đăng một video đầu tiên lên trong vòng 5 cho đến 10 phút nó mở ra cho rất nhiều người xem xong nó khóa lại video của mình sau đến 8 tiếng đéo ai vào vào xem được nữa đã ai gặp tình huống đấy chưa Ờ à, đấy là chuyện bình thường chuyện hết sức bình thường vì là khi mà nó khóa mình đến tầm khoảng 6 đến 8 tiếng như thế là nó đang đếm lại trong hết tất cả cái số người mà vừa rồi tiếp cận có bao nhiêu người xem hết video để lần sau nó lại gửi sang phân phối như thế thì khi mà trong trường hợp mà nó khóa cái kênh của mình khóa cái video đấy của mình để nó dừng để tệp ai nó phân phối thì mình phải có những cái video khác nó gối đầu nó đệm lên đấy là lý do mà tại sao mình bảo với cả mọi người là ngày đầu tiên đăng video thì đăng lên là ba video bởi vì nếu mà nó khóa có video khác nó ghế lên rồi thì từ ngày thứ hai ấy, mọi người chỉ việc là đăng video nhiều view nhất của ngày đầu tiên cứ đăng duy trì một video một ngày một video thôi. Không cần phải làm nhiều cả. Nếu mà mọi người bận ấy, một tuần có thể là đăng tối thiểu là 5 video. Tối thiểu là là 5 video nhá, nhưng mà sắp tới là nghỉ Tết nghỉ dịch, nghỉ uh, mọi người nghỉ rất là nhiều nên là mình cũng khuyến khích mọi người là nên là một ngày đăng một video vì là Tết này thì cái số lượng view ấy người ta rảnh người ta ngồi nhà xem Tết đắp nhiều lắm. Cho nên là tận dụng cái thời gian này để mình làm những cái content liên quan là về Tết liên quan là về xu hướng, liên quan là về những cái thứ mà mình đang muốn làm. Ví dụ, con Ngọc bây giờ nó đang chuyên là về review rồi. Nếu như mà thời điểm này em đang muốn chuyển hóa cái nội dung content của em dần sang một cái thứ khác. Ví dụ như là từ ngày trước đến nay nhá, em chuyên môn là em đi mua đồ để em mang về nhà, em mặc cho người ta xem. Thì bây giờ em cũng có thể là em đi đến ra cửa hàng của người ta. Hoặc em có thể là dẫn người ta đi ăn những cái đồ gì đấy. Những cái thứ mà em đang sâu vào, em đang muốn dẫn người ta đi cùng vào. Bởi vì là bản chất là người dùng ấy, người ta đang thích mình mình đang làm những cái dạng nội dung mới để người ta thích mình hơn, người ta yêu quý mình hơn Đấy Thì ở trên TikTok Việt Nam nó có một cái là có là một cái là uh, ưu điểm cũng là nhược điểm như sau Đấy là số lượng người Việt Nam lướt ít và số lượng nhà sáng tạo ở trên TikTok Việt Nam ấy cũng rất ít Đâu đấy chỉ khoảng tầm uh, 600 nghìn, 600 người đổ đổ 6.000 người đổ lại. Tầm khoảng 6.000 người đổ lại thôi và cái số lượng nhà sáng tạo trên TikTok còn đang rất là ít, còn đang rất là thô sơ. Việt Nam bị một cái là FOMO, một thằng làm review là một loạt thằng cũng nhảy lên làm review mà còn các cái mảng khác còn đang rất là xanh. Mà khi mà mình mà đang làm một cái mảng mà về review mà những cái thằng khác nó cũng đang ngoi lên, những cái thằng mới nó cũng đang ngoi lên, nó đang ăn dần đi cái số lượng view của mình thì lúc đấy mình phải có một cái dạng content mới để mình điều hướng người ta dần dần sang những cái dạng content khác có một công thức như sau đấy là như này ví dụ một tuần mọi người đăng lên là 6 video đi ừ. ví dụ một tuần mọi người đăng lên là 6 là là 7 là 7 video như thế này đi ở ờ. một tuần mọi người đăng lên như thế này thế thì mọi người có thể cho và chia nó ra như sau 4 video là content key chính ví dụ bạn làm về review thì bốn cái video này sẽ là content chuyên để mình booking mình review về mình mua hàng về mình review cho mọi người xem hai video này thì là hai video mà mình có thể là làm chủ đề gọi là chủ đề ghế ghế bên ấy mình có thể là làm về vlog mình có thể là làm về một cái mẹo mình gấp quần áo nói về một cái kinh nghiệm chia sẻ khi mình bán hàng online nó như thế nào thì hai video này là hai video khác không đi cùng với cả nội dung của kênh này còn một video này là video gì video bắt chen nó có thể là video bắt chen uh, xu hướng nhạc hiện tại hoặc là những cái kiểu như là chen uh, Uh, kỷ niệm một năm chúng ta đã làm được cái gì thì đây ấy, nó là một cái công thức mà đi nó rất là bền cho mọi người trong trường hợp mà review của mọi người ấy, nó dần dần nó càng ngày nó càng bị bóp lại thì mọi người sẽ có một cái content phụ kế theo nó ghế theo chính là content này và lưu ý nhá, mở đầu 3 giây đầu tiên, kể cả âm nhạc hay là về kể cả là về concept kênh content của kênh, nó vẫn phải là chính là mọi người chứ không phải là cái video này mình đang đi theo một cái mút nó rất là nó rất là như của Hùng Bá đấy Hùng Bá có một cái kiểu nhạc nó chỉ gọi là bật quả nhạc đấy lên theo, theo 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 là người ta nghe phát là người ta biết là nhạc của hùng bá không nhưng bây giờ tự nhiên một cái video khác hùng bá lại quay đổi ngoắt cái concept làm cái dạng nội dung khác thì người ta xem người ta không nhận được ra đây là hùng bá nữa thì cái video này của mình vẫn bị flop như thường thì mọi người nắm được cái phần phần này chưa nắm được rồi gõ phí một thôi nào Rồi, rồi mẹ mới hai nhiều thế. U, ừ. <laughs> à, rồi, ok, rồi nhá. Đấy là cái kiểu mà uh, bạn Ngọc này thì bạn ấy chỉ làm gọi là để giết mùa dịch cho vui thôi. Chứ con tay này mình cũng uh... cố lên. Ủa, thôi 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 thôi. Nghe ám ảnh đến cố lên lắm rồi. Thì đấy nhá, nó là cái kiểu mà mọi người đi trên con của kênh của mọi người ấy. đi nó sẽ rất là bền. Anh bảo một kênh chỉ là một label Đấy là ta bảo là khi mà một kênh mới Đúng không? Đấy là một cái kênh mới Còn, còn khi mà kênh của mọi người Đã bắt đầu là lên follow rồi Như cầu kênh của con Ngọc Một hai trăm nghìn, ba trăm nghìn, năm trăm nghìn người follow rồi Thì lúc đấy là cái hướng mà mọi người đã bắt đầu Mọi người có thể là chuyển đi sang một cái dạng content mới được rồi Ví dụ như cái kênh mà bạn là Con bé gì mà cậu ơi nhỉ Tớ bị vỡ nợ một, một, một tỷ Ờ, thì bây giờ nhá Ban đầu nó làm 5 video Nói về cái dạng mà vỡ nợ một tỷ ở kênh chào cậu thì mọi người nghe mọi người còn 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 chấp nhận đúng không nhưng mà mọi người follow cái kênh đấy là vì cái gì là vì là mình sẽ xem là chứng kiến là con này nó sẽ thay đổi nó sẽ trả nợ một tỷ đấy nó như thế nào hay về câu chuyện cuộc sống của nó một người mà mình nó bị uh, nó bị uh, ép nợ đấy nó no ra nó ra làm sao không chứ bây giờ nếu mà cả cái video của nó mở đầu ra chỉ vì mỗi cái than gọi là tôi bị vỡ vỡ nợ một tỷ thì liệu là các bạn xem các bạn có bị ngấy không có bị chán không ngấy ngay ờ, nên là mình phải đổi cái dạng mà content đấy đi là còn khi mà các bạn mà mới làm ấy thì cứ tập trung làm một dạng content được rồi nhưng mà về review ấy thì mình khuyên là mọi người không nên làm review theo kiểu thị trường bây giờ đang làm nữa mình lấy ví dụ nhé à, hôm trước mình còn nói chuyện với cả bên anh hưng về asset thì mình có hỏi là anh có hay uh, mua đồ của những cái bạn mà tiktoker không anh ấy bảo là không anh không bao giờ anh mua đồ review của những bạn tiktoker cả mặc dù nó có đến cả hàng triệu view lượt view anh chỉ mua hàng ở trên amazon mình hỏi là ớt thế tại sao anh lại chỉ mua hàng ở trên A amazon tại vì là ở trên amazon ấy, anh gặp uh, một thằng nó chuyên về review cái kênh của nó chuyên review đồ amazon thì ngày trước anh định mua của nó một cái máy lọc không khí máy lọc khử mùi thì lúc mà anh đang chuẩn bị mua đồ ấy thì anh vào anh xem cái kênh của nó thì nó giải thích là trên thế giới hiện tại nó giải thích là trên thế giới hiện tại bây giờ là không có một cái máy nào có thể là khử được mùi nó phân tích kỹ được ra là cái máy khử nhá nó có thể là bao gồm là bụi này đầu đầu tiên là bụi cứng này với sau là bụi mịn này thì nó chỉ lọc được cái mức là đâu đấy khoảng tầm bụi mịn thôi còn cái bức gọi là đến cái đoạn mà mùi nó là nhỏ hơn cả nano rồi thì trên thế giới này bây giờ chưa có một cái máy nào nó có thể là khử được mùi cả và ông nghe phát ông mới quyết định là ông ấy không mua cái máy đấy đến nữa luôn và ông mới tin tưởng thằng này hoàn toàn. Thì bây giờ ấy, ở trên TikTok bây giờ review đang một loạt những cái bạn mà làm những cái máy, những cái thứ mà quảng cáo review như thế. Bây giờ thị trường bây giờ đang bị nhiễu loạn thông tin. Người người này là nhà review. Bây giờ chưa có một ông nào gọi là đứng ở trên vai thực sự là người trải nghiệm sản phẩm. Phân tích cho mọi người nghe lý do tại sao nó không được cái tác dụng như thế, lý do tại sao mặc lên nó không được đẹp như thế phân tích theo một cách logic hơn chưa một ai làm đấy là cái mà bây giờ nó đang bị thiếu là cái mà vẫn là về review nhưng mà nó đang còn là xanh đấy nhưng cái này thì yêu cầu là cũng cần phải có cả là về kiến kiến thức đấy chưa ai làm khi mà mọi người mà thấy là cả thị trường bây giờ mọc lên đông đông như nấm rồi ờ, thì sẽ có những cái mà dạng còn tay mà nó <laughs> như vậy thôi <laughs> không sao Đừng có mọi người nghe mình ấy, mọi người nghe thì uh, mọi người chỉ nghe cái ý kiến của mình để mình đóng góp được cho cái ý tưởng của mình thôi. Ví dụ như là mình đang nói thế này nhá. Mọi người cũng có thể là liên tưởng được ra là bất động sản làm như thế nào. Người người nhà nhà đều bảo là mua bất động sản tốt. Nhưng mà theo cái cách phân tích của mình, mình sẽ phân tích tại sao cái đất này nó tốt, tại sao đất này nó không tốt. Phân tích theo một cái kiểu mà người ta nghe người ta chấp nhận được là cái người ta tin tưởng mình, ơ thằng này được đấy, tao đang định mua nhưng mà tao đang không biết là tao muốn mua cái mảnh đất này nhưng mà tao đang bị thiếu một cái logic gì đấy. May quá mày là cái người mà mày cho tao cái hành vi cuối cùng, cái miếng ghép cuối cùng để tao quyết định cái việc là tao mua hay là không mua. Tất cả là đều vào nhờ mày bởi vì là cái quan trọng ở trong affiliate ấy, đấy là cái lát click. Cuối cùng ấy là cái thằng nào là click cuối cùng, thằng nào là thằng mà ấn vào mua hàng cuối cùng thì thằng đấy là thằng win. Chứ còn kể cả mọi người mà có dẫn cho người ta xem bao nhiêu hành trình đi nữa nhá, nhưng mà người ta vẫn quyết định là người ta dừng lại, người ta mua của một thằng khác ấy, thì mọi người vẫn thua mà đúng không giống như kiểu mọi người chơi võ lâm ấy đánh bót ấy thì con bót thì con bót cuối cùng đánh win là mẹ mày cái thằng cuối cùng là thằng ấy ăn ăn mà chứ có phải là trong cả cái trận game mà mấy thằng kia đánh là cũng đều nhận được cả đâu quan trọng là lát click ấy. Ờ. mọi người hình dung được phần này chưa ờ. cho nên là ngày hôm nay ý, mình biết là có rất là nhiều anh em còn rất là nhiều câu hỏi ý. những thực ra là những cái câu hỏi như kiểu anh em mà hỏi là anh ơi em làm thế này, ý tưởng như thế này như thế nào thì nó thật những cái bạn đấy mình thấy hỏi là thường là cũng đéo, đéo làm được đâu thật. Bởi vì là thường những cái người nhá mà người ta nảy số mà người ta sáng tạo được ra nhanh ấy, người ta nghe như này, người ta đã nảy số được một loạt trong đầu người ta đã hình dung được ra là a, thế thì mình sẽ làm về tài chính, mình sẽ làm về kế toán, mình sẽ làm về thời trang như nào, nảy được ra cực kỳ nhiều. Có những em bảo là anh ơi em có concept này em làm thế này cũng được không? Mày làm mà ngon như thế thì đầy thằng trong bọn đây bọn tôi làm hết cả rồi tôi làm hết rồi nãy giờ cả đống content rồi mấy ông ơi <laughs> ok đây là tập uh, nếu mà đi nhá hôm nay là cái buổi mà cơ bản thì mình hy vọng nếu mà anh em nào xem ngày hôm nay vẫn chưa thỏa mãn đấy thì anh em lên trên kênh youtube của mình lên trên kênh youtube duy muối anh em mình ngồi cày lại đâu đấy khoảng tầm năm uh, sáu cái stream nữa là anh em mình xây kênh là ổn luôn là ngon luôn còn mình tin là trong này đâu đấy còn tầm bao nhiêu bây giờ còn bao nhiêu thằng ở lại bây giờ tầm tám trăm bảy anh em ở lại thì chắc là đâu đấy vượt lại được tầm khoảng 100 ông lên kênh là mình đã mừng lắm rồi bởi vì là mình tin là nếu mà những cái buổi mà ở ngoài mình kêu gọi ấy, thì nó khác còn những cái buổi này đều là những anh em ở trong dc đều là những anh em gọi là hiểu cái bit và thấy là trong dc là có hiệu quả thì anh em ở lại đến cái giờ phút này còn không thì anh em mình đi ra mẹ lâu lâu rồi ok không nhá thế thì à uh, uh, oh, 12 giờ rồi nhỉ thế đi ngủ nhỉ ngủ nhỉ ngủ chưa mệt chưa vào zoom này như chưa mà u thôi bây giờ như này nhá bây giờ bây, bây giờ như này cũng muộn rồi ông nào mà cần đi ngủ thì tắt máy đi ngủ đi uh, mình ngồi đây mình tâm sự một luy luyên thuyên với cả mọi người ai cần đi ngủ thì cứ tắt máy đi ngủ nhá mai đi làm hay là Uh, mai mùng 2 Tết rồi đấy Làm cái gì thì làm nhá Còn anh em nào mà đang cầm máy Mà tiện uh, muốn donate thêm Mỗi người donate 100.000 Thì donate vào trong tài khoản đấy Mình có Mình lập ra một cái quỹ để Cho anh em DC mà Lập ra cũng được có Có anh em donate 100.000 nghìn, 200.000 nghìn, Có ông donate hẳn 5 triệu Cũng vui uh, Lập cái quỹ Sau này ví dụ anh em mình Mà tổ chức offline Là như thế nào đấy Anh em gặp gỡ nhau Donate sao anh á à? <laughs> cái donate thì mình có ghi lên đầu group đây này anh em nào cần tìm lại thông tin thì anh em mình vào trong cái group này này mình ghi lên trên đầu group rồi đây để ở đây anh em lại bảo là khều donate đây này mở trong group nhá nó ở bài đăng đầu tiên này đấy bài đăng đầu tiên này luôn nhá hết slide á, bây giờ để xem nào hết slide thì nó thật với cả mọi người là nó còn dài lắm nó còn cả một trang dài tại vì cái slide này ấy, nó là mình cắt ra từ một trong những cái module mà từ cái mà, mà 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 khóa học. Cũng không phải phải là khóa học mà 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 chuyên sâu đâu. Nhưng mà thường là cái buổi này mình sẽ nói vào đâu đấy mất khoảng tầm 8, 8 tiếng. Thì nó mới hết cơ. Còn bây giờ là mình nghĩ là mình nói thế này là cũng ok rồi. Bây giờ là mình nghĩ là mình ngồi để mình trả lời một vài cái câu hỏi, một vài cái câu mà anh em gọi là thắc mắc mãi thì mình sẽ ngồi mình giải đáp luôn cho anh em. Tiệm một cái buổi ngày hôm nay. Xin sờ like được không anh Xe sờ like được không Mẹ để tôi Từ từ đã từ, Nhưng mà cái sờ like này á Từ từ để tôi xem nào nhưng mà, uh, này. Đây đi Bây giờ nhá Ôi bây giờ như này Còn cái phần cuối này mà tôi chưa nói nốt Đấy là cái phần mà gọi là Các cái lỗi mà thường tránh nhá Các cái lỗi mà cần Các ông mà cần phải tránh các phải nhá rồi là đặt link bán hàng các thứ nhá thì là tôi nói nốt nhá ok cái slide này bây giờ là gửi nó hơi bị khó khăn bây giờ vấn đề là như này cái việc mà tôi làm ra cái slide mà nó có cái chữ tiktok này mà không được cái tiktok tiktok kiểm cầm duyệt đấy là nó đã là một vấn đề rồi là mẹ các ông mà cầm xe đi lung tung một cái xong rồi tiktok nó phát hiện được ra nó, ôi cái này là của bên thằng duy muối nó làm thì thôi là chết đấy ờ, thế thì nó cũng không hay okay. nhá bây giờ mình ngồi mình vừa concept là mình vừa ngồi mình vừa tâm sự đi ông nào đi ngủ thì cứ đi ngủ đi nhá tôi ngồi tôi nói tốt nốt cái phần này một vài cái lỗi mà thường gặp ấy thì đầu tiên đấy đấy là cái mà sâu mã đơn hàng số điện thoại địa chỉ nhà các cái kiểu như này này là tiktok nó cho vào bị hạn chế video luôn nhá mà thường là khi mà các ông mà bị flop một cái video ấy bị đánh gậy một cái video ấy thì không phải là cứ bị gậy đấy xong các ông bị gỡ gậy là xong đâu bởi vì các ông phải hiểu một cái từ khóa nữa đấy là bị gây ẩn. À chưa xem màn hình à? Ơ ừ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. <laughs> Mẹ lú đấy Đây 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 đây. Đây 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 đây. Được chưa? Thấy chưa? À, đây 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 đây. Đây đấy nhá. Thì cái mà lỗi thường gặp ấy thì cái việc mà sâu mã như này thì các ông tuyệt đối là không bao giờ là để sâu mã hay là QR code hay là cái mã vạch như này nhá. Vì cái này là nó đang hiểu được là mình đang cố gắng là mình cho người ta một cái địa chỉ là ăn cắp dữ liệu data của người dùng ấy cực kỳ ghét kể cả số điện thoại là địa chỉ trong phần comment các thứ luôn lưu ý nhá không phải là cứ để ở trong mã vạch hay là mã qr code hay là cái mã số điện thoại ở trong video là bị vi phạm đâu kể cả trong phần comment kể cả video đấy của các ông lên được tầm khoảng một triệu lượt view rồi mà người duyệt ấy người ta phát hiện được ra là mình đang cố gắng là mình cho số điện thoại ở trong phần comment ấy video đấy của mọi người vẫn bị vi phạm vẫn chết như như thường luôn có nhiều trường hợp ấy của nhiều ông đăng video lên nhưng mà hai tháng sau nó mới đánh là vào là là vi phạm đã ai gặp vào, vào cái trường hợp này chưa đăng lên không không sao nhưng mà tầm một hai tháng sau mới bị đánh vào là, là, là vi phạm ờ. lộ số tiền thì cũng có lộ số tiền là cũng có bây giờ không nên quá là cái việc mà hiển thị số tiền ra bởi vì cái này thì nó cũng đang dần dần nó đang gắt hơn với cả cái luật mà của reviewer tiktok càng ngày nó càng càng đang gắt hơn với cái review cho nên là cái xu hướng mà trong năm mới xu hướng mà trong năm mới nhé đấy là cái mà mọi người có thể là làm sao mà làm nội dung review như mà như kiểu là mình không review ấy. mình trong vai một cái người là mình dùng thật chứ không phải là trong cái vai reviewer bởi vì là reviewer về sau ấy những cái bạn mà kiểu review công nghiệp ấy mấy bạn ấy sống không thọ được chết nó rất là sớm rồi tiếp tục này các cái mà về trang phục thì mọi người lưu ý giúp mình nhá trang phục ở đâu thì nó phải đứng ở đấy ví dụ như là một cái áo mà các bạn quảng cáo review một cái áo lót như này là là thôi là toang này áo lót đấy kể cả không mặc hay là cầm lên tay thôi là cũng toang cũng bị vi phạm luôn rồi nhá tiếp theo nữa là ngồi dạng háng các cái cổ trang phục như này bạn có thể là bạn mặc trang phục như thế này bạn đang đi ở bãi biển hay là mặc ở bể bơi không sao nhưng mà đã bước vào trong phòng tập mà mặc quần như này là thôi là chết luôn Ơ, long ở đây à hello long <laughs> thằng bơm review <laughs> ê tôi kìa <laughs> một trà vỗ tay cho bạn long <laughs> long ơi tới mượn hình ảnh của bạn tí nhá đang lấy ví dụ cái <laughs> đấy nhá thì là về cái mà về cái trang phục thì anh em lưu ý giúp mình có đôi khi nhá một vài chị em hay bị vô tư một cái đấy là quay cái kiểu áo như này này xong rồi tự nhiên nó lòi đéo đâu ra cái dây áo lót ấy, nó lòi ra thì chính cái video đấy nó cũng bị đánh giá đấy là một video bị lộ nội y rồi cho nên chị em lưu ý giúp mình cái phần đấy tiếp theo là về những cái dạng mà kiểu như là ngồi tư thế ngồi dạng há các thứ ví dụ như là những cái bạn mà như anh em anh này anh này là cái anh mà mình còn nói chuyện anh này quay tóc rất là chăm nhưng mà đéo cái nào lên cả thế là mình vào mình xem cái kênh của ông ấy thì mình bảo ui rồi anh ơi thế này chết rồi đéo lên được rồi cái này mình cho mọi người xem rất là nhiều trên stream rồi nhưng mà trong người xem lại với cả những anh em nào mà chưa biết nữa sở chơi mình nó như thế nào đây chết ngay nó lên được khách hàng mà nó không có tiền khách hàng thường nghe nhiều người nói rằng là tôi không hợp với người này tôi không hợp với người kia và tôi muốn lý giải với bạn đó là tại sao chúng ta lại không hợp hai người nói chuyện với nhau ok ạ đây là cái đấy Ở ngồi chiếu tướng luôn mẹ mày chim cò chồng hết cả giái lên như này thì thôi chết rồi nó đánh luôn là đây là đang quay là tập trung vào điện vào điểm nhạy cảm Nhưng cái dạng video này là nó sẽ cắt luôn nó không cho mình lên luôn nếu mà mình mà đang ngồi ngồi mà gọi là với cả anh em nam giới có thể là tại sao mà anh em hay thấy là đội nhà ở trong DC nhá đéo thằng nào dám ngồi dạng háng luôn đéo thằng nào dám ngồi dạng háng luôn ngồi hoặc là ngồi chéo quay qua lưng quay qua vai hoặc là nếu mà quay trước mặt như này này cắt từ bụng trở lên cắt từ bụng trở lên đéo thằng nào dám quay chim luôn quay phát chết luôn anh em thử xem lại một loạt ở trong anh em nhà DC xem. mẹ và thằng đéo nào cũng quay góc an toàn anh ơi em cứ quay từ bụng trở lên em đéo dám liều đâu Oh. xin lỗi em sai rồi. Đây, xem cái hashtag nhà DC 31 tỷ là view. Đéo thằng nào dám quay kiểu đấy. Nhiều vãi đái luôn. Đấy là cái kiểu mà anh em cần phải lưu ý nhé. Rồi, tiếp theo này. Các cái lỗi thường gặp, lộ thông tin. Đây, cho thuê nhà 4 tầng Nguyễn Hoàng có thang máy. Cái kiểu này là cái kiểu mà ngày xưa mình đăng lên Facebook các thứ không? Nhưng mà đăng lên Zalo nhiều ông còn đang mẹ tư duy là làm sao để mà bán được hàng cho nó nhanh ở trên này. Rồi chết rồi làm đéo có chuyện mà nền tảng này nhá nếu mà các ông mà muốn làm như thế này ý, các ông phải chạy qua cái nền tảng nó tên là tiktok ad đổ tiền vào và chạy video còn đây nó đang cái nền tảng nó tạo ra cái nguồn traffic miễn phí thì mình vẫn phải là làm làm sao mà chơi cái luật chơi của mình ấy mà thằng tiktok nó chấp nhận thì sau này kể cả mọi người có quảng cáo booking ấy làm về làm về các cái dạng một nội dung như kiểu là về quảng cáo à đây tôi nhỉ có mấy thằng ở trong này đây? ờ còn 800 ông ờ tôi rồi coi như là mất tầm khoảng 200 ông không có kiến thức này tôi chỉ cho ông một cái mẹo để công có thể nhận quảng cáo mà nó không bị là flop nhé công có muốn nghe không? quảng cáo mà đã bị flop từ từ đã uống nước đã từ từ uống nước đã à nhá rồi nói tiếp cái phần này này nói tiếp cái phần này nhá đấy là cái phần mà trẻ em trẻ em nó là cái mà cũng bị hạn chế nếu mà anh em mình mà có quay thì đây là có hình ảnh của người lớn đi cùng như này trên tiktok nó có một cái luật là hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi xuất hiện trước ống kính mà không có hình ảnh của người lớn đi cùng bao gồm cái hình ảnh này có thể là tiếng nói ví dụ như là kênh của ai nhỉ, Hòa Minh Di nhưng mà Hòa Minh Di là, là kiểu nghệ sĩ và kênh hay là kênh của An Nhiên Bối Bối đấy là những cái kênh mà đã verify đã xác nhận với cả là TikTok rồi và những cái kênh đấy là được xác nhận là được chấp nhận hình ảnh của trẻ em và nó đã được lên rồi còn nếu mà khi mà mọi người mà đang là một người mới mình đang là dân đen thì mình phải chơi thế nào mà cho TikTok mình nhìn phát là a kênh này con này nó quay đúng luật là mình vẫn phải xuất hiện cùng với cả là em bé trong video như thế này không được xuất hiện ở bên ngoài em bé đừng có nhìn những cái kênh khác mà nó làm nó đang lên bởi vì chúng nó là đang là nghệ sĩ đang là những cái tài khoản có tích xanh những cái tài khoản mà đã chơi tiktok rất là lâu rồi thì nó được bỏ qua còn mọi người mà làm như này phát là chết luôn nha, tuyệt đối không làm cứ nếu mà có trẻ các em ấy, thì cứ quay nó an toàn như thế này thôi rồi quay trở về cái content mà mình bảo là làm sao để mình có thể là quảng cáo ở trên một cái kênh mà không bị đánh vào bánh vào là, là, là vi phạm thì đầu tiên nhá trong người xem cái kênh mà ngày xưa mình cho kênh của Thủng Long Family xem và kênh của Thủng Long Family đi theo đúng content như này luôn đúng cái phong cách như này luôn rồi mình sẽ cho mọi người xem thử một cái video đây nhà Thủng Long đi theo phong cách y hệt như này copy paste không khác một tí gì cả chỉ mang về vào việc Việt hóa nó thôi rồi sang、oh, cái video nào nhỉ? ờ、oh, video này đi, video này mình xem rất thích。先生，您的大杂烩意面到了。哇，这么油腻！不要生气嘛。嗯、好啊。<c oughs> <c oughs>

Cái cách mà nó làm như này Mở đầu video này Dẫn dắt một vấn đề nhé Mình có thể là dẫn dắt một cái tiểu phẩm là về hài đúng không Đầu tiên này Một này Hài Rồi ok Đoạn thứ hai Tiếp theo này Lồng ghép sản phẩm vào Sản phẩm Rồi đến đoạn thứ ba Tiếp tục Đoạn giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề này tiếp tục nó phải là một content Là về hài Hài hoặc là về một cái nội dung nào đó Ví dụ Bạn làm về một cái nội dung liên quan là về Edu đi thì nhá ban đầu bạn có thể là hướng dẫn người dùng cách nạp tiền vào Momo như thế nào thì đấy là cái bước mà nạp tiền vào Momo đúng không nhưng mà cái bước tiếp theo ấy, đấy là các bạn mà sử dụng theo một cái bước nữa đấy là truy cập vào điện thoại sau đó là tải cái ứng dụng này về để được cộng thêm 100.000 vào trong Momo thì cái sản phẩm ở đây nó không phải là Momo sản phẩm này nó chính là cái sản phẩm mình cứ tức. lấy ví dụ như là nó là uh, Vietcombank đi ở uh, ờ. thì đây ấy, cái phần mà nó nằm ở trong cái phần của quảng cáo nó chính là phần này thì ở đây nó có công thức là hai hài một sản phẩm hai hài một sản phẩm mở đầu một hài này hoặc một cái kiến thức liên quan đến tài chính hoặc một kiến thức liên quan đến là phối đồ ăn mặc giày dép tiếp theo cho sản phẩm vào sau khi đến cái đoạn sản phẩm này không được kết thúc ở cái phần là mình nói về sản phẩm này tốt lắm không được nói về cái việc mà mình lăng xê sản phẩm mà tiếp theo của nó phải là một cái đoạn dẫn dắt tiếp theo là về hài hay là tiếp tục mình hướng dẫn người ta cách sử dụng tiếp theo hiểu chưa? chưa hiểu à? hay buồn ngủ hết rồi? ngon rồi, ờ hiểu, thôi nhá, xong rồi nhá, thằng nào không hiểu thôi nhá. <laughs> thôi mẹ đoạn, đoạn đoạn hay nói 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 thế thôi đoạn hay nói thế thôi mẹ nói nhiều thế thì không hay lắm nhỉ thôi thôi. <laughs> thôi nhá đấy là cái cách mà anh em mình đéo bao giờ sợ bị phá luôn rồi, rồi bây giờ cho anh em xin tí comment xin ở đây nhỉ à anh em cho xin uh, tí cảm nhận buổi học à mà thôi Uh, cho tôi đăng lên trên Facebook cá nhân đi Facebook cá nhân tôi dạo này lâu lắm rồi đéo có bài gì nó tương tác cao cả à. anh em vào anh em xin hộ tôi cái anh em cho xin ít cảm nhận buổi học đêm nay nhé chấm 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 đấy anh em vào cho tôi cái xin đi nghe đấy thế thôi vui vẻ rồi ờ, à. thôi thế thôi Nhá. ôi muộn rồi muộn rồi đi ngủ nhá ngủ nhá mệt chưa tôi thì chưa mệt lắm đâu nhưng mà nói cái gì hay thì nói cũng gọi là chớp ở tí thôi không phải bao giờ anh em mình cứ làm xong đi xong rồi bao giờ đến level hai anh em mình gặp nhau tiếp quẩy tiếp đi mẹ nhanh thế <laughs> mới có một tiếng điên à mẹ mình ngồi từ chín rưỡi giờ rồi em level 10 rồi <laughs> thôi mệt rồi đi ngủ đi ngủ nhá ngủ đi bao giờ chia sẻ tiếp á thực ra mình cũng chưa biết là bao giờ chia sẻ tiếp á. bởi vì là hôm nay nó là thực ra là như này này nếu mà uh, thực ra là cái buổi ngày hôm nay là mình muốn là cho anh em gọi là cơ bản chưa biết gì anh em vào thôi nhưng hôm nay cũng có nhiều anh em là gà của DC cũng làm việc với cả DC rồi cũng vào trong này rồi thì cũng cập nhật thêm cho anh em một vài cái kiến thức mới còn những cái luật lệ gì về sâu hơn chính sách ấy, thì mỗi một cái kênh ấy, nó lại có một cái content khác nhau mỗi một kênh nó lại có một cái 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 luật policy khác nhau ấy cho nên là nếu mà mọi người mà có làm ở cái mình mà có nói mà công bố như này đi thì có thể là mình đang nói policy không đúng với cả cái kênh của của bạn cơ cho nên là nếu mà lâu dài mọi người phải là đặt một cái mục tiêu cho mình là vào trong DC hoặc vào một cái network nào đó thì vào trong DC nhá nó có hai kiểu đấy bạn mà đi theo hệ doanh nghiệp như kiểu là hùng bá hay là như kiểu là của kênh của thằng lk hoa thì đấy là 5 triệu một tháng còn nếu mà bạn mà đi như kiểu là bờm review này hay là long khoa học này những cái kênh đấy bản chất là mình sẽ cầm cái kênh đấy của mọi người mình đi bán bán chất xám của mọi người mình đi nhận booking thì như thế mình vẫn có tiền về cho mình thì đấy là mọi người vào là theo hệ là free miễn phí thì có những cái kênh mà mình thấy là có dấu hiệu là quảng cáo được thì 20k 30k follow là mình cũng nhận được rồi mình cũng nhận được vào rồi xong rồi mình cũng đi gọi là cho anh em đi uh, đi gọi là đi khách rồi thì đấy là cái cách mà mình kiếm tiền thế thôi ờ ừ, thật mà chứ còn cái việc mà mình ấy, từ trước tới nay là mình làm vẫn là mình quan tâm mình quan trọng là làm về cộng đồng mình cứ lâu rồi mình cứ xác định là từ chín rưỡi lúc mà mình mà lên stream ấy là mình là mình là người thuộc group còn bình thường ban ngày nhiều anh em cứ inbox mẹ mày hỏi khám kênh riêng ấy, mẹ mày chửi cho vỡ vỡ mặt tìm hiểu thì nó chịu tìm hiểu anh ơi cho em còn ten anh ơi em bán cái này anh tư vấn em phát anh ơi em muốn gặp anh cà phê mẹ gặp mình đóng gì gặp làm đéo gì anh em trên mạng thế này vui vẻ rồi bao giờ có dịp anh em làm việc với nhau thì anh em gặp nhau sau chứ bao giờ ngày đéo nào cũng ngồi cà phê thì no bà mẹ một tuần nhá một tuần ra mấy video một tuần tối thiểu năm video nhá <laughs> nhá ok thôi rồi giờ vẫn còn hơn 700 anh em này <laughs> Còn cái khoa học chuyên sâu thì anh em nào cần thì cái... Mẹ cái khoa học, chuyên sâu thì nó cũng như này Vấn đề là cái khoa học chuyên sâu ấy Giá của nó thì lại cao Thì tôi lại không nói được ở trên cái mà Trên cái 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 gọi là cộng đồng đông Bởi vì là cái trong này của anh em mình nhá, Nhiều bạn là còn đang học sinh sinh viên Mấy bạn gen Z thì đéo có tiền để mà đi học Thật sự là thế luôn Mà mình vẫn là muốn giúp đỡ các bạn ấy Thì 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 mình vẫn mở ra những cái này Nhưng nếu anh em nào mà khoa học chuyên sâu Thì giá nó rơi vào tầm khoảng 35 triệu cơ mà học và support trong vòng 3 tháng mà học căng đét luôn đấy thì thôi anh em nào mà gọi là ở trong cái thế hệ mà gọi là sẵn sàng mà đầu tư ấy, thì vào làm còn không thì thôi mẹ tôi nói thật là riêng cái buổi này ấy, anh em đéo cần phải đi học ở đâu cả học cái này thôi phát là đã xong mẹ rồi giải quyết được bao nhiêu vấn đề rồi ở ờ, video up hashtag uh, DC á có gắn hashtag đi cho vui để cho vui nhé ừ. Ừ thôi muộn rồi anh em nhá anh em cho xin cái comment sitting ở đây đi sao giờ thấy thằng nào comment này Ôi ừ, sáu oh, 63 người bình luận rồi cả U là trời Má ơi Ừ oh, 63 bình luận thế còn mẹ uh, uh, gần 700 ông còn lại đâu rồi Comment nữa biết mặt nhau vào biết mặt mũi <laughs> nhau cái nào thỉnh thoảng mà tôi có ví dụ như là có khách hàng người ta vào người ta xem mặt xem mặt mũi thằng này nó dạy dỗ nó làm cộng đồng như nào người ta có cái đây anh ơi em có một cái như thế này phát mẹ mày được mấy trăm lượt like có mấy trăm lượt bình luận này nó cũng phải oai không Xin đinh cái đê Thôi <laughs> ngủ nhá anh em nhá ngủ nhá ngủ nhá ngủ nhá ngủ đi ngủ đi <cười> <cười> Rồi, bây giờ đi. Thôi, <laughs> ừ thôi bây giờ nhá, ngồi tâm sự với anh em tí. Rồi, bây giờ đấy, anh em nào đi ngủ thì cứ đi ngủ đi nhá. Bây giờ tôi 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 nói chuyện là về nền tảng hay là nói chuyện về công việc đi, không bao gồm là những cái luật hay là về cái chính sách ở trên TikTok nữa. Thì uh, uh, cái này thì tôi cũng có ghi ghi hình lại nhưng mà tôi cũng không hứa là tôi sẽ đăng lại ở đâu cả. Bởi vì là cái này chắc là nếu mà đăng lên tôi sẽ phải cắt đi một vài chỗ. Cắt đi rất là nhiều 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 chỗ vì nhiều cái mình nói ví dụ như đụng chạm đến nền tảng hay là đụng chạm đến cái người này người kia ấy nó 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 không hay nên là tốt nhất là hôm nay anh em mình tham gia mà nghe được cái buổi trọn vẹn ngày hôm nay là là tốt lắm rồi ô có phải là thằng chàng chàng thực thần trong này à ờ đông vui nhỉ anh có play đua play đua thì anh chỉ donate nó chỉ hiển thị khi mà anh stream ở trên facebook thôi ở đây nó không hiển thị đâu <laughs> em xây kênh cho sếp đã có hai clip triệu view rồi nhưng cái lên cái xuống kênh vậy thì có ổn không em bảo sếp em vào 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 trong dc là xong thật là giải quyết được có cái gì đâu còn anh em nào cần sử dụng gì thì cứ vào nói chung là cái việc mà mà mình thì trước nay mình vẫn quan điểm đấy là làm tiktok ấy cái việc mà làm sáng tạo này nó không bị rào cản bởi tiền bạc thật sự không phải là thằng nào nhiều tiền thì thằng ấy win bởi vì là rõ ràng cái sân chơi này mình thấy tại sao mình thích nó tại vì là sân chơi này nó là sân chơi mà cạnh tranh công bằng một thằng sinh viên học sinh cấp 2, cấp 3 nó có thể làm content triệu view được và nó có thể là viral được và có thể là được những cái ông giám đốc chủ tịch ở đâu đấy người ta săn đón chứ không phải cuộc chơi này là cuộc chơi là về tiền cho nên từ trước đến nay mình xây dựng cái cộng đồng này mình không phải là mình không bao giờ mình đưa ra những cái dịch vụ hay là đưa ra những cái mà nó kiểu bán hàng lên trên cộng đồng này bởi vì mình muốn mọi người hiểu là mọi người có thể là xem stream, mọi người vẫn có thể là lên view được, mọi người vẫn có thể là làm được kênh chứ không phải là mọi người cứ phải đóng tiền đi học ở đâu đấy, mọi người mới có thể là làm được, thực sự là thế. Đây ừ. là cái mà nhiều người đang nếu mà mọi người còn đang có một cái suy nghĩ là phải bao giờ mình phải đầy đủ thiết bị, mình phải đầy đủ tiền, mình phải đổi nhà mình phải đổi xe mình mới quay thì cái đấy là suy nghĩ mà cực kỳ sai lầm luôn sân chơi này rất là công bằng với cả mọi người nên là mình chơi mình rất là sướng thấy rất là thích luôn đấy ừ lấy nhạc ở trên tiktok thì có lên được xu hướng không anh á <laughs> lấy nhạc ở trên đấy á uh, nó lên được nhưng mà nó là view đấy đến từ hồ sơ cá nhân thì như anh có nói rồi đấy Hồ sơ cá nhân nó không tốt bằng view đến từ xu hướng Thằng này viết cái đéo gì đây Basic tiktok Content Ôi, thằng này viết cái gì ờ, từ 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 để nhá Để tao đọc lại nhá Tao kiểm duyệt nhá Không lại mày, mày, mày viết cái gì Inside Reapp Ui Thằng này nó viết uh, Tổng hợp basic là của trang đầu tiên à <cười> 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 uh... Đúng rồi, nhiều bạn có mỗi một cái điện thoại Đéo phải là điện thoại xịn đâu Mẹ nhiều thằng nó quay bằng cả con iPhone 5 mọi người ạ iPhone 5 xong rồi thêm một con đèn cùi cùi thôi Triệu view ẩm ẩm ra Nên là Mình thích lắm mình 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 Nói chung là mình đang yêu cái công việc này Mình mình đang làm Nhiều bảo là Nhiều người cứ bảo là mẹ tiền mình kiếm được từ tiktok Nhưng mà thực ra là tiền mình mình Làm tiktok mà bảo giàu lên thì Ừ thì cũng có đấy Nhưng mà cũng không phải là cái nguồn mà kinh tế chính của mình nguồn kinh tế chính của mình là nó đến từ những cái mảng khác cơ nhưng mà mình làm cái này mình thấy là mình có cái từ trước đến nay mình mình chưa bao giờ mình làm được một cái gì mà mình được xã hội và mình được bố mẹ công nhận như thời điểm bây giờ từ ngày xưa là ngày xưa là toàn bị nói là uh, bám váy bà già các thứ tự nhiên đến một ngày mình làm được kinh tế tóc cho bà già xong mình làm được một cái gì đấy viral trên mạng xong bắt đầu người ta đổ xô đi người ta tìm kiếm thằng duy muối xong người ta inbox đến mẹ mình bảo nhờ mẹ mình ơ chị ơi chị là mẹ thằng duy à nhờ nhờ chị nói với cả thằng con chị một câu để mà thằng đấy nó xây kênh cho em với đấy nó cũng vui bà già mình thì cũng được cái là cũng lên mặt lên giá không? ui em ơi thằng này nó đắt khách lắm nó chảnh lắm em ạ ui em biết không mẹ có người mẹ cầm đến một tỷ cho nó mà nó còn đéo xem dây kênh người em ạ thằng này bây giờ nó khiếp lắm bà già cũng lên mặt ư ừ, mình cũng bảo ừ, cũng hay <laughs> cũng được đấy thì đấy là những cái mà mình cũng thấy là vui ở trong cuộc sống tiếp theo là về cái mà xã hội ý. Ờ ừ. mình làm những cái ở trong xã hội ví dụ như là có anh em mở ra đến bây giờ vẫn còn đang hơn 600 người ngồi nghe mình. Ừ. Anh em xã hội anh em công nhận mọi người cũng đến với mình thì đấy là cái mà 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 niềm vui mình thấy là rất là sướng. Ờ ừ. nói ừ. chung là làm cái này mình thấy sướng lắm và mình tin là có nhiều anh em ở trong ở trong group ấy khi mà anh em trở thành idol được gọi là idol đúng không? Bắt đầu là có video, bắt đầu là có fan phủng rồi, người ta cũng comment rồi, cũng bắt đầu có cái cảm giác đấy, tự nhiên là đi ra đường xong rồi bố mẹ cứ cầm uầy. Chị ơi chị có biết không? con bé nhà chị bây giờ nổi tiếng lắm rồi đấy ui ơi cả bọn trẻ con nhà em đứa nào cũng ngày xem video của chị đấy nó cũng sướng cũng là một cái mà 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 được thể hiện với cả là ở xã hội về tiền thì tất nhiên mình cũng đấy mình đi lùa như này đấy mấy ông cũng hỏi về giá cả 5 triệu một tháng như thế nào đấy tôi cũng là lùa được rồi mặc dù là cái việc đấy cũng chả phải là việc chính <laughs> vui dùng vui là nếu mà các ông mà muốn cái này cái này tôi không biết là sau này nhá tôi không biết là sau này hết tiktok rồi nó có một cái nền tảng nào để anh em mình có thể là viral được như thế này nữa không nhưng mà anh em phải hiểu là như này cái nền tảng mà của ngày xưa ấy, khi mà người ta muốn nổi tiếng trên mạng rất là khó phải là những cái video mà quay kịch bản tvc quay uh, youtube quay nó rất là cầu kỳ và bây giờ ấy, nó đang là cái thời đại mà cực kỳ dễ để mà mọi người được nổi tiếng thời đại cực kỳ dễ và sau cái thời đại này ấy, mình không dám chắc là cái thời đại thế hệ đằng sau, thế hệ mà nền tảng đằng sau một thằng TikTok hay là thằng tích tích TikTok nào đó đi. Nó có thể nó ra được và nó có thể là 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 trở nên viral thì mình không biết là mình có thể nổi tiếng được nhanh như là thời điểm hiện tại không. Nhưng mà thời điểm hiện tại giờ đang làm TikTok để mà viral để mà mình nổi tiếng được bản thân ấy. Rất là tốt. Và mình nghĩ là đâu đấy trong trong đời người ấy, mình được một lần mình được cảm giác như này một lần là mình đã mãn nguyện. Đây vào mặt chính đây. đây. Đây, cái mặt lúc đéo nào tối ngồi mai mặt với cả mọi người ngồi stream đây. Vui. Ờ, xong tự nhiên mình kiểu nổi tiếng ấy, xong rồi kiểu đi gặp gỡ mọi người khác cũng dễ hơn. Nói thật với cả mọi người nhá, mẹ ngày xưa tôi có một cái thói quen. Đấy là cứ những ai mà người ta mà mình xem người ta mà mình thích ấy, mình sẽ inbox với cả người ta. Mình sẽ inbox người ta bảo là anh ơi em rất là thích anh em rất là ngưỡng mộ anh về cả kiến thức của anh chia sẻ em hay xem kênh youtube của anh lắm mình biết là người ta sẽ không bao giờ người đọc người ta đọc inbox của mình nhưng mà mình vẫn trả lời à, nhưng mà nhưng mà mình vẫn nhắn tin cho người ta thì từ cái khi mà tôi làm tiktok ấy tự nhiên những cái người mà tôi nhắn tin với cả người ta từ ngày xưa ấy người ta inbox lại với cả mình ờ người ta inbox lại với cả mình người ta là, hóa ra em là ngày xưa inbox với cả anh à xong người ta cũng đăng lên trên facebook người ta khoe trời ơi hóa ra là người mà mình thích đã từng thích mình cách đây ba bốn năm ngày xưa tôi có cái thói quen đấy cứ ai mà tôi thích một cái là tôi sẽ nhắn tin cực kỳ nhiều tôi nhắn tin là tôi chỉ nói ra cái cảm xúc cái cảm giác là tôi rất là quý tôi rất là ngưỡng mộ người ta thôi người ta đọc được hay không không quan trọng đấy <laughs> mình bị một cái dở hơi như thế nếu bây giờ tôi vẫn đang 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 bị một cái như thế nhưng mà tất nhiên là bây giờ cái vị thế của mình nó cũng khác khác đi một tí kiểu như bây giờ mà mình mà kiểu cũng có một tí gọi là tiếng tâm đúng không mình nhắn tin mình sẽ kiểu như là uh, anh cần em giúp đỡ gì về tiktok thì anh cứ nhắn em nhé em hay follow kênh của anh thì mình bây giờ là mình cho lại người ta một cái giá trị khác đấy ví dụ bây giờ là tiktok là mình bảo kê mình kê cả đi thì anh cần cái gì thì anh cứ nhắn em để em hỗ, trợ cho người ta có cần hay không thì kệ nhưng mà mình cứ có lời như thế là được rồi ví dụ như hôm trước tôi có nhắn tin cho anh anh gì nhỉ anh, anh 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 đéo gì mà làm kênh nhà to ấy ờ cái kênh nhà to ấy ờ, quên mất cái anh vào đồ chọc chọc xong mình nhắn tin mà ui anh ơi em hay xem kênh của anh lắm hôm nào anh cho em đến thử nhà anh uống một cốc rượu vang nhé em thấy review ngon quá bảo u ok em ơi thoải mái em đợi anh bay ra ngoài hà nội anh uh, mời em qua nhà anh uh, ăn một bữa bò bít tết uống rượu vang nghe vui thế vui vui rồi cần đéo gì đâu không không phải anh đang ờ ừ, anh 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 Đức ở ừ, ở ừ, đúng rồi, anh Đức Nên là vui rồi <laughs> em tổng hợp có link driver xịn sò luôn à mày bán đi em ạ mày bán tôi nào cũng vào được đùa thôi đùa chứ cái gì mà nhận được miễn phí thì mình cũng cho đi đi miễn phí em ạ à, cái câu mà ngày xưa anh 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 vào trong nhà anh vào trong nhà thờ hồi đấy là anh đang làm một cái đồ án gì đấy liên quan đến như kiểu là về tôn giáo Việt Nam ấy thế anh vào trong nhà thờ anh muốn ngỏ ý anh muốn mua một cái quyển quyển kinh thánh thế trong đấy người ta bảo không bán trong đây là tất cả quyển kinh thánh là đều phát miễn phí bởi vì là trong đấy họ có một cái quan điểm đấy là Cái gì nhận được miễn phí thì hãy cho đi miễn phí Cuối cùng là Tôi nhận được, thì đấy là cái câu đầu tiên mà tôi thấy là Thích thú với cả là tôn giáo Và mình nhận được cái câu đấy mình thấy rất là thú vị Và Từ đấy về sau là Cứ những cái gì là tôi cũng cho vào Cái đấy là cho vào trong đầu mình Cái gì mình nhận được miễn phí thì mình cho đi cũng miễn phí Ừ <laughs> <laughs> ờ, thôi ngủ đi anh em ơi muộn rồi nhá ngủ đi mẹ gần một giờ nơi rồi đấy ngủ 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 nhá ngủ nhá tối mai có anh em mình mà còn nhớ tới thì tối mai tớ vẫn stream đấy tối mai tớ vẫn stream ở trên ở trên fanpage tối mai đâu là tối hôm nay này chín rưỡi tối nay tớ vẫn lên tớ vẫn stream nha anh em nhá thôi thì cảm ơn anh em chúc anh em ngủ ngon cảm ơn anh em đã đến với buổi stream uh... Buổi học đi, gọi là buổi học ngày hôm nay Hy vọng là lần sau mình mà có một cái buổi nữa Thì nó vẫn bùng nổ như này nhá anh em nhé Cảm ơn anh em đã đến Bye bye anh em Yeah, yeah. Oh Alo alo 9h30 9, giờ 30, 9 giờ 30 vào ngay livestream của anh Duy Muối nhá Vào luôn đấy Không nói nhiều đâu Bật máy tắt điện on stream vào việc Anh Duy đẹp trai đã xuất hiện Ngồi buôn vài chuyện Con tên lại nghiện Như đi học thêm không mất tiền Nếu quý đơn cho ly trà đá đê Kèo mà livestream cả tối cũng khô miệng quá trời DC GROUP WE LIKE A PARTY Làm việc xong xuôi anh em anh nghỉ ngơi Vừa mới chỉ chiếu mà đã có 10 tỷ view Chẳng nhẽ đầu hai mà đã đến tuổi nghì hưu Điều thiết cứ ghét nhưng bọn anh có khe đâu In đời tui suốt đêm thâu Thêm vài con drop xe nhau thế cứ bước cộng đồng vẫn cứ đi lên hay đời vẫn bước theo sau nhưng còn phải mất thời lâu anh còn on stream và phiêu nhạc mà xin gì ghi hình tiktok the art world ghi thêm cả tên mình tim DC, anh em kể vai ta đi chút luôn kéo thơm là sách vali đi lên mà đi yêu đi anh em mình vô tư đi tiktok chiều view giờ là quá easy nói ít và làm nhiều con tên toàn hàng hiệu Wake up và làm việc để ai idea ngày càng nhiều Join in một đàn gà, khúc mắc sẽ làm hoa Growing with my team, DC luôn là nhà Ghét yeah, thì cần ghét làm sao, xin đi gần nhiều vì còn cao Còn tên anh ra liên tục xu hướng vậy Wow, look no at me now, à. anh đi quá sao mà lại còn chắc chắn Thì tại ôn đây cũng tìm miền đất hứa Và là quá nhanh chẳng cần món chất xám linh bình bóng loáng tiền chất chưa ok, damn Lướt, lướt, lướt 100 lần thì gặp anh 100 lượt, hey boy đấy à không bao giờ ngăn được nên là vào với độ anh không bị gì việc vội nhanh cứ từ từ đi từng bước là có cơ hội đi xin group không phải người ban phước nên đừng hiểu nhầm không bọn đánh mang tội ai tin đi anh em kể vai ta đi chút luôn kẻ thơm là sách vali